Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2521, đột phát dị biến. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương phân biệt đứng ở Diệp Thần Phong bên trái cùng bên phải. Ánh mắt của bọn họ chăm chú dừng lại ở Phong Vô Cực trên người, không ngừng khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông, dùng này để chống đỡ Phong Vô Cực thật khí thế áp bức. Hai người bọn họ thần kinh não bộ căng thẳng, không nghĩ tới đến đây Quỷ Vân hang động tìm tòi hư thực, cuối cùng rõ ràng gặp một tên vừa vặn đột phá đến thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, hơn nữa thật giống cùng bọn họ lão tổ Diệp Thần Phong còn có thù. Đối mặt Phong Vô Cực, Diệp Thần Phong trên mặt vẻ mặt không có biến hóa quá lớn, bây giờ rời đi hoàn toàn là không còn kịp rồi, trừ phi mang theo Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương trực tiếp trốn bên trong tiểu thế giới. Nhưng lần nữa tránh né không phải Diệp Thần Phong tính cách, lúc trước thực lực và Phong Vô Cực cách biệt quá nhiều, cùng Phong Vô Cực đối chiến hoàn toàn là chịu chết, hắn mới sẽ tiến vào bên trong tiểu thế giới, bây giờ thực lực của hắn tăng lên tới cực cảnh đỉnh phong, cho dù Phong Vô Cực tu vi khôi phục được thần đế cảnh sơ kỳ, hắn hẳn là cũng có sức đánh một trận được rồi. Như sóng lớn vậy khí thế. Bắt đầu từ trên người Diệp Thần Phong một tầng lại một tầng trở mình vọt lên, không gian bốn phía bên trong nổi lên từng vòng sóng gợn. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương, bọn hắn tại cảm thụ tại Diệp Thần Phong thật khí thế sau, bọn hắn không kiềm hãm được hướng về bên cạnh lui ra một ít. Thật sự là Diệp Thần Phong thật khí thế quá hùng hậu mà lại cường đại rồi, tung khiến cho bọn họ là nửa bước thần đế tu vi. Nhưng bọn họ biết tại chính thức về mặt chiến lực, bọn hắn đoán chừng liên thủ cũng không cách nào chiến thắng Diệp Thần Phong. Tại cảm nhận được Diệp Thần Phong trên người bốc lên thật khí thế sau, Phong Vô Cực trong con ngươi vẻ mặt càng thêm ngưng trọng lên, Diệp Thần Phong khí thế hùng hậu trình độ, hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Vào đúng lúc này, Phong Vô Cực bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Thần Phong rồi, nếu như thả lỏng cảnh giác lời nói. Cái kia nói không chừng hắn sẽ tại lật thuyền trong mương. Kết quả là, Phong Vô Cực không nhiều lời nữa. Màu đen linh khí từ trên người hắn tràn ra ngoài, bờ vai của hắn run lên, bên trong thân thể của hắn màu đen linh khí như hồng thủy bình thường phun trào mà ra. Diệp Thần Phong thấy thế, lông mày chăm chú vừa nhíu, thân ảnh của hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Phong Vô Cực có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thần Phong tới gần. Bên trong thân thể của hắn phun trào mà ra linh khí không ngừng đang gia tăng, cuồn cuộn màu đen linh khí ở trong không khí tạo thành từng con lớn vô cùng màu đen kỳ lân. Những này màu đen kỳ lân nhìn qua hung ác cực kỳ, mỗi một con kỳ lân trong con ngươi toàn bộ nổi lên hung quang. Liền một cái hô hấp cũng không đến thời gian. Phong Vô Cực bốn phía tạo thành trọn vẹn mấy trăm con hình thể to lớn vô cùng màu đen kỳ lân. Tại đây chút màu đen kỳ lân hình thành trong nháy mắt. Phong Vô Cực cánh tay vung lên, Thiên Ma Đại Pháp. Những này màu đen kỳ lân không có ngăn cản Diệp Thần Phong công kích, cũng tương tự không có đối với Diệp Thần Phong triển khai công kích, mà là một mạch toàn bộ xông hướng trên bầu trời. Oanh! Tại trên bầu trời, những này màu đen kỳ lân toàn bộ đánh vào nhau, biến thành vô số màu đen lưu quang, những này lưu quang đang rơi xuống đến từ sau. Rất mau đem Phong Vô Cực cùng Diệp Thần Phong bao phủ ở trong đó. Hình thành một mảnh màu đen không gian, mà Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương nhưng là được bài xích ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Phong Vô Cực dễ dàng tránh qua Diệp Thần Phong lần công kích thứ nhất. Diệp Thần Phong vừa vặn chỗ cho thấy tốc độ cực kỳ nhanh rồi, theo lý tới nói, coi như là thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào dễ như ăn cháo tránh thoát khỏi, mà Phong Vô Cực lại tránh né cực kỳ ung dung, thật giống đã biết Diệp Thần Phong là từ đâu xuất hiện. Hội từ nơi nào công kích như thế? Tránh thoát Diệp Thần Phong công kích Phong Vô Cực, hắn cười nói, tiểu tử, tại ông trời của ta ma trong không gian, người hết thảy đều tại ta nắm trong bàn tay, ở nơi này ta đem đứng ở thế bất bại. Phong Vô Cực thi triển Thiên Ma Đại Pháp sau hình thành Thiên Ma không gian. Đây là một loại phi thường đặc thù không gian, chỉ cần thân ở tên Thiên Ma này không gian bên trong, Phong Vô Cực có thể cảm nhận được động tác của đối phương. Có thể nói đối phương tất cả công kích cùng phòng ngự tất cả trốn bất quá hắn cảm ứng, trừ phi tu vi của đối phương vượt xa khỏi hắn, mới có thể phá tan hắn Thiên Ma không gian. Đứng ở Thiên Ma không gian bên ngoài Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương, bọn hắn nỗ lực muốn phá vỡ Thiên Ma không gian, cùng Diệp Thần Phong đồng thời liên thủ đối phó Phong Vô Cực,
đáng tiếc bọn hắn cực hạn sức mạnh công kích trên trời ma không gian bên trên, chỉ có thể làm cho thiên ma không gian nổi lên một chút xíu gợn sóng, căn bản là không cách nào phá khai thiên ma không gian. Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn chằm chằm ý cười đầy mặt Phong Vô Cực. Như hôm nay ma không gian mở ra, Phong Vô Cực là nắm chắc phần thắng, tên thiên ma này không gian chính là hắn ép đáy hòm chiêu thức, vì không xảy ra bất trắc, hắn nhưng là vừa tới liền thi triển. Ở đây ai cũng không có chú ý tới. Phong Vô Cực đang sử dụng xuất thiên ma đại pháp, hình thành thiên ma không gian sau. Từ quỷ vân trong hang động bốc hơi lên khói đen là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nồng đậm. Những kia bốc hơi lên khói đen, tại lên tới trên bầu trời sau, loáng thoáng tại trên bầu trời tạo thành một tấm lớn vô cùng mặt quỷ. Phong Vô Cực hình thành thiên ma không gian, bên trên tán phát ra sóng chấn động, phảng phất đối quỷ vân trong hang động lực lượng nào đó rất có hấp dẫn. Cho nên, quỷ vân trong hang động lực lượng nào đó tại từng điểm phát sinh một loại nào đó biến hóa. Tại Phong Vô Cực trên mặt cười gần không ngừng mở rộng, chuẩn bị bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết Diệp Thần Phong thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, mặt đất bắt đầu mãnh liệt rung động chuyển động. Hơn nữa rung động tần suất tại càng lúc càng tăng nhanh, này làm cho Phong Vô Cực động tác dừng lại. Diệp Thần Phong trong con ngươi cũng tràn đầy nghi hoặc. Cách đó không xa, quỷ kia vân hang động như quỷ mặt vậy cửa động, từ trong đó phát ra từng đợt tiếng nghẹn ngào. Hai con lớn vô cùng màu đen móng vuốt, từ quỷ vân trong hang động nhanh chóng đưa ra ngoài, trực tiếp chộp vào thiên ma không gian bên trên. Cái này hai chỉ lớn vô cùng móng vuốt dĩ nhiên trực tiếp đem thiên ma không gian nắm ở trong tay. Dùng sức lôi kéo. Toàn bộ thiên ma không gian hoàn toàn bị kéo lên, liên đới thân ở thiên ma bên trong không gian Diệp Thần Phong cùng Phong Vô Cực đều cùng theo một lúc di động. Không hiểu ra sao xuất hiện hai con to lớn màu đen móng vuốt, để Diệp Thần Phong cảm giác cực kỳ không ổn, hắn muốn lập tức tiến vào bên trong tiểu thế giới, đáng tiếc tại móng vuốt chộp vào thiên ma không gian thượng thời điểm, không gian chung quanh pháp tắc trong nháy mắt bị hạn chế ở. Ầm ầm, một tiếng. Hai con to lớn màu đen móng vuốt trực tiếp đem thiên ma không gian, liên đới thân ở thiên ma bên trong không gian Phong Vô Cực cùng Diệp Thần Phong kéo vào quỷ vân trong hang động. Về phần thân ở thiên ma không gian phía ngoài Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương, hai người bọn họ ngược lại là không chút nào được đến bất kỳ ảnh hưởng, chỉ là hai con lớn vô cùng màu đen móng vuốt xuất hiện quá đột nhiên, để hai người bọn họ trong lúc nhất thời thất thần, đợi đến bọn hắn phục hồi tinh thần lại muốn đuổi tới đi thời điểm. Nguyên bản không ngừng bốc hơi lên khói đen, toàn bộ một mạch bị hạ thấp xuống ở quỷ vân trên hang động. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Chỉnh cái cự đại vô cùng quỷ vân hang động trong nháy mắt toàn bộ ngược lại sụp xuống. Diệp Thần Phong cùng Phong Vô Cực được đặt ở quỷ vân hang động bên trong. Chương 2522, được tù quái vật gì? Trong không khí bụi bặm tứ tán. Nhìn xem hoàn toàn sụp đổ quỷ vân hang động. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương muốn sắp ngã sụp hòn đá thanh lý mất, dùng này tìm đến được đè ở phía dưới Diệp Thần Phong. Nhưng là sụp đổ quỷ vân hang động. Tại đây chút trên hòn đá rõ ràng cầm giữ một cỗ sức mạnh kinh khủng. Cho dù Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương có nửa bước thần đế thực lực, bọn hắn càng cũng không cách nào nâng lên bất kỳ một tảng đá, quả thực là kỳ lạ rồi, bọn hắn nhưng là đường đường nửa bước thần đế cường giả A-Hát. Bây giờ nhưng lại ngay cả một tảng đá cũng không rời nổi. Lúc trước tuy nói biết quỷ vân trong hang động có gì đó quái lạ, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, quỷ này vân hang động hội cổ quái như vậy, nếu như sớm biết, bọn hắn tuyệt đối sẽ ngăn cản Diệp Thần Phong đến đây. Siêu, xíu. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến hai đạo tiếng xé gió. Một đạo thân ảnh màu trắng cùng một đạo bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện. Nhanh chóng đã rơi vào Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương bên cạnh. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương nhìn người tới sau đó bọn hắn không hẹn mà cùng hô, lão tổ. Trước đó Phong Vô Cực khôi phục thực lực đến thần đế cảnh sơ kỳ tầng thứ, xuất hiện tượng thần hư ảnh, này làm cho đang bế quan Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên cảm giác được, bọn hắn lập tức lựa chọn xuất quan, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này rồi. Nhìn xem phía trước mặt sụp đổ quỷ vân hang động. Ngô Phong dỗi rảnh hỏi, nơi này là chuyện gì xảy ra? Vừa vặn chuyện gì xảy ra? Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương đem sự tình từng chút nói một lần.
Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên nghe xong hai người kia miêu tả, sau đó bọn hắn cơ bản có thể kết luận bước vào thần đế cảnh sơ kỳ, phải là vị kia hỗn độn thời đại tuyệt thế đại ma Phong Vô Cực rồi. Chỉ là bây giờ liền ngay cả Diệp Thần Phong cũng bị đặt ở sụp đổ Quỷ Vân hang động dưới rồi. Hơn nữa Quỷ Vân hang động sụp đổ hòn đá, liền ngay cả Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương cũng không xê dịch nổi. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên thử muốn di chuyển hòn đá, bọn hắn phát huy ra thần đế cảnh sơ kỳ sức mạnh lớn nhất, nhưng cuối cùng cũng không cách nào di chuyển, này để hai người bọn họ cau mày lên. Cảm ứng cầm cố tại đây chút trên hòn đá sức mạnh. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên căn bản tìm không ra phương pháp phá giải. Bây giờ Diệp Thần Phong còn tại sụp đổ Quỷ Vân hang động dưới đáy, bọn hắn căn bản vô pháp dùng sức mạnh đi oanh kích những này hòn đá, vạn nhất đối dưới đáy Diệp Thần Phong tạo thành ảnh hưởng gì. Vậy thì càng thêm phiền toái. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên nhắm hai mắt lại, bọn hắn đem cảm ứng của mình hoàn toàn phóng thích. Từ từ muốn thẩm thấu đến sụp đổ Quỷ Vân hang động dưới đáy. Bọn hắn muốn cảm giác một cái Diệp Thần Phong bây giờ tình hình. Có thể theo thời gian từ từ chuyển rời. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên từ đầu đến cuối không có mở mắt ra, lông mày của bọn họ khóa càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp rồi. Bất luận bọn hắn làm sao cảm ứng, bọn hắn căn bản vô pháp thẩm thấu đi xuống, chứ nói chi là cảm ứng được Diệp Thần Phong bây giờ tình hình rồi. Lão Tổ, Diệp Lão Tổ bây giờ tình hình thế nào? Ngô Thừa Nhan hỏi. Ngô Phong dỗi rảnh cau mày lắc đầu, ta không cách nào cảm giác được thần phong khí tức, có nguồn sức mạnh đem ta cảm ứng hoàn toàn đã cách trở. Giang Vận Thiên cũng nói, ta đồng dạng không cách nào cảm ứng được. Chỗ này Quỷ Vân hang động đến cùng là lai lịch gì? Giang Thắng Lương hồi đáp, lão tổ, chỗ này Quỷ Vân hang động là Ngàn Linh Tông bọn hắn phát hiện, lai lịch cụ thể chúng ta đều không rõ ràng lắm, chỉ biết là trước đó Ngàn Linh Tông bọn hắn một mực tại thăm dò chỗ này hang động. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên suy tư nhìn chằm chằm sụp đổ Quỷ Vân hang động. Lão Tổ, hiện tại Diệp Lão Tổ được đặt ở dưới đáy, chúng ta phải làm sao? Giang Thắng Lương hỏi. Giang Vận Thiên nhíu mày, chúng ta căn bản không xê dịch nổi phía trên hòn đá, lại không thể dùng sức mạnh đi nổ nát những này hòn đá, ai biết tiểu tử kia bây giờ tại dưới đáy tình hình. Hiện tại chúng ta là không giúp đỡ được gì rồi, chỉ có thể dựa vào tiểu tử kia chính mình rồi. Tiểu tử kia đã từng đã trải qua bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh. Lần này hắn cũng nhất định sẽ bình an vô sự. Ngô Phong dỗi rảnh thở dài, hắn biết bây giờ chỉ có thể như vậy. Bọn hắn căn bản không giúp được gì, nhưng bọn họ cũng biết nơi này tuy nói quái lạ, nhưng địa phương cổ quái nói không chắc cũng có cơ duyên tồn tại. Ngô Phong dỗi rảnh liếc mắt một cái càng ngày càng phá thành mảnh nhỏ bầu trời. E sợ không dùng được mấy ngày thần môn liền sẽ triệt để mở ra. Mà bây giờ Diệp Thần Phong lại bị vây ở Quỷ Vân hang động phế tích bên trong sinh tử chưa biết. Tại Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên lúc đến nơi này. Sụp đổ Quỷ Vân hang động dưới đáy. Thân ở thiên ma bên trong không gian Diệp Thần Phong, được hai con to lớn móng vuốt, liền đới hắc ma không gian đồng thời kéo vào nơi này. Tại kéo vào nơi này trong quá trình. Diệp Thần Phong đến cuối cùng thân thể căn bản vô pháp đứng vững vàng. Một mực đụng vào thiên ma không gian bốn phía. Giờ khắc này rốt cục dừng lại, hắn có một loại hoa mắt váng đầu cảm giác. Lắc đầu. Diệp Thần Phong vừa vặn cảm giác được kéo vào Quỷ Vân hang động, sau đó hắn nhìn thấy cái kia hai con to lớn màu đen móng vuốt, chính là từ dưới nền đất nhô ra, đem bọn hắn liên đới thiên ma không gian kéo đến dưới mặt đất. Diệp Thần Phong xuyên thấu qua thiên ma không gian, hắn nhìn xem phía ngoài hoàn cảnh. Chỉ thấy bọn họ bây giờ thân ở một chỗ dưới đất trong không gian. Chỗ này dưới đất không gian phi thường to lớn. Bốn phía trên vách đá tản ra màu xanh ánh sáng âm u. Nhưng những này màu xanh ánh sáng âm u rất mờ, thúc đẩy dưới lòng đất nơi này không gian rất nhiều nơi toàn bộ đều nhìn không rõ. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn đồng dạng thân ở thiên ma bên trong không gian Phong Vô Cực. Hắn này lúc cũng không có thời gian đi bận tâm Diệp Thần Phong rồi. Ánh mắt cẩn thận quan sát thiên ma không gian bên ngoài hoàn cảnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, tại đây nơi dưới nền đất không gian bên phải, nơi đó rất hắc ám, Diệp Thần Phong cùng Phong Vô Cực đều không cách nào thấy rõ sở nơi đó, thân ở thiên ma bên trong không gian, bọn hắn cũng không cách nào cảm ứng được nơi đó tình huống.
Vừa vặn cái kia hai con to lớn màu đen móng vuốt, từ bên phải trong bóng tối đưa ra ngoài, xem ra nơi đó chính là duỗi ra móng vuốt đầu nguồn rồi. Cái kia hai con to lớn màu đen móng vuốt lần thứ hai nhanh chóng dò xét đi qua. Hai cái móng vuốt thượng móng tay vô cùng sắc bén, hai con to lớn màu đen móng vuốt móng tay mãnh liệt đâm vào thiên ma không gian bên trên. Két, 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 két. Chỉ thấy cái này hai chỉ to lớn màu đen móng vuốt móng tay, trực tiếp gai. Vào thiên ma không gian bên trong. Căn bản là không tốn sức chút nào. Phải biết tên thiên ma này không gian nhưng là phong vô cực thi triển, hắn nhưng là thần đế cảnh sơ kỳ cường giả. Tên thiên ma này không gian vững chắc độ tự nhiên là không cần nói cũng biết. Bây giờ chỉ là khu khu hai cái móng vuốt móng tay liền trực tiếp đâm nát thiên ma không gian. Trên trời ma không gian chi trong nháy mắt xuất hiện từng cái vết rạn nứt. Những này vết rạn nứt dường như mạng nhện giống như nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Một tiếng. Cuối cùng toàn bộ thiên ma không gian trực tiếp ở trong không khí tán loạn rồi. Hai con to lớn màu đen móng vuốt lần thứ hai rút về trong bóng tối, không có đối với Diệp Thần Phong cùng Phong Vô Cực triển khai công kích. Diệp Thần Phong cùng Phong Vô Cực có thể nghe được một loại cực kỳ kỳ quái tiếng hít thở ở trong không khí truyền bá. Đó nhất định là hai con to lớn màu đen móng vuốt chủ nhân tiếng hít thở. Ở nơi này đến cùng ẩn giấu, hoặc là được tù dạng gì không biết quái vật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2523, người còn có lựa chọn khác sao? Diệp Thần Phong cùng Phong Vô Cực không hẹn mà cùng nín thở. Hai người bọn họ con mắt không nháy một cái nhìn xem bên phải trong bóng tối, bọn hắn thử nghiệm đi cảm ứng trong bóng tối động tĩnh. Oanh, một tiếng. Một cổ cường đại vô cùng khí thế, đột nhiên từ trong bóng tối vọt ra, cuồn cuộn sóng khí xung kích tại Diệp Thần Phong cùng Phong Vô Cực trên người, hai người bọn họ dưới chân bước chân đột nhiên lui về phía sau 6-7 bước, bên trong thân thể một trận huyết khí dâng lên, Diệp Thần Phong sắc mặt tái nhợt mấy phần. Khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết đến. Mà Phong Vô Cực trạng thái cũng không có tốt hơn chỗ nào, lông mày của hắn chăm chú nhăn thành một cái sông choan. Chữ, khóe miệng cũng có tiên huyết không ngừng tại tràn ra tới. Diệp Thần Phong là cực cảnh đỉnh phong cường giả, mà Phong Vô Cực là thần đế cảnh sơ kỳ cường giả. Này trống trơn chỉ là từ trong bóng tối bạo hướng mà ra thật khí thế, thì có thể làm cho Diệp Thần Phong cùng Phong Vô Cực bị thương. Ẩn giấu ở trong bóng tối đến cùng là quái vật nào? Trong không khí truyền bá tiếng hít thở càng ngày càng trầm trọng rồi. Bên phải trong bóng tối, sáng lên một ánh hào quang, để Diệp Thần Phong cùng Phong Vô Cực có thể nhìn rõ ràng nơi đó cảnh tượng rồi. Chỉ thấy bên phải chết có một con cao chừng khoảng 2 mét yêu thú. Này con yêu thú dáng dấp tương tự với sư tử phóng to bản, nhưng phần lưng của nó bên trên một cặp tương tự hùng ưng cánh. Từ nó trên người tán phát ra khí thế có thể phán đoán, vật này tối thiểu hẳn là tại thần đế cảnh trung kỳ tầng thứ. Tại thần đế cảnh bên trong bước ra một cái tiểu tầng thứ, thực lực sắp nhận được biến hóa nghiêng trời, chẳng trách nó dựa vào khí thế là có thể đem Diệp Thần Phong cùng Phong Vô Cực chấn động phải hộc máu. Phong Vô Cực đang nhìn đến này con yêu thú, sau đó con mắt của hắn bỗng nhiên híp lại, trong miệng không kìm hãm được nói, hỗn độn ưng sư. Năm đó thường đầy long dưới tay yêu thú. Đầu kia hỗn độn ưng sư khi nghe đến Phong Vô Cực tự nói, sau đó nó trong con người bắn ra bén nhọn ánh sáng, thật chặt như ngừng lại Phong Vô Cực trên người, nó miệng nói tiếng người, thanh âm của nó có chút khàn giọng, không nghĩ tới tại bây giờ thời đại này vẫn có thể gặp phải người nhận biết ta. Xem ra ngươi cũng là hỗn độn thời đại người. Ta bị vây ở chỗ này bao nhiêu năm tháng, bây giờ còn có hỗn độn thời đại người sống. Năm đó rất nhiều cường giả đều nói hỗn độn thời đại tận thế muốn tới rồi. Chẳng lẽ nói hỗn độn thời đại căn bản không có nghênh đón tận thế? Thường đầy long tại hỗn độn thời đại cũng coi như là số một cường giả, hắn năm đó nằm ở thần đế cảnh đỉnh phong, ở mức độ rất lớn có thể tiếp cận vĩnh sinh cảnh rồi, nhưng chung quy không phải vĩnh sinh cảnh cường giả. Con này hỗn độn ưng sư chính là thường đầy long năm đó thu phục yêu thú. Bởi năm đó hỗn độn ưng sư khắp nơi gây chuyện thị phi, cuối cùng thường đầy long tướng nó phong ấn tại nơi đây. Hỗn độn thời đại hạo kiếp đúng hạn mà tới, bởi hỗn độn ưng sư được phong ấn ở nơi này, nó một thân thực lực cũng toàn bộ bị phong ấn lại rồi, lại bị nó cứ như vậy tránh thoát hỗn độn thời kỳ chàng hạo kiếp kia.
Đương nhiên trống trơn là phong ấn căn bản vô pháp để hỗn độn ưng sư sống thời gian dài như vậy, nó tuy nói là thần đế cảnh trung kỳ thực lực, nhưng tuổi thọ cuối cùng là có một cái cực hạn, muốn từ hỗn độn thời đại sống cho tới bây giờ, thần đế cảnh trung kỳ cũng không khả năng. Nói đến này hỗn độn ưng sư vận khí rất tốt, tại phong ấn chung quanh của nó dĩ nhiên sinh trưởng ra thọ linh chi, đây là một loại phi thường hiếm thấy, thậm chí là đã sớm tuyệt diệt thiên tài địa bảo, coi như là tại năm đó hỗn độn thời đại thọ linh chi hầu như cũng không nhìn thấy. Dùng thọ linh chi có thể không ngừng tăng cường người dùng tuổi thọ, hơn nữa không có bất kỳ một chút tác dụng phụ, có thể không ngừng điệp cộng vào. Mà ở hỗn độn ưng sư chu vi sinh trưởng ra thọ linh chi số lượng không ít, nó chính là phải dựa vào dùng thọ linh chi, mới kéo dài hơi tàn đã đến bây giờ. Theo tuế nguyệt trôi qua, phong ấn sức mạnh càng ngày càng yếu, hỗn độn ưng sư thực lực cũng triệt để khôi phục. Bây giờ hỗn độn ưng sư chung quanh thọ linh chi toàn bộ dùng hết rồi, nếu như nó không thể đang uống kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, e sợ tại trong vòng trăm năm, nó nhất định sẽ quy thiên. Này hỗn độn ưng sư cả người hiện ra một loại màu đen. Trên người tỏa ra cuồn cuộn màu đen linh khí, ngược lại là cùng phong vô cực linh khí có chút tương tự, chẳng trách trước đó phong vô cực có thể mượn nơi này khôi phục thực lực, đó là bởi vì theo thời gian trôi qua, phong ấn từ từ suy yếu sau đó hỗn độn ưng sư bên trong thân thể hội tỏa ra một loại âm trầm năng lượng. Những năng lượng này không ngừng tụ tập tại quỷ vân trong hang động, tụ tập nhiều năm như vậy, thúc đẩy phong vô cực khôi phục lại thần đế cảnh sơ kỳ, này ngược lại cũng không phải một cái chuyện kỳ quái rồi. Chỉ thấy hỗn độn ưng sư trên cổ bị trói buộc một cái màu đen xích sắt, này xích sắt bên trên phác họa dày đặc trận pháp, hơn nữa này màu đen xích sắt cũng tuyệt đối không bình thường. E sợ thuộc về là tiên khí phạm vi, hai người các ngươi ra hỏa, chẳng lẽ không chuẩn bị trả lời vấn đề của ta sao? Sự kiên nhẫn của ta cũng không hay. Nếu như các ngươi ngoan ngoãn trả lời, ta có thể để cho các ngươi ở nơi này theo ta một quãng thời gian, sống nhiều một đoạn thời gian. Hỗn độn ưng sư ánh mắt dừng lại ở Diệp Thần Phong cùng phong vô cực trên người. Vừa vặn hai chỉ có thể không ngừng kéo dài màu đen móng vuốt, phải là đến từ chính này hỗn độn ưng sư. Này hỗn độn ưng sư hình thể có thể phóng to, cũng có thể thu nhỏ lại, lớn nhất thời điểm có thể dường như sơn nhạc, tối lúc nhỏ có thể dường như con mèo nhỏ. Diệp Thần Phong cảm ứng qua nơi này, hắn phát xuất hiện hơi thở của mình hoàn toàn không có cách nào chảy ra đi, mặt trên được một nguồn sức mạnh cho cầm cố lại rồi. Hơn nữa cái cỗ này sức mạnh cầm cố không bình thường, lấy thực lực bây giờ của hắn hoàn toàn không có cách nào rời đi nơi này, còn có nơi này hoàn toàn đã hạn chế pháp tắc không gian. Diệp Thần Phong nhìn hướng hỗn độn ưng sư, hay là yếu rời đi nơi này, còn phải muốn đem hy vọng ký thác vào gia hỏa này trên người. Diệp Thần Phong trong lòng không ngừng suy tư, hắn nói ra, hỗn độn thời đại sớm đã trở thành kiểu quá khứ rồi, bây giờ cái thời đại này căn bản không có hỗn độn thời đại người sống rồi. Ta xem tình trạng của ngươi bây giờ cũng không được khá lắm, lấy ngươi năng lực của mình, ngươi tuyệt đối không thể rời bỏ nơi này. Không bằng chúng ta tới làm cái giao dịch làm sao? Ta hay là có thể giúp ngươi mở ra trên cổ xích sắt, nhưng ngươi trong đoạn thời gian này tuyệt đối không thể động thủ với ta, hơn nữa đến lúc đó muốn dẫn ta cùng rời đi nơi này, thế nào? Hỗn độn ưng sư trừng lên Diệp Thần Phong, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Một cái chỉ là cực cảnh đỉnh phong tiểu tử mà thôi, người có thể để cho ta giành lấy tự do. Diệp Thần Phong không sao cả nhún nhún vai, có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi dựa vào mình có thể rời đi nơi này sao? Hiện tại ngươi còn có lựa chọn khác sao? Tin tưởng ta, ngươi cũng sẽ không thổi thiệt thòi, vẫn có thể thu được một tia tự do hy vọng, ta nghĩ ngươi nên làm ra lựa chọn chính xác. Nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng hỗn độn ưng sư đường hoàng giao dịch lên. Phong vô cực có một loại phi thường dự cảm không tốt, hắn thực lực hôm nay cũng hoàn toàn không phải hỗn độn ưng sư đối thủ, hắn tuyệt đối không thể ở một bên ngồi chờ chết rồi. Ngươi phải tin tưởng một cái cực cảnh đỉnh phong tiểu tử sao? Hắn căn bản không nhưng có thể cho ngươi giành lấy tự do. Chương 2524, mở ra, lĩnh ngộ, quỷ này vân hang động. Năm đó ở hỗn độn thời đại được thường đầy long bố trí tầng tầng cấm chế. Cho nên, ngược lại sụp xuống được mỗi trên một tảng đá toàn bộ tràn ngập cấm chế sức mạnh. Hỗn độn ưng sư nhìn hướng phong vô cực, người có thể giúp ta giành lấy tự do. Phong vô cực âm thanh dừng lại, hắn cũng nhìn ra buộc lại hỗn độn ưng sư xích sắt không tầm thường, nhưng hắn không phải trận pháp sư cùng luyện khí sư,
hắn căn bản không có biện pháp để hỗn độn ưng sư giành lấy tự do, dù sao hắn chỉ có thần đế cảnh sơ kỳ thực lực, mà xích sát cái chốt ở nhưng là thần đế cảnh trung kỳ thực lực hỗn độn ưng sư. Phong vô cực hiện tại không dám cứng rắn chống đỡ, nếu như hắn nói có thể làm cho hỗn độn ưng sư giành lấy tự do, vạn nhất lập tức khiến hắn động thủ đâu này. Đến lúc đó e sợ hỗn độn ưng sư sẽ theo tức sẽ giết hắn. Lắc lắc đầu sau đó Phong vô cực nói ra, ta tạm thời không có cách nào. Nói như vậy ngươi là đang đùa ta. Hỗn độn ưng mình sư tử thượng khí thế tăng vọt, nó phải chân trước đột nhiên hướng về Phong vô cực vỗ tới. Toàn bộ màu đen phải chân trước, ở trong không khí nhanh chóng kéo dài, hắn kéo dài tốc độ cực cực kỳ nhanh, nhanh trong không khí thậm chí ngay cả tàn ảnh cũng không có để lại. Màu đen móng vuốt đánh về Phong vô cực ngực. Phong vô cực lập tức cánh tay chắn trước mặt chính mình, bên trong thân thể của hắn màu đen linh khí bốc ra, tại quanh thân hắn tạo thành một tầng thâm hậu linh khí phòng hộ. Đáng tiếc hỗn độn ưng sư màu đen móng vuốt trực tiếp đem Phong vô cực linh khí phòng hộ cho đập nát rồi, căn bản là chút nào không phí sức. Răng rác, răng rác, răng rác, phốc. Tại đập nát linh khí phòng hộ sau, màu đen móng vuốt vỗ vào Phong vô cực trên cánh tay. Hắn hai cánh tay bên trong xương nhanh chóng gãy vỡ. Khi hắn hai cánh tay rủ xuống sau đó màu đen móng vuốt cuối cùng vẫn là vỗ vào trên lồng ngực của hắn. Phong vô cực thân thể bay ngược ra ngoài, trong miệng tiên huyết trực phún, thân thể nặng nề té lăn quay trên mặt đất. Hắn căn bản không ngăn được hỗn độn ưng sư này tùy ý một lần công kích, bởi vậy có thể thấy được thần đế cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa khác biệt. Phong vô cực là ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Ngực được hỗn độn ưng sư một chảo này tự đập chúng, hắn chỉ cảm thấy bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, nếu như lại bị hỗn độn ưng sư đập hơn mấy móng vuốt. Hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp được đập chết. Thu hồi móng vuốt hỗn độn ưng sư, nó không tiếp tục để ý được chính mình đập bay ra ngoài Phong vô cực, nó hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, người biết lừa dối của ta một cái giá lớn sao. Diệp Thần Phong bình thản nói ra, tự nhiên biết. Hiện tại ngươi là lựa chọn tin tưởng ta. Hỗn độn ưng sư đã trầm mặc một lát sau, nói đi. Ngươi phải làm sao giúp ta mở ra trên cổ xiềng xích. Diệp Thần Phong hồi đáp, ta trải qua bước đầu cảm ứng, này dây xích thuộc về tiên khí phạm trù, hơn nữa mặt trên khắc họa các loại trận pháp, muốn để cho ta mở ra này dây xích, ta nhất định phải chính mình quan sát một phen. Đã quên tự giới thiệu mình, ta là một gã cửu phẩm luyện khí sư. Đối với trận pháp cũng so sánh thành thạo. Nghe được Diệp Thần Phong tự giới thiệu mình sau, hỗn độn ưng sư ngữ khí lạnh lẽo, dây xích ngươi tùy ý quan sát, nếu để cho ta biết ngươi đang gạt ta, như vậy ta lập tức một móng vuốt đem ngươi đập thành thịt nát. Cách đó không xa Phong vô cực nằm trên đất nhìn xem sự tình phát triển. Diệp Thần Phong chậm rãi đến gần rồi hỗn độn ưng sư, càng đến gần, hắn càng là cảm giác được nhất cổ âm lãnh. Đây tuyệt đối là đến từ chính hỗn độn ưng sư trên người. Kỳ thực Diệp Thần Phong không có tự tin 100% mở ra xiềng xích, lại nói hắn cho dù có nắm chắc mở ra xiềng xích, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy cởi ra. Tại không có mở ra xiềng xích trước đó, hắn còn có cùng hỗn độn ưng sư đàm phán thẻ đánh bạc, một khi xiềng xích mở ra sau đó hắn liền không có bất kỳ thẻ đánh bạc rồi, hơn nữa nơi này đã hạn chế pháp tắc không gian. Hắn căn bản vô pháp tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Diệp Thần Phong đưa tay nắm giữ rồi xiềng xích, bắt đầu tinh tế cảm ứng. Này buộc lại hỗn độn ưng sư xiềng xích quả nhiên cực kỳ đặc thù, này xiềng xích đang không ngừng tuần hoàn lấy ra hỗn độn ưng sư sức mạnh trong cơ thể, có thể nói là hỗn độn ưng sư sức mạnh tại kích phát này xiềng xích, cũng có thể nói là hỗn độn ưng sư chính mình sức mạnh vây khốn chính hắn. Phác họa tại xiềng xích mặt ngoài trận pháp cũng cực kỳ phức tạp, một điều này xiềng xích bên trên tối thiểu phác họa trọn vẹn 1000 cái phức tạp trận pháp. Xem ra muốn mở ra ổ khóa này không là một chuyện dễ dàng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Thần Phong ánh mắt như ngừng lại hỗn độn ưng sư sau lưng trên vách đá. Chỉ thấy tại vách đá trên có khắc từng cái kiểu chữ, khả năng bởi tuế nguyệt lâu, toàn bộ trên vách đá che kín cho bụi. Những chữ này thể căn bản là thấy không rõ lắm rồi. Xuất phát từ hiếu kỳ. Diệp Thần Phong đưa tay ra đem trên vách đá cho bụi cho khứ trừ. Hỗn độn ưng sư đúng là không có ngăn cản Diệp Thần Phong. Tại đem cho bụi trừ đi sau. Diệp Thần Phong bắt đầu từ từ nhìn lên trên vách đá khắc xuống từng chữ thể,
chỉ thấy trên vách đá lưu lại chính là một phần bản chép tay, một phần liên quan với luyện khí sư bản chép tay, mà là mặt trên ghi chép chính là luyện khí sư bước vào chí tôn then chốt. Cái kia thường đầy long tại hỗn độn thời đại cũng là một gã chí tôn luyện khí sư, có thể nói là chí tôn luyện khí sư bên trong số một số hai tồn tại. Vách đá này thượng chữ chính là năm đó thường đầy long khắc xuống. Cho nên, tại đây từng cái tự thể trong ẩn chứa một loại đặc thù luyện khí áo nghĩa, bây giờ Diệp Thần Phong chỉ là cửu phẩm luyện khí sư. Lấy hắn bây giờ luyện khí trình độ, muốn giải khai xiềng xích độ khó rất lớn, nếu như có thể bước vào chí tôn hàng ngũ, khó như vậy độ hội giảm bớt không ít. Diệp Thần Phong chính dễ dàng lĩnh ngộ một cái trên vách đá từng chữ trong cơ thể chỗ ẩn hàm áo nghĩa. Ta hiện tại muốn lĩnh ngộ một cái, như vậy hội càng thêm có lợi cho ta giúp ngươi mở ra xiềng xích. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn hỗn độn ưng sư, sau đó hắn trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất ngồi xuống. Hỗn độn ưng sư nhìn thấy Diệp Thần Phong như thế tùy tiện, nó trong lòng tuy rằng cũng có tức giận, nhưng vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống. Nó biết trên vách đá khắc xuống kiểu chữ chính là bước vào chí tôn luyện khí sư kinh nghiệm lời tuyên bố, nếu như Diệp Thần Phong luyện khí trình độ tăng lên, như vậy khiến nó giành lấy tự do khả năng lại càng lớn. Bất quá, hỗn độn ưng sư đối Diệp Thần Phong vô cùng không sảng khoái, một khi nó có thể khôi phục tự do, nó cái thứ nhất liền muốn đem Diệp Thần Phong cho đập chết. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt 5 ngày đi qua rồi. Diệp Thần Phong một mực ngồi xếp bằng nằm ở lĩnh ngộ bên trong. Mà lúc này bên ngoài, từ khi Diệp Thần Phong được đặt ở sụp đổ Quỷ Vân hang động dưới đáy sau, Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên không hề rời đi qua nơi này, bọn hắn ở lại chỗ này lời nói, nếu có chuyện gì phát sinh, bọn hắn có thể trước tiên ra tay giúp đỡ Diệp Thần Phong. Mà lúc này trên bầu trời, phá thành mảnh nhỏ càng ngày càng ngoại hạng, bỗng nhiên trong lúc đó, chỉnh phiến thiên không mãnh liệt bắt đầu run rẩy. Sát theo đó, này phá thành mảnh nhỏ bầu trời nứt ra càng ngày càng nhiều, từng cái như đồng môn vậy cửa động, tại trên bầu trời hiện lên. Này từng cái như đồng môn vậy cửa động chính là cái gọi là thần môn rồi. Bây giờ thần môn triệt để mở ra. Thông qua những này thần môn có thể trực tiếp đi hướng Hà Gia chỗ ở thần nguyên giới rồi. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời báo cáo, chúng ta hội trước tiên chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn nội dung mời quan tâm, tiểu địa chỉ mới. Chương 2525, lên cấp, chậm chạp không về. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên nhìn lên bầu trời bên trong. Hai người bọn họ chân mày hơi nhíu lại, nhìn xem từng cái như môn vậy cửa động, chỉnh phiến thiên không không ngừng rung động mà lại phá nát, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải than sụp xuống. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương đứng ở Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên bên cạnh. Từ từng cái thần trong môn phái tản ra nhất cổ áp bức, e sợ chỉ có địa thần cảnh bên trên người tu luyện, bọn hắn mới có thể chống lại cổ áp bức này, tại cổ áp bức này bên trong trước mặt mà lên, tối hậu tiến nhập thần trong môn phái. Này từng cái cửa động tuy nói toàn bộ đều là đi về thần nguyên giới, nhưng e sợ bất đồng cửa động khẳng định đi về thần nguyên giới địa phương khác nhau. Nếu cửa thần mở ra rồi, như vậy thần nguyên giới người cũng có thể đến nơi đây rồi. Thần nguyên giới người tu luyện nhất định phải so với nơi này mạnh mẽ, Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên trầm tư một lát sau. Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, hai người các ngươi lập tức liên hệ Ngô gia cùng Giang gia những người còn lại, để cho bọn họ toàn bộ tập trung tới nơi này. Tiếp đó, nhất định sẽ có thần nguyên giới người tới chỗ này, chỉ có thanh tất cả mọi người tập trung đến đồng thời. Như vậy mới có thể thuận tiện đối địch. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương lập tức gật đầu, trên người bọn hắn có đặc thù đưa tin pháp bảo, tuy nói khoảng cách có chút xa, nhưng dựa vào đặc thù đưa tin pháp bảo, hẳn là vẫn có thể liên lạc đến đang ở Long Hồn bên trong tòa thành cổ Ngô gia cùng Giang gia người. Giang Vận Thiên cũng nói, chúng ta muốn đi vào thần môn bên trong tìm tòi hư thực, hai người các ngươi ở lại chỗ này không nên rời đi, để vạn nhất Quỷ Vân hang động dưới đáy có động tĩnh. Các người bất cứ lúc nào có thể ra tay giúp đỡ tiểu tử kia, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nói xong, Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên tại liếc nhau một cái, sau đó hai người bọn họ lập tức đạp không mà lên, từ thần môn bên trong tản mát ra áp bức, căn bản đối hai người bọn họ không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, hai người bọn họ thân ảnh rất nhanh tiến vào giữa bầu trời trong đó một cái thần môn bên trong. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua.
đảo mắt 5 ngày trôi qua. Tại đây 5 ngày thời gian trong, Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương từ đầu đến cuối không có rời đi sụp đổ Quỷ Vân hang động trước, Ngô gia cùng Giang gia người đang nhận được hai người bọn họ đưa tin sau. Toàn bộ chạy tới nơi này đến. Có thể nói Ngô gia cùng Giang gia hiệu suất phi thường cao, bọn hắn chẳng khác gì là đem Ngô gia cùng Giang gia tạm thời chuyển đến nơi này đến. Phải biết Giang gia chính là luyện khí thánh địa. Giang gia luyện khí sư bình thường đều sẽ nắm một ít tài liệu luyện tay nghề một chút, bọn hắn thậm chí biết luyện chế các loại vật kỳ quái. Nói thí dụ như có thể lớn có thể nhỏ phòng ốc. Loại này luyện chế ra tới phòng ốc, bình thường chỉ có một to bằng bàn tay, một khi đem hắn kích phát rồi. Liền sẽ trở nên cùng bình thường phòng ốc không có khác gì. Cho nên ngăn ngắn 5 ngày. Tại sụp đổ Quỷ Vân hang động bốn phía, đã là dựng đứng lên từng tòa phòng ốc, nghiễm nhiên là giống như một cái thôn trấn bình thường. Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên tiến vào thần môn bên trong có 5 ngày. Lúc trước hai người bọn họ nói hội làm mau trở lại, nhưng hôm nay lại chậm chạp không thấy bọn họ trở về, chẳng lẽ nói hai người bọn họ có chuyện gì xảy ra sao? Mà bị đặt ở sụp đổ Quỷ Vân bên dưới hang động Diệp Thần Phong cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương tâm tình không phải bình thường trầm trọng, bọn hắn lại không thể đủ rời đi nơi này tiến vào thần môn bên trong, nếu như bọn hắn rời khỏi, như vậy nơi này đem không có ai chủ trì đại cục rồi. Cũng may, hiện nay không có thần nguyên giới người tu luyện thông qua thần môn đến nơi này đây. Ngô gia cùng Giang gia người cũng đều biết Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên bước vào thần môn. Cùng với Diệp Thần Phong được đặt ở Quỷ Vân hang động dưới đáy sự tình rồi. Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên, Ngô Quy cùng Ngô Linh Vũ bọn hắn vẫn đứng tại sụp đổ Quỷ Vân hang động trước, bọn hắn căn bản không cảm giác được Diệp Thần Phong chút nào khí tức. Mà giờ khắc này, sụp đổ Quỷ Vân hang động dưới đáy. Diệp Thần Phong nhìn xem trên vách đá lưu lại từng chữ thể, cảm ngộ trong đó ẩn chứa luyện khí áo nghĩa. Dòng dã 5 ngày thời gian, hắn ngồi xếp bằng cũng chưa hề đụng tới, hắn điên cuồng lĩnh ngộ từng chữ trong cơ thể ý tứ. Hấp thu từng chữ trong cơ thể luyện khí áo nghĩa. Diệp Thần Phong từ từ nhắm hai mắt lại, bắt đầu ở trong đầu không ngừng diễn luyện. Bị xiềng xích buộc lại hỗn độn ưng sư, nó ngược lại là một mực không có đi quấy rầy Diệp Thần Phong, liền ngay cả nó khí thế trên người, nó cũng tạm thời thu liếm, xem ra nó cũng biết Diệp Thần Phong là nó hy vọng cuối cùng. Tuy nói nó phi thường không thích Diệp Thần Phong, ở trong mắt nó Diệp Thần Phong nhỏ như vậy từ căn bản không có tư cách cùng nó giao dịch. Nhưng nó hiện tại nhất định muốn nhẫn nại. Bây giờ còn không phải đối Diệp Thần Phong động thủ thời điểm. Về phần Phong Vô Cực. Tại trước đó được hỗn độn ưng sư cho kích thương sau đó hắn một mực không có từ mặt đất đứng lên. Hắn sợ chọc giận hỗn độn ưng sư. Hắn hiện tại chỉ có thể nuốt giận vào bụng, trong lòng không ngừng nghĩ đến biện pháp. Nhắm mắt lại Diệp Thần Phong. Hắn chân mày nhíu càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp rồi. Một loại đặc thù khí tức chấn động ở trên người hắn chậm rãi nổi lên. Trong đầu hắn bỗng nhiên trở nên không minh lên, dần dần hắn bắt đầu đối luyện khí cũng có càng thêm thấu triệt hiểu, các loại bất đồng lý giải ở trong đầu hắn đan vào, cuối cùng toàn bộ hợp thành một thể. Tại hòa làm một thể sau, hắn bây giờ tình hình hoàn toàn là thoát ly cửu phẩm luyện khí sư rồi. Có thể nói là bước vào chí tôn luyện khí sư hàng ngũ. Bởi sụp đổ trên tảng đá toàn bộ có sức mạnh cầm cố. Cho nên, Diệp Thần Phong đột phá đến chí tôn luyện khí sư dị tượng. Không có tại bầu trời bên ngoài bên trong hình thành, mà là trực tiếp tại Diệp Thần Phong trên đỉnh đầu xuất hiện. Chỉ thấy một thanh khổng lồ vô cùng trường kiếm màu trắng hư ảnh. Tại đây thanh lớn vô cùng trường kiếm hư ảnh trên thân kiếm trả lượn lờ một loại hỏa diễm hư ảnh. Đây chính là Diệp Thần Phong bước vào chí tôn luyện khí sư hình thành dị tượng. Cái này trường kiếm màu trắng hư ảnh có tới dài hơn 5 mét, hỏa diễm hư ảnh lượn lờ trình độ cũng cực kỳ dày đặc. Phải biết trường kiếm màu trắng hư ảnh càng dài, hỏa diễm lượn lờ càng dày đặc, điều này đại biểu luyện khí sư bước vào chí tôn sau tiềm lực càng lớn. Năm đó lão Hắc Giang Vận Thiên bước vào chí tôn, hắn hình thành trường kiếm màu trắng hư ảnh liền 1 mét cũng không có đến, hỏa diễm hư ảnh lượn lờ liền một nửa cũng không có. Tại hỗn độn thời đại cho tới bây giờ. Lợi hại nhất luyện khí sư, tại vượt như chí tôn thời điểm, hình thành trường kiếm màu trắng hư ảnh cũng mới một điểm khoảng 5 mét,
hỏa diễm lượn lờ độ dày cũng xa kém xa Diệp Thần Phong. Tại bước vào chí tôn luyện khí sư sau đó Diệp Thần Phong từ từ mở mắt ra. Này trường kiếm màu trắng cùng hỏa diễm hư ảnh, không phải đại biểu luyện khí sư đang luyện chế ma. Chẳng trách luyện khí sư tại bước vào chí tôn đều sẽ xuất hiện loại này hư ảnh, tại trong lịch sử, có người bước vào chí tôn thời điểm, xuất hiện trường kiếm màu trắng hư ảnh chỉ có 1 cm. Hỗn độn ưng sư nhìn thấy Diệp Thần Phong dĩ nhiên thật sự đột phá đến chí tôn luyện khí sư sau đó nó trong lòng lại toát ra một cái ý nghĩ, nếu như Diệp Thần Phong nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời của nó, như vậy đúng là có thể để Diệp Thần Phong làm nô bộc của nó, thành một tên chí tôn luyện khí sư giữ ở bên người nhất định sẽ có tác dụng. Mà Phong vô cực trong con ngươi vẻ mặt là lấp lóe không yên. Chương 2526, để cho ta tới thu ngươi. Trường kiếm màu trắng cùng hỏa diễm hư ảnh dị tượng từ từ biến mất. Hỗn độn ưng sư hung tàn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật sự vẫn có thể đột phá, nếu hiện tại ngươi đột phá đến chí tôn luyện khí sư, ngươi nên càng chắc chắn đem trên cổ ta xiềng xích giải khai chứ. Diệp Thần Phong gật gật đầu, ta có thể thử một lần rồi. Bàn tay đặt tại xiềng xích bên trên, Diệp Thần Phong bắt đầu cảm ứng trên ống khóa phác họa phức tạp trận pháp. Gần như có tới 1.000 cái. Những trận pháp này toàn bộ đều phi thường khó mà phá tan. Những trận pháp này chỉ là gia trì tại trên ống khóa, để toàn bộ xiềng xích trở nên càng thêm vững chắc, cho nên cho dù đem phía trên 1.000 cái trận pháp toàn bộ mở ra, hỗn độn ưng sư cũng vẫn là không cách nào thoát ly xiềng xích. Cho nên, Diệp Thần Phong có thể yên tâm trước tiên mở ra những này phức tạp trận pháp. Có thể nói những trận pháp này toàn bộ là tới từ ở hỗn độn thời đại, muốn đem này 1.000 cái trận pháp toàn bộ mở ra, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vừa lúc ở từng cái mở ra trận pháp trong quá trình, Diệp Thần Phong trong lòng cũng có thể suy nghĩ kế tiếp kế sách ứng đối. Đối với những thứ này hỗn độn thời đại trận pháp, Diệp Thần Phong xưa nay chưa có tiếp xúc qua, hắn phá giải tốc độ rất chậm, trọn vẹn bỏ ra 3 ngày thời gian. Mới đưa 1.000 cái trận pháp toàn bộ phá giải xong xuôi. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong đem xiềng xích mặt ngoài 1.000 cái trận pháp toàn bộ phá giải sau đó hỗn độn ưng sư đối Diệp Thần Phong là càng có lòng tin rồi. Nó thúc giục, tiểu tử, nhanh lên một chút giúp ta thanh xiềng xích cũng cho mở ra, ta không chờ được nữa yếu khôi phục tự do. Cách đó không xa Phong vô cực trong con người che kín sầu lo, hắn biết nếu như Diệp Thần Phong thật sự giúp hỗn độn ưng sư mở ra xiềng xích. Như vậy đến lúc đó liền thật không có chỗ để đàm phán rồi, nhưng hắn hiện tại cũng không làm được cái gì. Diệp Thần Phong bàn tay tiếp tục đặt tại xiềng xích bên trên. Này xiềng xích là tại không ngừng mà lấy ra hỗn độn ưng sư trong cơ thể năng lượng, lại chảy vào hỗn độn ưng sư trong cơ thể, như thế không đoạn biến thành một cái tuần hoàn, cho nên chỉ cần hỗn độn ưng sư bất tử, này xiềng xích liền mãi mãi cũng nằm ở kích phát trạng thái. Bây giờ thân là chí tôn luyện khí sư Diệp Thần Phong. Hắn đối luyện khí sư có càng sâu một cấp bậc lý giải, hắn cẩn thận cảm ứng này xiềng xích nội bộ linh trận đồ, tại cảm ứng sau nửa giờ. Hắn có thể khẳng định mình có thể phá giải này xiềng xích bên trong linh trận đồ, để xiềng xích tạm thời mất đi tác dụng, nhưng yêu cầu chừng 10 ngày thời gian. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là làm sao khống chế lại hỗn độn ưng sư, một khi xiềng xích mở ra. Hắn có thể khẳng định hỗn độn ưng sư 100% sẽ trở mặt. Diệp Thần Phong thử đem linh khí của mình truyền vào xiềng xích bên trong, hắn linh khí dĩ nhiên cũng theo xiềng xích tuần hoàn tiến vào hỗn độn ưng sư trong cơ thể. Hỗn độn ưng sư cảm giác được Diệp Thần Phong linh khí tiến vào trong cơ thể mình, nó nhất thời trong tròng mắt bạo phát khát máu ánh sáng. Diệp Thần Phong lập tức nói ra, không nên gấp gáp, muốn bắt được này xiềng xích, nhất định muốn thay đổi xiềng xích nội bộ linh trận đồ. Muốn thay đổi linh trận đồ, ta không đem linh khí truyền vào trong đó. Người muốn ta làm sao sửa biến? Người nên cũng biết này xiềng xích bên trong là tạo thành một cái tuần hoàn, mỗi thời mỗi khắc đều tại tuần hoàn, ta truyền vào linh khí trong đó tự nhiên sẽ có một phần chảy vào ngươi bên trong thân thể. Hiện tại chỉ có biện pháp này, của ta linh khí nhất định sẽ chảy vào bên trong cơ thể ngươi một phần, hơn nữa có thể ngưng lại tại trong cơ thể ngươi một quãng thời gian, chính ngươi quyết định yếu không cần tiếp tục đi. Hỗn độn ưng sư chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong 5 giây sau, tiếp tục, nếu để cho ta biết ngươi tại đùa nghịch trò gian, như vậy ta sẽ cho ngươi chết phi thường thê thảm. Diệp Thần Phong mặt không thay đổi nói ra, yêu cầu thời gian 1 tháng.
ta đại khái mới có thể phá giải xiềng xích bên trong linh trận đồ, tại trong quá trình này, ta không thể bị quấy rầy. Nói xong, Diệp Thần Phong linh khí lần thứ hai bắt đầu thử nghiệm truyền vào xiềng xích bên trong rồi. Trước đó hắn đã đoán chừng qua yếu phá giải xiềng xích bên trong linh trận đồ yêu cầu chừng 10 ngày thời gian, bây giờ đột nhiên nói muốn thời gian một tháng, hắn đương nhiên là có mục đích khác rồi. Diệp Thần Phong đột nhiên nghĩ đến một cái có thể khắc chế hỗn độn ưng sư phương pháp xử lý. Lúc trước Lão Bạch cùng Lão Hắc truyền thụ hắn rất nhiều, có phần hắn đều chưa kịp đi đã nếm thử. Trong đó có loại dấu ấn gọi là vô song ấn. Loại này dấu ấn một khi đánh vào đối phương trong óc, tại trong thức hải tạo thành một cái dấu ấn. Như vậy ngươi là có thể hoàn toàn trưởng khống đối phương tánh mạng, chỉ cần một ý nghĩ thì có thể làm cho đối phương tan tành mây khói. Muốn trực tiếp đem vô song ấn đánh vào hỗn độn ưng sư trong óc, đây căn bản là không thể nào. Cho nên, Diệp Thần Phong chỉ có thể mượn xiềng xích tuần hoàn, đưa hắn đặc thù ra chỉ qua linh khí, thông qua xiềng xích chảy vào hỗn độn ưng sư trong cơ thể, tại hỗn độn ưng sư trong cơ thể bất chi bất giác hình thành một cái trận pháp. Cuối cùng tại trận pháp hình thành sau, chỉ cần Diệp Thần Phong ý nghĩ hơi động, trận pháp liền sẽ lập tức tại hỗn độn ưng sư trong cơ thể hình thành một cái vô song ấn. Đến lúc đó vô song ấn trực tiếp từ trong cơ thể nó nhảy vào trong biển ý thức của nó, khiến nó liền cơ hội tránh né cũng không có. Yếu tại hỗn độn ưng sư trong cơ thể hình thành như vậy một cái trận pháp, hơn nữa nếu không được hỗn độn ưng sư phát hiện, này liền cần đi tìm thời gian dài rồi, tối thiểu yêu cầu trọn vẹn 20 ngày, cho nên Diệp Thần Phong mới nói yếu một cái thời gian. Hắn mới có thể phá giải xiềng xích bên trong linh trận đồ. Tháng ngày một ngày lại một ngày trôi qua. Chỉ chớp mắt thời gian, đã đến một tháng, Diệp Thần Phong đặc thù ra chỉ qua linh khí rất nhiều đều trệ lưu tại hỗn độn ưng sư trong cơ thể. Bởi vì lúc trước Diệp Thần Phong đã nói, cho nên hỗn độn ưng sư không có hoài nghi, lại nói những thứ này ngưng lại tại trong cơ thể nó linh khí, toàn bộ đều là tại không vị trí trọng yếu, căn bản đối với nó không tạo được bất luận ảnh hưởng gì. Tại đem bước cuối cùng cũng sau khi hoàn thành, lạch cạch, một tiếng. Toàn bộ xiềng xích trực tiếp từ hỗn độn ưng sư trên cổ rơi xuống. Tại thoát ly xiềng xích sau đó hỗn độn ưng sư sảng khoái phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Tiếng gào để Diệp Thần Phong cùng Phong Vô Cực nhíu chặt mày. Hỗn độn ưng sư cười gằn nhìn xem Diệp Thần Phong, tiểu tử, xem ở ngươi để cho ta khôi phục tự do phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi nhất định muốn làm người hầu của ta, này đối với ngươi mà nói hẳn là một chuyện may mắn. Không phải là tùy tiện người nào cũng có thể trở thành người hầu của ta. Như vậy nhìn đến ngươi là muốn đổi ý. Trước đó ngươi không phải là như thế đáp ứng của ta. Làm ra loại này lật lọng sự tình, ngươi không cảm giác mình làm đê tiện sao? Diệp Thần Phong cũng không hoảng hốt. Hỗn độn ưng sư không có để ý Diệp Thần Phong biểu lộ. Tiểu tử, ngươi cũng quá ngây thơ rồi chứ. Ta nói cái gì ngươi sẽ tin? Nhanh lên một chút cho ta làm ra lựa chọn. Ngươi rốt cuộc muốn không phải trở thành người hầu của ta. Nếu như ngươi không nguyện ý, như vậy xem ở ngươi để cho ta khôi phục tự do, ta có thể để ngươi chết đau nhức mau một chút. Diệp Thần Phong cười lắc lắc đầu, chợt quát lên, nghiệt. Xúc, vẫn để cho ta đến thu ngươi đi, ta vừa vặn thiếu hụt một đầu tọa kỵ. Chương 2527, có thu hoạch lớn. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra. Không chỉ có hỗn độn ưng sư sững sờ rồi, cách đó không xa Phong Vô Cực đồng dạng là khuôn mặt khó mà tin nổi. Này Diệp Thần Phong là đầu óc xảy ra vấn đề sao? Hỗn độn ưng sư nắm giữ thứ thiệt thần đế cảnh trung kỳ thực lực, mà Diệp Thần Phong chỉ có cực cảnh đỉnh phong thực lực mà thôi. Trước đó hỗn độn ưng sư bị xiềng xích buộc lại thời điểm, nó cũng có thể đập chết Diệp Thần Phong cùng Phong Vô Cực, càng đừng nói bây giờ buộc lại nó cái cổ xiềng xích đã bị giải khai. Cả người hiện ra màu đen hỗn độn ưng sư, từ hắn trong lỗ mũi liên tục phun ra một loại màu đen khí thể, chỉ có đang tức giận cùng sinh khí thời điểm, nó mới sẽ từ trong lỗ mũi phun ra màu đen khí thể. Thần đế cảnh trung kỳ thật khí thế, từ trong cơ thể nó bộc phát ra, nó giận dữ hét, tiểu tử, người đây là tại muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Diệp Thần Phong nhưng vẫn là sắc mặt bình tĩnh, ồ, ta là đang tìm cái chết sao? Trong đầu ý thức hơi động, lặng lẽ tại hỗn độn ưng sư trong cơ thể xây dựng một cái trận pháp, lập tức tại nó bên trong thân thể hiện lên. Một trận hào quang màu vàng, tại hỗn độn ưng sư trong cơ thể tỏa ra.
vô song ấn. Nguyên bản tứ tán tại hỗn độn ưng sư không trọng yếu vị trí linh khí, toàn bộ trong khoảnh khắc nhanh chóng tụ họp lên. Hỗn độn ưng sư tại cảm thấy được thân biến hóa trong cơ thể sau, sắc mặt của nó đột nhiên biến đổi, trước đó nó căn bản không có cảm giác được, Diệp Thần Phong lưu lại tại trong cơ thể nó linh khí có những gì quái dị. Đã đến giờ khắc này, nó mới biết mình có thể trúng kế. Tụ lại linh khí lập tức tạo thành một cái cổ quái dấu ấn. Tại dấu ấn hình thành trong nháy mắt, ấn ký này tại hỗn độn ưng sư trong cơ thể, nhanh chóng hướng về óc của nó lao đi rồi. Hỗn độn ưng sư nỗ lực muốn ngăn cản, có thể không sinh ấn lại có thể hòa tan trong cơ thể nó linh khí ngăn cản, trong khoảng thời gian ngắn nó căn bản vô pháp ngăn cản vô song ấn đi tới. Oanh! Một tiếng. Cuối cùng vô song ấn đột nhiên xông vào hỗn độn ưng sư trong óc, gắt gao khắc ở trong đó. Vô song khắc ở hỗn độn ưng sư trong óc an ra sau. Diệp Thần Phong cảm giác được nắm trong tay mình hỗn độn ưng sư tính mạng, chỉ cần hắn một ý nghĩ, hắn liền có thể để hỗn độn ưng sư thức hải nổ tung. Một khi thức hải nổ tung rồi, hỗn độn ưng sư là chắc chắn phải chết. Cảm thụ trong biển ý thức của chính mình vô song ấn. Hỗn độn ưng sư căn bản trừ đi không được, trên người nó sát khí đều lộ. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng một ý nghĩ. Hỗn độn ưng sư lập tức cảm giác trong óc xé rách vậy đau nhức, óc của nó có một loại yếu nổ tung cảm giác. Ngươi bây giờ tốt nhất cho ta ngoan ngoãn nghe lời, ta một ý nghĩ là có thể tiễn ngươi về Tây Thiên, ngươi là lựa chọn muốn chết đâu này. Vẫn là lựa chọn làm tọa kỵ của ta. Diệp Thần Phong cười nhạt. Hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị để hỗn độn ưng sư thức hải nổ tung, ai biết ra hỏa này có thể hay không liều mạng một lần. Trong óc kịch liệt vô cùng quặn đau, để hỗn độn ưng sư trong gân mạch linh khí dòng sông đứt quãng, đệ tiện, người quá hèn hạ. Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai một cái, chớ quên. Là ai trước tiên lật lọng, người vừa vặn còn nói ta quá ngây thơ rồi, ta xem thiên đúng là ngươi mới đúng đi. Ngươi cho rằng ta thật sự sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao? Ta cho ngươi ba cái hô hấp cân nhắc thời gian, nếu như ngươi không cho ta một cái trả lời, như vậy ngươi cũng có thể đi Diêm Vương Điện Thượng báo cáo. Diệp Thần Phong ý thức không ngừng chậm rãi gia tăng. Đồng thời vô song khắc ở hỗn độn ưng sư trong óc tác dụng, cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Hỗn độn ưng sư trong óc phảng phất muốn xuất hiện vết rách, nó toàn bộ trong thức hải là bốc lên cực kỳ. Trong óc đau nhức, khiến nó bắt đầu không cách nào đứng vững vàng, nó nằm trên mặt đất. Trong cổ họng không ngừng vang lên thống khổ tiếng nghẹn ngào. Đã đến giờ, xem ra ngươi là chuẩn bị chết rồi. Diệp Thần Phong lãnh đạm nói. Hỗn độn ưng sư không hoài nghi chút nào Diệp Thần Phong sẽ giết nó. Nó thật vất vả mới chờ đến khôi phục tự do, nó không cam lòng cứ thế mà chết đi, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Vậy thì đem thức hải của mình thả ra, nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá. Như vậy ta lập tức sẽ để cho ngươi thức hải nổ tung. Diệp Thần Phong nói ra. Vô song ấn chỉ có thể khống chế hỗn độn ưng sư sống chết. Cho nên, Diệp Thần Phong nhất định phải còn muốn tại hỗn độn ưng sư trong óc lưu lại một chính hắn dấu ấn. Cứ như vậy, nếu như hắn gặp phải cái gì bất chắc, như vậy hỗn độn ưng sư thức hải cũng sẽ trọng thương, thậm chí là tử vong, như vậy mới là bảo đảm nhất. Hỗn độn ưng sư chỉ có thể ngoan ngoãn buông ra thức hải của mình, nó bây giờ căn bản không dám có bất kỳ ý biến thái. Tại hỗn độn ưng sư trong óc thuận lợi gieo xuống của mình dấu ấn sau đó Diệp Thần Phong vỗ vỗ hỗn độn ưng sư đầu, tiểu ưng, về sau cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Thần Phong phảng phất là tại đập một con nhỏ chó đầu bình thường. Hỗn độn ưng sư trợn mắt trừng trừng, trong lòng uất ức cực kỳ, nhưng nó căn bản không dám đối với Diệp Thần Phong động thủ. Cách đó không xa Phong Vô Cực, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong dĩ nhiên thật sự đã thu phục được hỗn độn ưng sư, trong lòng của hắn khiếp sợ đồng thời. Hắn cũng có một loại phi thường dự cảm không tốt. Quả nhiên, Diệp Thần Phong ánh mắt như ngừng lại trên người hắn, Phong Vô Cực, xem ở ngươi khôi phục thần đế cảnh sơ kỳ thực lực phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một mạng, tiền đề ngươi nhất định muốn làm nô bộc của ta, ngươi thấy thế nào? Phong Vô Cực thân là hỗn độn thời đại tuyệt thế đại ma, hắn thời kỳ toàn thịnh thực lực, nhưng là cực kỳ cường hãn. Nếu như khi hắn thời điểm toàn thịnh, này khu khu một đầu thần đế cảnh trung kỳ hỗn độn ưng sư, hắn căn bản là không để vào mắt. Muốn cho hắn Phong Vô Cực làm nô bộc,
này làm cho hắn làm sao chịu được. Không thể, ngươi cho rằng chính ngươi là người nào, ta Phong Vô Cực. Lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy hỗn độn ưng sư trực tiếp một móng vuốt đem Phong Vô Cực đánh bay ra ngoài, nó trong lòng tức giận vừa vặn không có chỗ xuất đây. Liền ngay cả nó đều làm Diệp Thần Phong nô bộc, này Phong Vô Cực dĩ nhiên cự tuyệt, này tự nhiên là khiến nó càng thêm khó chịu rồi. Làm sao, cho ngươi làm nô bộc làm ném tôn nghiêm, ngươi chỉ là khu khu thần đế cảnh sơ kỳ mà thôi, có tin hay không ta trực tiếp đập chết ngươi. Hỗn độn ưng sư khinh thường nói. Phong Vô Cực khóe miệng lại phun ra tiên huyết, hắn cảm giác uất ức cực kỳ, nhìn xem phía trước mặt đầy mặt khinh thường hỗn độn ưng sư. Diệp Thần Phong nói ra, lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu như không đáp ứng, vậy hãy để cho tiểu ưng tiễn ngươi trầu trời nhé. Tiểu ưng danh xưng này. Để hỗn độn ưng sư một trận không được tự nhiên, nhưng nó hiện tại chỉ có thể khuất phục tại Diệp Thần Phong rồi, nó chỉ có thể chậm rãi tiếp thu bây giờ cái này thân phận mới rồi. Dù sao tính mạng của nó nắm giữ trong tay Diệp Thần Phong, hơn nữa Diệp Thần Phong một khi sinh mệnh gặp nguy hiểm, nó cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Được đập bay ra ngoài Phong Vô Cực. Sắc mặt hắn khó coi cực kỳ, hắn biết muốn sống, chỉ có này đường có thể đi rồi, hắn chỉ có thể đồng ý làm Diệp Thần Phong nô bộc. Tại hỗn độn ưng sư nhìn chằm chằm dưới ánh mắt, hắn vội vàng nói, được, ta nguyện ý làm nô bộc của ngươi, từ giờ trở đi. Ngươi chính là ta Phong Vô Cực chủ nhân. Phong Vô Cực là cắn răng nói ra câu nói này, có thể thấy được trong lòng của hắn vẫn có không cam lòng. Diệp Thần Phong nói ra, thất thần làm gì? Vậy ngươi buông ra thức hải của mình, để cho ta tại trong biển ý thức của ngươi lưu lại dấu ấn. Bị vây ở quỷ vân hang động dưới đáy. Diệp Thần Phong ngược lại là có thu hoạch lớn. Không chỉ có luyện khí tăng lên chí tôn. Trả thu rồi hỗn độn ưng sư cùng Phong Vô Cực hai cái này thần đế nô bộc. Chương 2528, thần nguyên giới tu sĩ xâm lấn. Có hỗn độn ưng sư ở một bên trông coi, Phong Vô Cực chỉ có ngoan ngoãn buông ra thức hải của mình, để Diệp Thần Phong tại trong thức hải gieo của mình dấu ấn. Khi trồng dưới dấu ấn sau, Phong Vô Cực tính mạng cũng nắm giữ ở Diệp Thần Phong trong tay rồi, đồng dạng nếu như Diệp Thần Phong gặp phải cái gì bất chắc. Như vậy Phong Vô Cực cũng sẽ bị phi thường to lớn ảnh hưởng, thậm chí là tử vong, nhưng ngược lại Phong Vô Cực cùng hỗn độn ưng sư nhưng là ảnh hưởng chút nào không tới Diệp Thần Phong. Việc đã đến nước này, Phong Vô Cực chỉ có thể tiếp thu thực tế, hắn đối với Diệp Thần Phong hô chủ nhân. Nhìn thấy Phong Vô Cực nhận chủ sau đó hỗn độn ưng sư lập tức dễ chịu hơn khá nhiều, tối thiểu có người cùng nó đồng thời luân lạc làm nô tài rồi. Diệp Thần Phong gật gật đầu, xuất hiện đang nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước đi. Đã tại nơi này làm trễ nãi khoảng một tháng thời gian. Cũng không biết bây giờ bên ngoài là tình huống thế nào. Đi về thần nguyên giới thần môn có hay không chân chính mở ra. Hỗn độn ưng sư nói ra, chủ nhân, ta đến thử một lần. Thoát khỏi xiềng xích hỗn độn ưng sư, nó là khôi phục chính mình thực lực chân chính, trên người nó thần đế cảnh trung kỳ thực lực bạo phát. Thân thể đột nhiên hướng về phía trên sụp đổ hòn đá sông đi. Một tiếng, tại hỗn độn ưng sư thân thể xung kích tại hòn đá thượng thời điểm, từ trên hòn đá đột nhiên tản ra nhất cổ cấm chế lực lượng, đem hòn đá vững vàng cầm cố lại rồi, một tầng hào quang màu trắng che kín trên hòn đá. Hỗn độn ưng sư xung kích, chỉ là để vùng không gian này sáng ngời chuyển động, căn bản không có phá tan phía trên hòn đá, thân thể của nó một lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Trong con ngươi nhiều hơn một vệt nghiêm nghị. Hỗn độn ưng sư này tấn công một đòn bên trong, tuyệt đối là ẩn chứa thần đế cảnh trung kỳ cực hạn bạo trùng lực, kết quả lại còn là không có phá tan mặt trên đè lên hòn đá. Hỗn độn ưng sư sức mạnh không cách nào phá mở, Diệp Thần Phong cùng Phong Vô Cực thì càng thêm không cách nào phá mở ra. Chủ nhân, ta đổi lại một loại phương pháp thử một lần. Hỗn độn ưng sư nói ra, tại dứt tiếng sau. Chỉ thấy đứng thẳng ở trên mặt đất hỗn độn ưng sư, thân thể của nó đang nhanh chóng biến. Lớn, phải biết thân thể của nó có thể lớn có thể nhỏ, lớn nhất thời điểm có thể dường như sơn nhạc. Rất nhanh hỗn độn ưng sư thân thể biến, đường kính lớn tiếp chống đến đỉnh chóp hòn đá, nhưng nó chả đang không ngừng gấp rút khiến thân thể của mình biến. Đại, xem ra hỗn độn ưng sư muốn dùng thân thể của mình, trực tiếp đem phía trên hòn đá cho xanh liệt. Phía trên hòn đá bên trong cấm chế lực lượng tỏa ra, ánh sáng màu trắng không đứng ở hòn đá mặt ngoài lóe lên.
Hỗn độn ưng sư trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét, con mắt của nó trợn lên rất lớn cực kỳ, tại phía sau lưng của nó thượng bạo khởi từng cái gân xanh. Tại hỗn độn ưng sư liều lĩnh để thân thể của mình biến lớn thời điểm, trên hòn đá ánh sáng màu trắng cũng là lấp lánh không ngừng. Diệp Thần Phong cùng Phong Vô Cực con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trên, hiện tại yếu rời đi nơi này, hoàn toàn cần nhờ hỗn độn ưng sư rồi. Từ từ, tại hỗn độn ưng sư toàn lực biến đại dưới tình huống, chỉ thấy trên hòn đá lóe lên ánh sáng màu trắng tại yếu ớt xuống. Ẩn chứa trong đó cấm chế lực lượng cũng đang từ từ tán loạn rồi, này làm cho Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười, tiểu ưng, thêm ít sức mạnh. Hỗn độn ưng sư trong cổ họng lần thứ hai gào thét. Sốt cuộc, răng rác, thanh âm ở trong không khí vang lên. Chỉ thấy phía trên hòn đá xuất hiện từng cái vết rạn nứt, hẳn là không tốn thời gian dài hỗn độn ưng sư thân thể là có thể đem phía trên hòn đá toàn bộ cho no bể bụng. Mà cùng lúc đó, sụp đổ quỷ vân phía trên hang động, Ngô gia cùng Giang gia mấy ngày nay một mực tại nơi này đặt chân, Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên vẫn chưa trở về. Từ nửa tháng trước, bắt đầu có thần nguyên giới người tu luyện, thông qua thần môn đi tới nơi này, may là khởi điểm tới chỗ này đều là thần tôn cảnh thực lực người, dựa vào nửa bước thần đế Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương, bọn hắn hoàn toàn có thể ứng phó những này thần tôn cảnh thực lực thần nguyên giới tu sĩ. Nhưng lại tại vừa mới, từ thần môn bên trong đi ra ba tên thần đế cảnh sơ kỳ thần nguyên giới cường giả. Này ba tên thần nguyên giới cường giả, tại đi tới Ngô gia cùng Giang gia trước mặt sau, bọn hắn không nói hai lời liền động thủ. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, bây giờ Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương đã ngã trên mặt đất không cách nào đứng lên, hai người bọn họ khóe miệng che kín tiên huyết, mũi cùng trong miệng khí tức cực kỳ suy yếu. Tới chỗ này ba tên thần nguyên giới cường giả, bọn hắn chính là ba cái lão đầu, danh tự phân biệt gọi Doãn Thừa Thuyền, Nguyên Tổn An Hòa Khúc Vịnh Đức. Này ba cái lão đầu là thứ thiệt thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, hơn nữa bọn hắn khí thế trên người phi thường hùng hậu. Tại để Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương mất đi sức chiến đấu sau đó này ba cái lão đầu có nhiều ý vị nhìn xem Ngô gia cùng Giang gia còn lại người. Doãn Thừa Thuyền cười lạnh nói, đây chính là năm đó cùng Hà gia đồng thời được gọi là viễn cổ năm gia tộc lớn Ngô gia cùng Giang gia. Quả thực là nhược đến không được, thậm chí ngay cả thần đế cảnh sơ kỳ cường giả cũng không có. Ngay cả chúng ta những này hạ giới tông môn cũng không bằng, còn xa cổ năm gia tộc lớn, quả thực là chỉ là hư danh. Nguyên Tổn An nói ra, chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, năm đó Ngô gia cùng Giang gia chả là cường hãn vô cùng. Hay là gia tộc của bọn họ bên trong trả lưu có một ít chúng ta cần pháp bảo. Khúc Vịnh Đức gật đầu sau đó hắn nhìn hướng trên mặt đất Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương, các ngươi nơi này đối với chúng ta thần nguyên giới tới nói chỉ là một cái chỗ man di mọi dợ mà thôi, hiện tại chúng ta có thể cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ muốn các ngươi lấy ra để cho chúng ta hài lòng tiên khí, đan dược hoặc là bí pháp, chúng ta đúng là có thể tha các ngươi một mạng. Đương nhiên các ngươi tại lấy ra mỗi một thứ thời điểm, các ngươi yếu đã suy nghĩ kỹ, nếu như lấy ra đồ vật, chúng ta không hài lòng, như vậy chúng ta hội tiện tay giết chết 100 người. Cơ hội của các ngươi có hạn, đã từng viễn cổ năm gia tộc lớn Ngô gia cùng Giang gia, cũng không nên hủy diệt tại chúng ta trên tay. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương chau mày, bọn hắn muốn từ mặt đất đứng lên, nhưng chỉ cần thân thể hơi động, trong miệng liền sẽ không ngừng tràn ra tiên huyết đến. Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên, Ngô Quỳ cùng Ngô Linh Vũ các loại trẻ tuổi, bọn hắn toàn bộ đứng ở Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương phía sau. Đối mặt ba tên thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, bọn hắn những người này căn bản là không có chút sức chống cự nào. Coi như là Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên hiện nay cũng chỉ là thần đế cảnh sơ kỳ thực lực mà thôi. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương rơi vào trong trầm mặc, bọn hắn bây giờ căn bản không có năng lực chống đỡ. Hoặc là chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, bằng không e sợ Ngô gia cùng Giang gia người, thật sự toàn bộ sẽ bị này ba cái thần nguyên giới người tu luyện cho giết sạch. Sự kiên nhẫn của chúng ta rất có giới hạn, nhanh lên một chút đi. Ngô gia cùng Giang gia nói thế nào cũng là đã từng viễn cổ năm gia tộc lớn, nhưng ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng rồi. Khúc Vịnh Đức trên người thần đế cảnh sơ kỳ thật khí thế bốc hơi, khóe miệng hiện lên một vệt như có như không cười gằn. Ở trong mắt hắn Ngô gia cùng Giang gia cơ bản chẳng khác gì là dê đợi làm thịt.
Chương 2529, đây chính là át chủ bài cuối cùng. Bầu không khí yên tĩnh. Doãn Thừa Thuyền, Nguyên Tổn An Hòa Khúc Vĩnh Đức hí hành hạ nhìn chằm chằm không cách nào đứng lên Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương. Có thể đem đã từng viễn cổ năm gia tộc lớn Ngô gia cùng Giang gia đạp ở dưới bàn chân, này để cho bọn họ có một loại vui sướng cảm giác. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương tại liếc nhau một cái sau đó vị yếu bảo vệ Ngô gia cùng Giang gia người, bọn hắn chỉ có thể hướng về Doãn Thừa Thuyền các loại ba cái thần nguyên giới tu sĩ cúi đầu. Đứng ở Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương bên cạnh Ngô gia cùng Giang gia còn lại lão tổ, bọn hắn trong con ngươi bùng nổ ra tức giận ánh sáng, linh khí chậm rãi từ trong cơ thể tràn ra ngoài. Ngô Thừa Nhan cau mày nói, các ngươi ở một bên ở lại. Giang Thắng Lương cũng nói, chuyện nơi đây để cho chúng ta đến xử lý. Sau đó, Ngô Thừa Nhan chữ vật giới chỉ ánh sáng lóe lên, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Doãn Thừa Thuyền ba người, hy vọng các ngươi có thể nói chuyện giữ lời. Bàn tay hắn vung một cái. 18 căn dài 10cm châm nhỏ, nhất thời trôi nổi ở trước mặt hắn. Này 18 cây châm mảnh ở trong không khí không ngừng xoay tròn, từ phía trên tản ra một loại kỳ lạ sóng năng lượng. Này chính là Ngô gia bên trong một mực truyền thừa xuống tiên khí huyễn khoảng không tinh thần châm, thuộc về một cái khó được tiên khí. Huyễn khoảng không tinh thần châm một khi kích phát, có thể hình thành một mảnh tinh thần không gian. Tại tinh thần không gian bên trong, 18 cây châm mảnh có thể làm được tới vô ảnh đi vô tung, để đối thủ một mực nằm ở không ứng phó kịp trạng thái trong. Này huyễn khoảng không tinh thần châm duy nhất thiếu hụt. Thiếu một cái chủ châm, hoàn chỉnh huyễn khoảng không tinh thần châm là do 19 cây kim tạo thành. Thiếu một cái chủ châm sau đó tuy nói vẫn có thể hình thành tinh thần không gian, nhưng là muốn kích phát huyễn khoảng không tinh thần châm, cần thiết tiêu hao linh khí cực kỳ to lớn. Thậm chí là thần đế cảnh sơ kỳ cường giả cũng không tiêu hao nổi, đây chính là thiếu hụt chủ châm sau lớn nhất thiếu hụt. Bất quá! Cái này cũng là Ngô Thừa Nhan có khả năng lấy ra tốt nhất tiên khí rồi. Tại Ngô Thừa Nhan lấy ra huyễn khoảng không tinh thần châm sau đó Giang Thắng Lương chữ vật giới chỉ cũng lóe lên. Một cái ngân bạch sắc xiềng xích nhất thời ở trong không khí bay lượn, trong không khí nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp. Thiên cực huyền băng khóa. Này đồng dạng cũng là một cái cực kỳ không tầm thường tiên khí, chỉ là cùng Ngô gia huyễn khoảng không tinh thần châm như thế, hôm nay cực huyền băng trong khóa giữa thiếu một hoàn. Tại kích phát thời điểm, người tu luyện linh khí không cách nào nhanh chóng quán thông cả cây thiên cực huyền băng khóa, cho nên nói tại kích phát thiên cực huyền băng khóa thời điểm, sẽ có vẻ cực kỳ chậm chậm. Cực kỳ gian nan. Năm đó Ngô gia cùng Giang gia được Hà gia trục xuất nguyên bản vị trí. Gia tộc kia bên trong không ít tiên khí toàn bộ được cướp sạch, cho dù có tàn lưu lại tiên khí, đẳng cấp cũng sẽ không quá cao. Mà đến cao đẳng tiên khí huyễn khoảng không tinh thần châm cùng thiên cực huyền băng khóa cũng là không trọn vẹn, nhưng nếu nhị yếu sử dụng lời nói. Miễn cưỡng vẫn có thể kích phát, có thể dùng tại đối địch thượng liền có vẻ cực kỳ gân gà, thật sự là cái này hai kiện tiên khí không quá thích hợp thực chiến đối địch. Nhưng đây thật sự là hai người bọn họ trên người tốt nhất tiên khí rồi. Doãn Thừa Thuyền, Nguyên Tổn An Hòa Khúc Vĩnh Đức đang nhìn đến cái này hai kiện tiên khí sau, bọn hắn trong con người ánh mắt vi vi sáng ngời. Phàm là tại viễn cổ thời đại nổi danh tiên khí, đều cũng có qua ghi chép. Này Ngô gia huyễn khoảng không tinh thần châm cùng Giang gia thiên cực huyền băng khóa, tại năm đó cũng là cực kỳ nổi danh tiên khí, bọn hắn từng thấy cái này hai kiện tiên khí giới thiệu. Bọn hắn vẫy tay một cái. Huyễn khoảng không tinh thần châm cùng thiên cực huyền băng khóa nhất thời bay về phía trong tay bọn họ, tại cảm ứng một thoáng cái này hai kiện tiên khí sau đó sắc mặt của bọn họ biến khó coi, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này hai kiện tiên khí là không trọn vẹn phẩm, căn bản không có chút nào thực dụng. Khúc Vịnh Đức quát lên, xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi, lấy ra hai cái không trọn vẹn tiên khí, liền muốn đem chúng ta lừa gạt sao. Trên người thần đế cảnh sơ kỳ thật khí thế như sóng biển bình thường mạn duyên nhi xuất. Khúc Vịnh Đức cánh tay vung lên. Mãnh liệt mà lại nhanh chóng mạnh mẽ kình khí, hướng về Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương đánh tới. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương căn bản là không cách nào tránh né. Hai tiếng. Kình phong xung kích tại trên người bọn hắn, khiến cho bọn hắn trong miệng tiên huyết trực phún, sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần.
Doãn Thừa Thuyền lạnh lẽo nói ra, chúng ta nhất định muốn thực hiện hứa hẹn của mình, các ngươi lấy ra đồ vật không để cho chúng ta thỏa mãn, chỗ dùng các ngươi Ngô gia cùng Giang gia, chúng ta trước tiên muốn giết mất 100 người. Trong miệng không ngừng tràn ra tiên huyết Ngô Thừa Nhan, hắn quát lên, đây là chúng ta có thể lấy ra tốt nhất tiên khí rồi, chúng ta Ngô gia cùng Giang gia sớm đã không phải là năm đó thời kỳ cường thịnh rồi, các ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Liền coi như chúng ta khinh người quá đáng thì lại làm sao? Nguyên Tồn An cười gằn không ngừng. Trong khi nói chuyện, Doãn Thừa Thuyền, Nguyên Tồn An hòa Khúc Vĩnh Đức thân ảnh chuyển động, ba cỗ khí thế áp bức hướng về phía Ngô Lăng Hương đám người. Bọn họ là chuẩn bị đối Ngô gia cùng Giang gia đại khai sát giới rồi. Ngô gia cùng Giang gia còn lại lão tổ đối mặt ba tên thần đế cảnh sơ kỳ cường giả khí thế, sắc mặt của bọn họ cũng bắt đầu trở nên trắng rồi. Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên, Ngô Quy cùng Ngô Linh Vũ các loại trẻ tuổi, trong lòng bọn họ cho dù có thiên đại chiến ý, nhưng đối mặt ba tên thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, bọn hắn cũng là không thể ra sức. Doãn Thừa Thuyền các loại thân ảnh của ba người đột nhiên xuất hiện tại Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đám người trước mặt. Khúc Vĩnh Đức khinh thường cười nói, viễn cổ năm gia tộc lớn Ngô gia cùng Giang gia. Ta lại yếu thử một lần giết chết viễn cổ năm gia tộc lớn là tư vị gì? Đối mặt thần đế cảnh sơ kỳ cường giả khí thế áp bức, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đám người nhúc nhích một cái cũng không làm được. Mà Ngô gia cùng Giang gia lão tổ, thực lực bọn hắn mạnh nhất cũng chỉ là thần tôn cảnh mà thôi, thần tôn cảnh cùng thần đế cảnh hoàn toàn là không cách nào so với so sánh. Liền ở Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đám người cho là mình yếu chết tại đây ba cái thần nguyên giới tu sĩ trên tay thời điểm. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nơi xa sụp đổ quỷ vân trên hang động, hòn đá đột nhiên bạo xông hướng trên bầu trời. Một bóng người đột nhiên từ dưới nền đất vọt lên. Từ dưới nền đất lao ra chính là Diệp Thần Phong rồi, tại hỗn độn ưng sư căng nứt xuất một lỗ hổng sau. Thân là chủ nhân Diệp Thần Phong, hắn tự nhiên là cái thứ nhất từ trong đó đi ra ngoài, hỗn độn ưng sư cùng Phong Vô Cực cực kỳ tự giác rơi xuống mặt sau. Động tĩnh bên này để Doãn Thừa Thuyền ba người động tác hơi dừng lại một chút. Mà Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương đám người nhìn thấy Diệp Thần Phong sau đó trên mặt bọn họ lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, bọn hắn rõ ràng Diệp Thần Phong chiến lực cường đại, nhưng ngược lại nghĩ đến đối phương có ba tên thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, Diệp Thần Phong thực lực chỉ có cực cảnh đỉnh phong. Diệp Thần Phong có thể chiến thắng ba tên thần đế cảnh sơ kỳ cường giả liên thủ sao? Ba người các ngươi lão già, còn không nhanh chóng đào tẩu. Ta Ngô Quy huynh đệ đến rồi. Sau đó các ngươi cũng không nên hù đến tẻ ra quần. Ngô Quy đối Diệp Thần Phong là mù quáng tự tin. Doãn Thừa Thuyền đám người nhìn thấy Ngô gia cùng Giang gia vẻ mặt biến hóa sau, ánh mắt của bọn họ toàn bộ tập trung đến Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong khí thế trên người chỉ có cực cảnh đỉnh phong mà thôi. Nguyên Tồn An cười lạnh nói, một cái cực cảnh đỉnh phong tu vi người mà thôi. Chẳng lẽ nói này chính là các ngươi Ngô gia cùng Giang gia át chủ bài cuối cùng? Còn xa cổ năm gia tộc lớn, các ngươi Ngô gia cùng Giang gia chán nản đã đến loại trình độ này sao? Bây giờ mặt khác đang ở thần nguyên giới ba gia tộc lớn, các ngươi liền bọn hắn một cái đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Chương 2530, không mang theo đùa người khác như vậy. Từ sụp đổ quỷ vân hang động dưới đáy hướng sau khi đi ra. Diệp Thần Phong vững vàng đã rơi vào trên mặt đất. Hắn đang nhìn đến Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương bị thương sau khi ngã xuống đất, hắn trong con ngươi vẻ mặt vi vi ngưng lại, trên người nổi lên nhất cổ sát khí. Doãn Thừa Thuyền, Nguyên Tồn An hòa Khúc Vĩnh Đức không chút nào thanh Diệp Thần Phong để ở trong mắt, trong đó Doãn Thừa Thuyền nói ra, lão Nguyên, lão Khúc, nếu bọn hắn thanh tiểu tử này cho rằng lá bài tẩy, vậy hãy để cho ta đến ở ngay trước mặt bọn họ giết tiểu tử này. Bọn hắn cảm giác được Diệp Thần Phong khí thế trên người tuy nói rất đục dày, nhưng dù sao chỉ là cực cảnh đỉnh phong thực lực. Nguyên Tồn An hòa Khúc Vĩnh Đức gật đầu cười. Đang nhìn đến Doãn Thừa Thuyền thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ sau đó Nguyên Tồn An đối với Ngô Lăng Hương đám người, nói ra, theo một ý nghĩa nào đó tiểu tử này xác thực tính là lá bài tẩy của các ngươi, bởi vì sự xuất hiện của hắn, để cho các ngươi sống thêm một hồi, chúng ta hội để cho các ngươi nhìn thấy tiểu tử này sau khi chết. Lại đưa các ngươi lên đường. Nhìn thấy chỉ có Doãn Thừa Thuyền một người đối Diệp Thần Phong triển khai công kích, Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương lại yên tâm không ít,
lấy Diệp Thần Phong sức chiến đấu, muốn ứng phó một tên thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, hẳn không có vấn đề quá lớn chứ. Hai người bọn họ lo lắng nhìn thấy tình huống không đúng, Nguyên Tồn An Hòa Khúc Vĩnh Đức cũng lập tức hội gia nhập vào trong cuộc chiến đi, dù sao Diệp Thần Phong sức chiến đấu tuy nói cường hãn, nhưng muốn một chiêu liền giải quyết một tên thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, đây căn bản là không thể nào. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong. Ngô Quỳ cùng Ngô Linh Vũ hai huynh muội này, ánh mắt của bọn họ cũng một khắc không rời Diệp Thần Phong. Doãn Thừa Thuyền thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, nhìn thấy đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới Diệp Thần Phong, khóe miệng hắn khinh thường càng thêm nồng nặc, chỉ là cực cảnh đỉnh phong thực lực, ngoan ngoãn đi chết đi cho ta. Doãn Thừa Thuyền thủ trưởng nhanh như chớp giật. Một trưởng vỗ hướng về phía Diệp Thần Phong đầu, tại trên bàn tay của hắn đan vào nhất cổ nóng rực năng lượng, hắn chỉnh bàn tay biến thành màu đỏ rực. Phun, mỏng hỏa nhiệt năng lượng, để bốn phía không gian có chút vặn vẹo. Nếu như được này một trưởng đập chúng, tám thành là muốn đầu nổ tung mà chết. Nguyên Tồn An Hòa Khúc Vịnh Đức xem đến đại cục đã định. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Thần Phong có thể chống đỡ cái mấy chiêu. Doãn Thừa Thuyền thủ trưởng khoảng cách Diệp Thần Phong đầu càng ngày càng gần, liền ở bàn tay của hắn yếu tiếp xúc được Diệp Thần Phong đầu lúc. Nhất cổ thần đế cảnh trung kỳ thật khí thế từ Quỷ Vân hang động dưới đáy bạo hướng mà ra. Này cỗ thần đế cảnh trung kỳ thật khí thế làm cho Doãn Thừa Thuyền trong gân mạch linh khí dòng sông dừng lại. Liền ngay cả hắn đánh về Diệp Thần Phong đầu thủ trưởng cũng cứng ngắc ở. Oanh! Hòn đá cùng bột phấn che kín trên bầu trời, một đạo cự lớn như núi cao thân ảnh, từ Quỷ Vân hang động dưới đáy bạo hướng mà ra. Đạo này thân ảnh khổng lồ chính là Hỗn Độn Ưng Sư rồi. Cả người màu đen Hỗn Độn Ưng Sư, trong con ngươi của nó tràn ngập khát máu nộ màu đỏ, ánh mắt gắt gao như ngừng lại Doãn Thừa Thuyền trên người. Tại Diệp Thần Phong từ Quỷ Vân trong hang động hướng sau khi đi ra. Nguyên bản Phong Vô Cực cũng trực tiếp muốn đi theo đi ra ngoài, nhưng Hỗn Độn Ưng Sư tự nhận là nó là trước tiên trở thành Diệp Thần Phong nô bộc, địa vị của nó tự nhiên còn cao hơn Phong Vô Cực, nó sao có thể đủ để Phong Vô Cực đi tới của mình đằng trước đi. Kết quả là, Hỗn Độn Ưng Sư thân thể không ngừng tại dưới đáy biến. Đại, nó phải đem hòn đá lỗ hổng căng nứt càng gia tăng hơn. Nhưng tại cảm giác được có người muốn đối Diệp Thần Phong động thủ sau đó Hỗn Độn Ưng Sư là hoàn toàn nổi giận, nó điên cuồng biến. Lớn thân thể của mình, phải biết thân ở Quỷ Vân hang động dưới đáy, bởi vì cấm chế lực lượng chưa hề hoàn toàn biến mất, người phía trên là không cảm giác được phía dưới hơi thở, cho nên Doãn Thừa Thuyền đám người vừa vặn không có cảm giác đến Hỗn Độn Ưng Sư cùng Phong Vô Cực tồn tại. Bây giờ Hỗn Độn Ưng Sư mệnh nhưng là cùng Diệp Thần Phong quấn lấy nhau rồi. Có người muốn giết Diệp Thần Phong, không sẽ trở thế là muốn giết nó ma. Này làm cho nó làm sao có thể không tức giận, nhìn thấy như núi lớn to lớn Hỗn Độn Ưng Sư. Doãn Thừa Thuyền triệt để sững sờ rồi, hơn nữa này Hỗn Độn Ưng Sư vẫn là thần đế cảnh trung kỳ thực lực. Khi hắn cảm giác miệng đắng lưỡi khô thời điểm, chỉ thấy Hỗn Độn Ưng Sư cự móng vuốt lớn bay thẳng đến hắn đập đi qua. Doãn Thừa Thuyền thấy thế, hắn rốt cục tỉnh táo lại. Hắn hiện tại không lo được giết chết Diệp Thần Phong rồi. Hắn cấp tốc chợt lui. Đáng tiếc Hỗn Độn Ưng Sư móng vuốt có thể tự do duỗi dài, hơn nữa bây giờ phóng to bản Hỗn Độn Ưng Sư, móng của nó lớn vô cùng. Mắt thấy căn bản không tránh thoát Hỗn Độn Ưng Sư một chảo này tử rồi. Doãn Thừa Thuyền cắn răng đứng vững lại, bên trong thân thể hùng hậu linh khí, một tầng lại một tầng hiện ra đi ra. Liền một cái hô hấp cũng chưa tới. Khi hắn quanh thân tạo thành một cái vô cùng cường đại linh khí phòng hộ. Cái này linh khí phòng hộ là hắn có thể sử dụng tới phòng ngự cường đại nhất rồi. Chỉ tiếc Hỗn Độn Ưng Sư tức giận trong con ngươi lộ ra một vệt buồn cười, một móng vuốt đột nhiên vỗ vào linh khí phòng hộ thượng. Một tiếng, Doãn Thừa Thuyền linh khí phòng hộ trong nháy mắt tán loạn, Hỗn Độn Ưng Sư cự móng vuốt lớn lập tức lại vỗ vào Doãn Thừa Thuyền trên người. Từ Hỗn Độn Ưng Sư móng vuốt bên trong bạo phát ra nhất cổ đáng sợ sắc bén cùng sức mạnh. Lại là một tiếng, đường đường thần đế cảnh sơ kỳ thực lực Doãn Thừa Thuyền, thân thể của hắn trong nháy mắt ở trong không khí nổ tung thành một đám mưa máu. Tại đem Doãn Thừa Thuyền tiện tay giết sau, Hỗn Độn Ưng Sư thân thể thu nhỏ lại đã đến chó thường một kích cỡ tương đương, nó hấp tấp chạy tới Diệp Thần Phong trước mặt chủ nhân. Ngài không có sao chứ? Diệp Thần Phong vỗ vỗ Hỗn Độn Ưng Sư đầu, tiểu ưng,
làm không tệ. Vừa vặn Diệp Thần Phong sở dĩ đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Hắn là đoán chắc Hỗn Độn Ưng Sư có thể kịp thời đi ra ngoài. Có Hỗn Độn Ưng Sư giúp hắn động thủ, hắn liền cũng lười ra tay rồi. Phong Vô Cực vừa vặn cũng từ Quỷ Vân hang động dưới đáy lao ra ngoài. Hắn nhìn thấy thần đế cảnh sơ kỳ Doãn Thừa Thuyền trực tiếp được Hỗn Độn Ưng Sư đập thành nhất huyết sương mù, trong lòng hắn là âm thầm may mắn, xem trước khi đến Hỗn Độn Ưng Sư đối với hắn thật đúng là hạ thủ lưu tình, dù sao hắn thực lực hôm nay cũng mới chỉ có khôi phục lại thần đế cảnh sơ kỳ mà thôi. Nguyên Tồn An Hòa Khúc Vịnh Đức nhìn thấy biến thành một đám mưa máu Doãn Thừa Thuyền, sau đó trên mặt bọn họ vẻ mặt bình tĩnh biến mất không thấy. Sững sờ đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Thật sự không mang theo đùa người khác như vậy. Ngô gia cùng Giang gia bên trong có như vậy thần đế cảnh trung kỳ yêu thú, tại sao phải giấu giấu giếm giếm, nếu như bọn hắn vừa bắt đầu liền biết điểm này, tại cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đối Ngô gia cùng Giang gia động thủ. Phải biết thần đế cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ trong lúc đó cách biệt rất nhiều, bằng không vừa vặn Hỗn Độn Ưng Sư cũng không cách nào một móng vuốt đập chết Doãn Thừa Thuyền rồi. Hai người bọn họ trên khuôn mặt già nua mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng liên tục nghĩ kế sách ứng đối. Mà lúc này Phong Vô Cực cũng một mực cung kính đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, hắn gọi một tiếng, chủ nhân. Sau đó, Phong Vô Cực nhìn hướng Nguyên Tồn An Hòa Khúc Vĩnh Đức. Trong con ngươi của hắn đồng dạng là lửa giận tốc biến, hắn hiện tại nhất định muốn tiếp thu chính mình một thân phận, hắn là Diệp Thần Phong nô bộc, Diệp Thần Phong sống chết chăm chú quan hệ sống chết của hắn a hát. Chúng ta hội trước tiên chữa trị. Chương 2531, hạ giới, bên trong giới, thượng giới. Hung mãnh trực tiếp một móng vuốt đập chết Doãn Thừa Thuyền Hỗn Độn Ưng Sư, giống một điều chó con như thế nằm nhoài tại Diệp Thần Phong trước mặt, quả thực là phải có nhiều người hiền lành. Liền có nhiều người hiền lành a hát. Phong Vô Cực như một bảo tiêu như thế đứng ở Diệp Thần Phong bên người, bất cứ lúc nào chú ý chu vi gió thổi cỏ lay. Có muốn hay không như thế vang dội? Quả thực là kiểu như châu bò không muốn không muốn. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương cũng có chút trợn tròn mắt, Phong Vô Cực không là trước kia chả muốn giết chết Diệp Thần Phong người ma. Làm sao bây giờ lại một mực cung kính gọi Diệp Thần Phong là chủ nhân? Còn có Diệp Thần Phong bị vây ở Quỷ Vân hang động dưới đáy, dám sự tình cũng không có, trái lại chả đã thu phục được một đầu thần đế cảnh trung kỳ yêu thú. Có muốn hay không đánh như vậy kích người? Có muốn hay không như thế yêu nghiệt? Có muốn hay không ra súc như thế phát điên? Mập mạp Ngô Quy kích động trên mặt thịt mỡ run run, ta liền biết Diệp huynh đệ lại muốn kiểu như châu bò rồi, quả thế a hát. Như Diệp huynh đệ như thế vang dội nam nhân. Hắn mỗi một lần ra trận nhất định muốn như thế chói mắt. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên không tự chủ gật gật đầu, hai người bọn họ cùng Diệp Thần Phong nhận thức lâu nhất, mỗi một lần Diệp Thần Phong xuất hiện, thật sự chính là mang theo tia sáng chói mắt, quả thực yếu lóe mù ánh mắt của người khác rồi. Nguyên Tồn An Hòa Khúc Vĩnh Đức phục hồi tinh thần lại, sau đó hai người bọn họ thanh suy nghĩ động đến Ngô Lăng Hương bọn người trên thân đi rồi, chỉ cần thanh Ngô Lăng Hương bọn hắn khống chế lại. Đến lúc đó Diệp Thần Phong liền nên không dám đối với bọn họ động thủ. Nhưng tại Nguyên Tồn An Hòa Khúc Vĩnh Đức vừa vặn muốn Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đám người động thủ thời điểm. Chỉ thấy Diệp Thần Phong lại vỗ vỗ Hỗn Độn Ưng Sư đầu. Thân thể rút nhỏ về sau Hỗn Độn Ưng Sư, tốc độ của nó trở nên càng tăng nhanh hơn rồi, nó phía sau lưng dường như hùng ưng cánh, nhanh chóng phiến chuyển động, nó đem thần đế cảnh trung kỳ tốc độ phát phung tới cực hạn. Nguyên vốn chuẩn bị động thủ Nguyên Tồn An Hòa Khúc Vĩnh Đức, hai người bọn họ động tác đột nhiên dừng lại, chỉ vì Hỗn Độn Ưng Sư đã xuất hiện tại bọn hắn hai cái trước mặt rồi, e sợ chỉ cần hai người bọn họ vừa động thủ, liền trực tiếp sẽ bị Hỗn Độn Ưng Sư cho đập chết. Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới Hỗn Độn Ưng Sư bên cạnh, Phong Vô Cực một mực thật chặt đi theo. Lão Tổ, tại Diệp Thần Phong đi sau đó đi tới. Ngã trên mặt đất Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương có phần xấu hổ gọi một tiếng, dù sao bọn hắn không có bảo vệ tốt Ngô gia cùng Giang gia. Lão Tổ, ngài xuất hiện thật đúng lúc. Lão Tổ, những này thần nguyên giới tu sĩ chính là khốn nạn. Còn lại Ngô gia cùng Giang gia người cũng dồn dập bắt đầu hướng về Diệp Thần Phong tố khổ. Nguyên Tồn An Hòa Khúc Vĩnh Đức không nghĩ tới nhìn qua trẻ tuổi như vậy Diệp Thần Phong. Lại sẽ là Ngô gia cùng Giang gia cộng đồng lão tổ. Vị tiểu hữu này hiểu lầm,
đây là một chuyện hiểu lầm, chúng ta mới vừa từ thần nguyên giới đi tới nơi này, chúng ta kỳ thực cũng không hề ác ý. Nguyên Tồn An mặt không đỏ tim không đập nói. Nhìn chằm chằm Hỗn Độn Ưng Sư, nó quát lạnh một tiếng, ngươi cũng xứng xưng hô chủ nhân ta vì tiểu hữu. Ngươi là cái thá gì? Ngươi ngay cả cho ta liếm, ngón chân cũng không xứng. Nguyên Tồn Giản xếp lúc sắc mặt đỏ lên cực kỳ, nhưng tại Hỗn Độn Ưng Sư trước mặt, hắn lại không phát tác được. Diệp Thần Phong đi tới Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương bên cạnh, thanh hai người bọn họ từ trên mặt đất đỡ lên, từ bọn hắn trong miệng biết được Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đi hướng thần nguyên giới lại chậm chạp chưa có trở về. Cho hai người các ngươi một lần sống sót cơ hội, đem các ngươi biết thần nguyên giới sự tình tỉ mỉ nói với ta một lần. Diệp Thần Phong nhìn về phía Nguyên Tồn An hòa Khúc Vịnh Đức. Đang nhìn đến có cơ hội sống sót sau. Nguyên Tồn An hòa Khúc Vịnh Đức nào dám thất lễ, bọn hắn hoàn toàn không có thần đế cảnh sơ kỳ cường giả khí thế, tranh đoạt cho Diệp Thần Phong giải thích khởi thần nguyên giới sự tình rồi. Này thần nguyên giới chính là năm đó Hà Gia Liên Hợp các đại gia tộc cường giả liên hợp cách trở đi ra ngoài một thế giới nhỏ. Thần nguyên giới nội linh khí nồng nặc cực kỳ, các loại thiên tài địa bảo cũng cực kỳ nhiều, có thể nói cách trở đi ra ngoài thần nguyên giới. Hắn tu luyện hoàn cảnh thậm chí muốn so viễn cổ thời đại sơ kỳ cũng còn tốt rồi. Dù sao tại cách trở xuất thần nguyên giới thời điểm, không ít cường giả đem vùng thế giới này tinh hoa toàn bộ hướng về thần nguyên giới hội tụ. Như vậy làm cho thần nguyên giới biến thành nhất phương không nổi tiểu thế giới. Người tu luyện tại thần nguyên giới tu luyện, hắn tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, nguyên bản tại Lão Bạch cùng Lão Hắc thời đại kia, thần đế cảnh cường giả hầu như không tồn tại. Nhưng tại thần nguyên giới sinh ra sau, không ít cường giả trải qua tích lũy sau rối rít khóa nhập thần đế cảnh. Hơn nữa này thần nguyên giới tổng cộng được phân làm tầng 3, từ thấp đến cao chia ra làm hạ giới, bên trong giới cùng thượng giới. Năm đó ngoại trừ Ngô gia cùng Giang gia, viễn cổ năm gia tộc lớn bên trong mặt khác ba gia tộc lớn đều lưu tại thần nguyên giới, cũng có không ít còn lại thế lực tại thần nguyên giới cắm rễ xuống. Trải qua rất lâu tuế nguyệt trôi qua, thần nguyên giới nội cũng sinh ra không ít thế lực nhỏ. Hạ giới, bên trong giới cùng thượng giới. Trong đó thượng giới linh khí nồng nặc nhất, tài nguyên nhiều nhất, mà bên trong giới là thứ yếu. Hạ giới là kém nhất. Bất quá kém nhất hạ giới cũng phải so với hiện nay Ngô gia cùng Giang gia vị trí mạnh hơn nhiều. Hạ giới thế lực, bình thường kỳ tông môn bên trong thực lực mạnh nhất cũng chỉ có thần đế cảnh sơ kỳ cường giả mà thôi. Nếu như trong tông môn có thần đế cảnh trung kỳ cường giả sinh ra, là có thể mang theo tông môn tiến vào bên trong giới đi rồi. Bởi vì trong tông môn nhất định muốn có thần đế cảnh trung kỳ cường giả, mới có thể ở chính giữa giới sinh tồn được. Về phần linh khí dày đặc nhất, tài nguyên tu luyện phong phú nhất thượng giới, tông môn nhất định muốn có thần đế cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể ở nơi đó đặt chân. Năm đó viễn cổ năm gia tộc lớn Hà gia, Khổng gia cùng Lâm gia, bây giờ liền là sinh tồn tại thần nguyên giới thượng giới bên trong. Tại toàn bộ thần nguyên giới bên trong, Hà gia thế lực cường đại nhất. Diệp Thần Phong nghe Nguyên Tồn An hòa Khúc Vĩnh Đức tự thuật, lông mày của hắn là càng nhăn càng chặt rồi, hắn không nghĩ tới thần nguyên giới tu luyện hoàn cảnh thậm chí vượt qua viễn cổ thời đại sơ kỳ rồi. Như vậy làm cho không ít thần đế cảnh cường giả tại thần nguyên giới sinh ra. Lấy Diệp Thần Phong bây giờ cực cảnh đỉnh phong thực lực, tiến vào thần nguyên giới bên trong, e sợ chỉ có thể tại hạ giới bên trong trộn lẫn lăn lộn. Cũng may Hỗn Độn Ưng Sư cùng Phong Vô Cực toàn bộ nhận thức hắn là chủ, như vậy hắn tiến vào thần nguyên giới thật cũng không nhất định phải quá mức lo lắng, chỉ cần tạm thời không đi lên giới, hắn phải là an toàn. Tại toàn bộ thần nguyên giới bên trong, Hà gia thực lực là cường đại nhất, nào như vậy khoảng không thắng bây giờ tu vi đến cùng tại cái gì tầng thứ. Chẳng lẽ nói Hà không thắng đã đến thần đế cảnh đỉnh phong? Khoảng cách vĩnh sinh cảnh cũng không xa. Diệp Thần Phong trong lòng không ngừng suy tư. Lão Bạch cùng Lão Hắc khi tiến vào thần môn sau cũng chậm chậm chưa có trở về, nói không chắc hai người bọn họ tại thần nguyên giới gặp phải phiền toái gì. Hắn cũng nhất định muốn chuẩn bị đi hướng thần nguyên giới rồi. Có thể tưởng tượng được, tại đi hướng thần nguyên giới sau đó chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm. Nguyên Tồn An hòa Khúc Vĩnh Đức tại đem thần nguyên giới tình huống giải thích cặn kẽ một lần sau đó hai người bọn họ ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, trong đó Nguyên Tồn An nói ra, những này chính là chúng ta biết rồi,
hiện tại chúng ta có thể rời khỏi chứ? Chương 2532, nhanh chóng đột phá hy vọng. Diệp Thần Phong tùy ý vỗ vỗ Hỗn Độn Ưng Sư đầu. Hỗn Độn Ưng Sư tâm lĩnh thần hội, thân ảnh của nó tựa như tia chớp hướng về Nguyên Tổn An Hòa Khúc Vịnh Đức vọt tới. Khúc Vịnh Đức thấy thế, hắn thay đổi sắc mặt, tiểu tử, ngươi không giữ lời hứa. Diệp Thần Phong căn bản không có để ý tới Khúc Vịnh Đức. Đối mặt Hỗn Độn Ưng Sư công kích, Nguyên Tổn An Hòa Khúc Vịnh Đức không kịp làm ra phản ứng. Bởi vì Hỗn Độn Ưng Sư công kích quá đột nhiên, cũng quá nhanh rồi. Xì xì, xì xì. Hai tiếng, Hỗn Độn Ưng Sư hai cái móng vuốt phân biệt xuyên thấu Nguyên Tổn An Hòa Khúc Vịnh Đức trái tim, tại đem móng vuốt rút ra sau khi đi ra, hai người bọn họ lập tức mất mạng. Diệp Thần Phong cũng sẽ không đối kẻ địch của mình tuân thủ hứa hẹn, nếu như hắn không xuất hiện, như vậy Nguyên Tổn An bọn hắn sẽ bỏ qua cho Ngô gia cùng Giang gia người sao. Cho nên nhân từ đối với kẻ địch, liền là tàn nhẫn đối với mình, hắn sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. Tại Nguyên Tổn An Hòa Khúc Vịnh Đức sau khi chết, Ngô gia cùng người Giang gia cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương phục dụng đan dược sau đó hai người bọn họ lập tức tiến vào bế quan trong lúc chữa thương. Có Hỗn Độn Ưng Sư tại Diệp Thần Phong trước mặt, rất nhiều Ngô gia cùng Giang gia người cũng không dám tới gần, dù sao vừa vặn Hỗn Độn Ưng Sư hung tàn, bọn hắn nhưng cũng là đã từng gặp qua rồi. Hỗn Độn Ưng Sư bị vây ở Quỷ Vân Hang động lâu năm như thế, nó là dựa vào dùng thiên tài địa bảo thọ linh chi mới sống cho tới bây giờ, mà nguyên bản sinh trưởng tại Quỷ Vân Hang động dưới đáy thọ linh chi, cũng sớm đã bị nó cho tiêu hao hết, nếu như không dùng tăng trưởng tuổi thọ thiên tài địa bảo, hoặc là đột phá thực lực lời nói, như vậy tại trong vòng trăm năm nó liền sẽ quy thiên rồi. Dù sao Hỗn Độn Ưng Sư phục dụng rất nhiều thọ linh chi, cho nên tăng cường tuổi thọ đan dược, e sợ đối với nó hiệu quả không lớn. Mà muốn đột phá thực lực lời nói, e sợ đối với Hỗn Độn Ưng Sư tới nói cũng phi thường khó khăn, nó bây giờ đã là thần đế cảnh trung kỳ thực lực. Vừa vặn Hỗn Độn Ưng Sư biểu hiện để Diệp Thần Phong thật hài lòng. Chính là đánh một cái tát, cho một viên táo ngọt. Diệp Thần Phong lật bàn tay một cái, một viên lục bên trong mang đỏ dị biến thọ linh quả nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn. Tiện tay ném cho Hỗn Độn Ưng Sư, tiểu ưng, đi theo ta, đây là của ngươi may mắn, tối thiểu ngươi không cần phải lo lắng tuổi thọ đã tiêu hao hết. Đây là một viên dị biến thọ linh quả, đầy đủ cho ngươi tăng trưởng 1000 năm tuổi thọ rồi. Lấy Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy, hắn tự nhiên cũng là có thể cảm giác được Hỗn Độn Ưng Sư tuổi thọ không nhiều lắm. Thân là hỗn độn thời đại yêu thú, Hỗn Độn Ưng Sư vô cùng biết hàng, nó một mắt liền nhận thức dị biến thọ linh quả. Thân thể nhảy một cái, đột nhiên đem một viên thọ linh quả nuốt vào trong bụng. Tại đem dị biến thọ linh quả nuốt vào bụng bên trong sau. Hỗn Độn Ưng Sư rất nhanh cũng cảm giác được tuổi thọ của mình đang nhanh chóng tăng trưởng, không bao lâu thời gian, liền trọn vẹn tăng trưởng 1000 năm. Đây đối với nó tới nói tuyệt đối là một cái kích động sự tình, nó đột nhiên cảm thấy hay là nhận thức Diệp Thần Phong làm chủ. Cũng không phải một chuyện xấu, bằng không lấy bây giờ vùng thế giới này đến xem. Nó phải tìm được tăng trưởng tuổi thọ thiên tài địa bảo chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Tại tuổi thọ tăng trưởng 1000 năm sau đó Hỗn Độn Ưng Sư rốt cục phát ra từ nội tâm cảm tạ một tiếng, đa tạ chủ nhân. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nhìn xem bên cạnh Phong Vô Cực nói ra, về sau phải nhiều hướng về tiểu ưng học tập, trên người ta cũng có thứ mà ngươi cần, cố gắng nhiều hơn đi. Hỗn Độn Ưng Sư nhưng là cao ngạo nhìn xem Phong Vô Cực, cuối cùng thân thể nhất chuyển. Trực tiếp đem chính mình giắm. Cậu nhắm ngay Phong Vô Cực, nó ngược lại là càng ngày càng thích ứng Diệp Thần Phong nô bộc thân phận này rồi. Diệp Thần Phong chuẩn bị ở chỗ này chờ mấy ngày, nhìn xem Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên tại trong mấy ngày này hội sẽ không trở về, như ý liền chờ Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương thương thế trị liệu xong xuôi, hai người bọn họ khẳng định cũng phải cần đi hướng thần nguyên giới. Sau một ngày, Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương vẫn còn bế quan chữa thương trạng thái trong. Mà Diệp Thần Phong sau lưng Long tộc tộc trưởng dấu ấn không tự chủ vận chuyển, hắn phán đoán hẳn là có Long tộc người tại tới gần nơi này. Đúng như dự đoán, Long Cao Nguyên, Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành thân ảnh không bao lâu liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Lần trước Long Cao Nguyên bọn hắn cùng Diệp Thần Phong đồng thời tìm tới Long Văn Thạch hồn phách sau, Long Cao Nguyên bọn hắn phụ trách đem hồn phách mang về. Thanh Long Văn Thạch cấp cứu trị trở về.
Long tộc còn lại huyết mạch ba vị này trưởng lão, bọn hắn tại đem Long Văn Thạch cứu trị sau khi trở về. Bởi Long tộc bây giờ còn lại huyết mạch dàn xếp địa phương cực kỳ khó tìm, bọn hắn đối với Long tộc huyết mạch an toàn phi thường yên tâm. Cho nên, ba người bọn hắn một mình đi ra ngoài tìm Diệp Thần Phong rồi. Diệp Thần Phong chính là bọn hắn Long tộc tộc trưởng, bọn hắn tự nhiên có biện pháp tìm tới Diệp Thần Phong. Long cao nguyên thực lực vẫn là ở mới vào đỉnh phong. Long cảnh an hòa Long lâm thành thực lực vẫn là ở thần tôn cảnh hậu kỳ cùng thần tôn cảnh trung kỳ. Diệp Thần Phong trên người khí tức không có nội liễm. Ba người bọn hắn cảm giác được Diệp Thần Phong cực cảnh đỉnh phong khí thế sau, bọn hắn không tự chủ được hơi sững sờ. Lúc trước bọn hắn cùng Diệp Thần Phong phân biệt gặp thời đợi, Diệp Thần Phong thực lực mới tại cái gì tầng thứ. Bây giờ cũng đã là cực cảnh đỉnh phong cường giả. Đang nhìn đến Long cao nguyên đám người sau. Trước đó Diệp Thần Phong suýt chút nữa quên mất tại đoạn phía trên Long đài Long tộc chí bảo đấu chuyển tinh di rồi. Lúc trước Diệp Thần Phong dự định tra xét xong tiểu thế giới. Lại đi đem đấu chuyển tinh di triệt để kích phát, nhưng cửa thần mở ra vân. Vân một dãy chuyện phát sinh, khiến hắn là khẽ kéo lại kéo. Long cảnh an ba người nhất định là càng hiểu đấu chuyển tinh di. Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, ba người các ngươi biết Long tộc chí bảo đấu chuyển tinh di sao? Nghe được đấu chuyển tinh di, Long cảnh an ba người vẻ mặt lập tức kích động. Long cao nguyên nói ra, đúng rồi, dựa theo địa hình nơi này, Long hồn cổ thành hẳn là ở mảnh này khu vực. Bọn họ là một hướng khác tới. Dọc theo đường đi cũng không hề trải qua Long hồn cổ thành, bởi vì vội vã tìm kiếm Diệp Thần Phong, bọn hắn cũng không có lưu ý chu vi có chút quen thuộc địa hình. Long cảnh an cũng nói, tộc trưởng, ngài có chỗ không biết, đấu chuyển tinh di ngoại trừ là chúng ta Long tộc chí bảo, còn có thể tăng lên Long tộc thành viên tu vi. Bây giờ đấu chuyển tinh di yên lặng nhiều tuổi như vậy Nguyệt, hắn trong khẳng định ẩn chứa không ít năng lượng, hẳn là có thể để cho ba người chúng ta tăng lên không ít tu vi. Bất quá, đấu chuyển tinh di bên trong năng lượng đối Long tộc tộc trưởng là không có tác dụng, đây là chuyên môn dùng để cho Long tộc thành viên tăng cao thực lực. Nhưng đấu chuyển tinh di nhất định muốn do tộc trưởng mới có thể kích phát. Mắt thấy tộc trưởng Diệp Thần Phong đều là cực cảnh đỉnh phong thực lực, Long cao nguyên ba người là áp lực như núi, bọn hắn còn muốn trợ giúp Diệp Thần Phong, nếu như thực lực quá thấp, bọn hắn căn bản không giúp được bất kỳ bận bịu. Bây giờ nghe được đấu chuyển tinh di, bọn hắn lập tức có nhanh chóng tăng cao thực lực hy vọng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước tiên đi một chuyến đoạn Long Đài. Diệp Thần Phong mở miệng nói ra, Hỗn Độn Ưng Sư cùng Phong Vô Cực vội vàng đi theo, bọn hắn nhưng là phải bảo vệ tốt Diệp Thần Phong. Về phần Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên, Ngô Quy cùng Ngô Linh Vũ cũng cùng theo một lúc đi tham gia náo nhiệt, dù sao có Diệp Thần Phong tại, bọn hắn không hội ngộ đến nguy hiểm. Chương 2533, vận khí thật là khá. Đi tới đoạn Long Đài. Thanh này to lớn thạch đao đấu chuyển tinh di vẫn cứ nằm ở đoạn phía trên Long Đài. Lần trước cùng Hà Không Thắng đối chiến thời điểm, Diệp Thần Phong kích phát qua đấu chuyển tinh di. Bất quá, bởi vì Lão Bạch cùng Lão Hắc quan hệ, cho nên hắn không có đem đấu chuyển tinh di hoàn toàn kích phát đi ra. Chỉ thấy chỉnh thanh to lớn thạch trên đao che kín từng cái vết rách, chân chính đấu chuyển tinh di hẳn là ở này thanh thạch đao bên trong. Thân là trong Long tộc chí bảo. Đấu chuyển tinh di có để thời gian gia tốc cùng để thời gian trì hoãn tác dụng, lần trước Diệp Thần Phong tại hướng về trong đó truyền vào linh khí thời điểm, hắn hẳn là vừa vặn kích phát rồi để thời gian gia tốc tác dụng. Diệp Thần Phong tuy nói là Long tộc bây giờ tộc trưởng, nhưng hắn đối đấu chuyển tinh di lý giải, căn bản không như Rồng Cao Nguyên, Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành ba người này. Căn cứ Long Cao Nguyên nói tới, Diệp Thần Phong tại kích phát đấu chuyển tinh di thời điểm. Nhất định muốn tập trung tinh thần chìm đắm đến trong đó đi, từ từ liền sẽ cảm giác được thời gian đều ở trong lòng bàn tay của ngươi. Cứ như vậy, coi như là kích phát rồi đấu chuyển tinh di, ngươi cũng có thể khống chế không cho thời gian gia tốc hoặc là trì hoãn. Đang nghe Long Cao Nguyên lời nói sau, Diệp Thần Phong thân thể lập tức đạp không mà lên, bàn tay đặt tại thạch đao chuôi đao bên trên, trong cơ thể hắn linh khí nhất thời hướng về chuôi đao bên trong truyền vào. Hỗn Độn Ưng Sư cùng Phong Vô Cực bất cứ lúc nào chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay. Mà Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên, Ngô Quy cùng Ngô Linh Vũ nhưng là con mắt không nháy một cái nhìn qua giữa không trung Diệp Thần Phong. Theo, Diệp Thần Phong linh khí truyền vào thạch đao bên trong, sau lưng của hắn Long tộc tộc trưởng dấu ấn cũng tự chủ vận chuyển.
Trình Thanh Thạch Đao bắt đầu chủ động lấy ra Diệp Thần Phong bên trong thân thể linh khí, lấy ra tốc độ tại không ngừng mà tăng nhanh. Từ thạch trên đao nguyên bản trong vết nứt, có cực hạn khủng bố mạnh mẽ đao khí như hồng thủy bình thường lao ra. Này làm cho Ngô Lăng Hương đám người dưới chân bước chân liên tiếp lui về phía sau. Hỗn Độn Ưng Sư cùng Phong Vô Cực trong con ngươi tránh qua một vệt nghiêm nghị, xem ra này đấu chuyển tinh di power cực kỳ không tầm thường rồi. Mà Long Cao Nguyên ba người trong con ngươi để lộ ra cực kỳ kích động ánh sáng. Chỉ thấy to lớn thạch trên đao vết rách tại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Giữa bầu trời Thái Dương đang nhanh chóng đi phía tây rơi đi rồi, xem ra Diệp Thần Phong lại kích phát rồi đấu chuyển tinh di bên trong thời gian gia tốc. Trong cơ thể linh khí liên tục được đấu chuyển tinh di lấy ra Diệp Thần Phong, hắn cảm ứng thạch trong đao tất cả, hắn bắt đầu từ từ hoàn toàn chìm đắm đến thạch trong đao rồi. Hắn cảm thụ chu vi nhanh chóng thời gian trôi qua, Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống, mặt trăng treo ở trên bầu trời, nương nguyệt lượng nhanh chóng biến mất, Thái Dương lần nữa từ đông phương tăng nhanh bay lên thời điểm. Diệp Thần Phong cảm nhận được một chút thời gian ảo diệu. Hắn hẳn là có thể khống chế đấu chuyển tinh di rồi, trong miệng đột nhiên quát lên, ngừng. Thời gian trôi qua trong nháy mắt khôi phục bình thường. Két, 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 ầm. Trình Thanh Thạch Đao lập tức bạo liệt ra, đấu chuyển tinh di bộ mặt thật nhất thời hiện lên hiện tại còn lại tầm mắt của người bên trong. Chỉ thấy đấu chuyển tinh di là một cái màu xanh đao, cây đao này lớn nhỏ cùng bình thường đao không có khác gì. Tại trên thân đao khắc họa từng cái long. Những này khắc họa tại trên thân đao long phảng phất là sống như thế, tại trên thân đao du đãng. Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí vẫn cứ đang không ngừng được đấu chuyển tinh di cho lấy ra. Đao chuôi đao là một cái đuôi rồng tạo hình, nhất cổ không có gì sánh kịp sắc bén, mơ hồ từ đấu chuyển tinh di bên trong tràn ra tới. Đang nhìn đến đấu chuyển tinh di bộ mặt thật lộ sau khi đi ra, Long Mây Cao vội vàng hô, tộc trưởng, ngài tập trung cao độ cảm ứng. Đấu chuyển tinh di ở nơi này yên lặng nhiều tuổi như vậy nguyệt, hắn trong khẳng định ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, ngài chỉ cần đem năng lượng trong đó dắt dẫn ra, những năng lượng này hội tự chủ tiến vào long tộc thành viên trong cơ thể. Bên trong thân thể linh khí được liên tục lấy ra, Diệp Thần Phong sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hắn cảm ứng đấu chuyển tinh di bên trong. Rất nhanh, hắn ở trong đó cảm ứng được nhất cổ dường như đại dương mênh mông bình thường năng lượng khổng lồ, hắn thử muốn hấp thu, kết quả căn bản không hấp thu được, những năng lượng này quả nhiên chỉ thích hợp long tộc thành viên, thân là tộc trưởng thì không cách nào hấp thu. Tại quá khứ thời gian từng ngày trôi qua bên trong. Đấu chuyển tinh di sẽ từ từ tự chủ chứa đựng năng lượng. Chứa đựng năng lượng trợ giúp long tộc thành viên tăng cao thực lực, đây chỉ là đấu chuyển tinh di một cái phụ thuộc tác dụng, nó chân chính tác dụng hay là dùng đến đối địch. Cho nên trong đó chứa đựng năng lượng cho dù toàn bộ phóng ra, đối đấu chuyển tinh di cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Trên người chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi Diệp Thần Phong, hắn thử đi đem cái kia giống như đại dương năng lượng dắt dẫn ra. Sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn vận chuyển tới cực hạn. Cái kia trên thân đao khắc họa từng cái du đãng long, trong nháy mắt ngưng tụ thành một con rồng lớn, từ đại long trong đôi mắt bắn ra một đạo thanh quang. Có thể là thân là long tộc tộc trưởng nguyên nhân, hắn từ đấu chuyển tinh di bên trong dẫn dắt nguồn năng lượng này rất dễ dàng. Oanh, oanh, oanh. Vô cùng cường đại năng lượng không ngừng từ đấu chuyển tinh di bên trong bạo hướng mà ra, không gian bốn phía vặn vẹo vô cùng lợi hại. Toàn bộ đoạn long đài bên trong toàn bộ rung động chuyển động. Giống như là biển gầm năng lượng hướng về Long Cao Nguyên, Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành gào thét mà tới. Những năng lượng này điên cuồng tràn vào này ba thân thể của con người bên trong. Trên mặt bọn họ lộ ra vừa thống khổ, vừa vui vui mừng vẻ mặt. Tại nhiều như vậy mà mạnh năng lượng phân biệt tràn vào Long Cao Nguyên, Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành bên trong thân thể sau. Ba người bọn hắn khí thế trên người liên tục tăng lên. Phải biết đấu chuyển tinh di ở nơi này bao nhiêu năm tháng rồi, trong đó tích lũy năng lượng thực vô cùng to lớn. Thực lực tại mới vào đỉnh phong Long Cao Nguyên, tu vi của hắn nhanh chóng đột phá. Tại bước vào tiểu viên mãn đỉnh phong sau đó lại khóa nhập đại viên mãn đỉnh phong. Sau đó lại khóa nhập cực cảnh đỉnh phong, sau đột nhiên xông vào thần đế cảnh sơ kỳ. Tại tượng thần hư ảnh xuất hiện sau đó tu vi của hắn xông vào thần đế cảnh trung kỳ, cuối cùng vững vàng dừng lại ở thần đế cảnh trung kỳ. Mà thần tôn cảnh hậu kỳ Long Cảnh An, hắn cuối cùng thực lực đột phá đến thần đế cảnh sơ kỳ.
Về phần thần tôn cảnh trung kỳ Long Lâm Thành, hắn cuối cùng thực lực đột phá đến nửa bước thần đế. Đấu chuyển tinh di bên trong chứa đựng lâu như vậy năng lượng. Có thể để cho ba người bọn hắn có như thế vừa nhanh vừa mạnh đột phá, này hoàn toàn là tại chuyện hợp tình hợp lý. Mà ở Long Cao Nguyên đám người lần lượt nhanh chóng đột phá thời điểm. Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí vẫn cứ đang không ngừng được đấu chuyển tinh di lấy ra. Này đấu chuyển tinh di giống như là ăn không no như thế. Long Cao Nguyên đám người khí thế lần lượt ổn định lại, mà lúc này từ đoạn Long Đài giữa bầu trời một chỗ thần môn bên trong, có bốn bóng người từ trong đó đi ra, này bốn bóng người khí thế trên người toàn bộ là thần đế cảnh sơ kỳ, bọn hắn hẳn là thần nguyên giới tu sĩ. Tại bọn hắn đi ra thần môn sau đó bọn hắn trước tiên được Diệp Thần Phong trong tay đấu chuyển tinh di hấp dẫn, bọn hắn căn bản không có chú ý tới Hỗn Độn Ưng Sư cùng Long Cao Nguyên chính là thần đế cảnh trung kỳ cường giả. Một tên trong đó thần đế cảnh sơ kỳ thần nguyên giới tu sĩ cười nói, mới vừa từ thần nguyên giới đi tới nơi này, chúng ta liền gặp phải bảo vật. Xem ra vận khí thật là khá. Chương 2534, khổ rồi thần nguyên giới tu sĩ. Mở miệng cười chính là một gã hồng y lão giả. Còn lại ba tên lão giả trong tròng mắt cũng tận là tham. Làm ánh sáng, bọn hắn có thể cảm giác được đấu chuyển tinh di mạnh mẽ. Bởi Diệp Thần Phong tại kích phát đấu chuyển tinh di, trên người hắn có linh khí không ngừng lăn lộn. Này bốn cái thần nguyên giới tu sĩ có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực tại cực cảnh đỉnh phong, bọn hắn đứng ở giữa bầu trời một chỗ thần môn trước, ánh mắt lần lượt quét qua Ngô Lăng Hương đám người. Ngô Lăng Hương các loại trẻ tuổi thực lực, bọn họ là có thể nhẹ nhõm cảm giác được, dù sao Ngô Lăng Hương đám người thực lực là nhược một chút. Mà tại bọn hắn cảm ứng nhìn quét Phong Vô Cực cùng Long Cao Nguyên đám người lúc. Long tộc người trời sinh ngạo khí, về phần Phong Vô Cực tuy nói hôm nay là Diệp Thần Phong nô bộc, nhưng hắn nhưng là Hỗn Độn thời đại tuyệt thế đại ma, trong lòng hắn ngạo khí so với Long tộc người còn muốn dồi dào. Trong đó Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành cứ việc chỉ có thần đế cảnh sơ kỳ cùng nửa bước thần đế, nhưng bọn họ nhưng là đường đường Long tộc, bọn hắn muốn hơi thở của mình không bị thần đế cảnh cường giả cảm giác được. Bọn hắn vẫn là có thể làm được. Kết quả là, giữa bầu trời bốn vị thần nguyên giới tu sĩ, bọn hắn căn bản cảm giác không ra Long Cao Nguyên đám người thực lực. Về phần Hỗn Độn Ưng Sư bây giờ hình thể của nó thu nhỏ lại đã đến cùng chó con không hề khác gì nhau, tuy rằng dáng dấp là đặc biệt một điểm, nhưng này bốn vị thần nguyên giới tu sĩ, bọn hắn căn bản không có nhiều chú ý loại này tựa chó con một con yêu thú. Tại hết thảy thần nguyên giới tu sĩ trong mắt, địa phương này quả thực chính là một cái chỗ man di mọi dợ, liền bọn hắn thần nguyên giới hạ giới cũng phải vượt xa nơi này, bọn hắn cảm thụ trong thiên địa mỏng manh linh khí, là có thể biết nơi này có cỡ nào hoang vu rồi. Ở loại địa phương này không thể nào biết sinh ra thần đế cảnh cường giả, cho nên này bốn cái thần nguyên giới tu sĩ, bọn hắn mặc dù không có cảm giác được Long Cao Nguyên đám người thực lực, nhưng bọn họ không quen biết Long Cao Nguyên bọn hắn đã tới thần đế cảnh. Dù sao trên thế giới này có không ít pháp bảo có thể cách trở cảm ứng. Cái kia bốn vị thần nguyên giới tu sĩ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong đó vừa vặn mở miệng hồng y lão giả và một người khác ông lão mặc áo trắng. Hai người bọn họ trước tiên ở trên bầu trời bước ra một bước, trong đó hồng y lão giả hướng về phía dưới quát lên, các ngươi là nơi này người tu luyện. Chúng ta đến từ ở thần nguyên giới, ngoan ngoãn thanh cây đao này giao cho chúng ta, như vậy các ngươi liền có thể sống sót. Hồng y lão giả cũng không phải hảo tâm, chỉ là bọn hắn lần đầu đi tới nơi này, hơn nữa liền gặp bảo vật như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ nơi này hay là cũng không phải nghèo rất mồng tơi, cho nên bọn hắn yêu cầu mấy cái quen thuộc người nơi này, thật tốt hiểu rõ một phen tình huống của nơi này. Long Cao Nguyên đám người cau mày không ngớt, cầm trong tay đấu chuyển tinh di Diệp Thần Phong, hắn bên trong thân thể linh khí hầu như cũng bị rút không còn chút nào. Đấu chuyển tinh di bên trên bỗng nhiên không ngừng lóe lên hào quang màu xanh. Diệp Thần Phong cảm giác được đấu chuyển tinh di không lại lấy ra hắn bên trong thân thể linh khí, cả người hắn thân thể lung la lung lay. Cảm giác được đấu chuyển tinh di bên trong có một nguồn sức mạnh yếu bộc phát ra. Đột nhiên đem đấu chuyển tinh di vung hướng về phía giữa bầu trời hồng y lão giả và ông lão mặc áo trắng. Oanh! Rực rỡ hào quang màu xanh từ đấu chuyển tinh di bên trong bạo phát. Một cái do hào quang màu xanh tạo thành thanh sắc cự long, bay lên hướng hồng y lão giả và ông lão mặc áo trắng oanh kích mà đi. Thanh sắc cự long hình thể to lớn cực kỳ, liền một cái hô hấp cũng chưa tới,
thanh sắc cự long liền đem hồng y lão giả và ông lão mặc áo trắng thôn vệ ở trong đó rồi, bọn hắn liền một điểm phản ứng cũng không làm được. Đợi đến thanh sắc cự long biến mất, hồng y lão giả và ông lão mặc áo trắng cũng biến mất ở vùng thế giới này giữa, cả cái gì một điểm xương vụn cũng không có để lại. Một bên lão giả áo xám cùng ông lão mặc áo đen ngược lại là đã tránh được một kiếp, hai người bọn họ nhìn thấy đồng bạn của mình cứ thế mà chết đi. Bọn hắn sững sờ chưa hoàn hồn lại rồi, liền ngay cả Long Cao Nguyên cùng Hỗn Độn Ưng Sư như vậy thần đế cảnh trung kỳ cường giả, bọn hắn trong tròng mắt cũng là nghĩ mà sợ ánh sáng, nếu như vừa vặn cái kia nhất công kích để cho bọn họ tới chịu đựng, chỉ sợ bọn họ cho dù bất tử, cuối cùng cũng phải rơi vào sống dở chết dở. Diệp Thần Phong thân thể lung la lung lay, hắn dùng tay bên trong đấu chuyển tinh di chi chống đất, trên mặt mang theo khiếp sợ. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên vội vàng đi tới dắt díu lấy Diệp Thần Phong. Vừa vặn cái kia nhất công kích, hẳn là triệt để kích phát đấu chuyển tinh di sau kết quả, power tuy rằng to lớn, nhưng cơ hồ đem Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí toàn bộ rút khô. Đứng lập ở trên bầu trời lão giả áo xám cùng ông lão mặc áo đen, bọn hắn phục hồi tinh thần lại sau đó bọn hắn trong con ngươi ánh sáng càng thêm nóng rực rồi. Này đấu chuyển tinh di quả thực so với bọn họ suy đoán còn cường đại hơn, bọn hắn nhìn ra Diệp Thần Phong linh khí hoàn toàn đã tiêu hao hết, hơn nữa ở đây những người còn lại toàn bộ là lấy Diệp Thần Phong làm trung tâm. Bọn hắn suy đoán này Diệp Thần Phong là người thực lực mạnh nhất. Lúc này không đem đấu chuyển tinh di đi gấp qua, chờ đến khi nào. Thân ảnh của bọn họ biến mất ngay tại chỗ, chỉ là một cái hô hấp ở giữa, đột nhiên tại Diệp Thần Phong trước mặt hiện lên. Mà Long Cao Nguyên bọn hắn đã đứng thẳng tại Diệp Thần Phong trước mặt rồi. Nhìn thấy Long Cao Nguyên đám người ngăn cản, ông lão mặc áo đen giận dữ hét, cút ngay cho ta. Hai người bọn họ vẫn không có cảm giác được Long Cao Nguyên thực lực của bọn họ. Tại ông lão mặc áo đen muốn trực tiếp đập bay Long Cao Nguyên thời điểm, Long Cao Nguyên trong cơ thể thần đế cảnh trung kỳ thật khí thế, đột nhiên bão tố được đưa lên. Ông lão mặc áo đen cùng áo xám người của lão giả đột nhiên cứng ngắc một cái. Phong vô cực, Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành cũng trong nháy mắt phóng thích khí thế. Ông lão mặc áo đen cùng áo xám con mắt của ông lão trợn lên càng gia tăng. Một tên thần đế cảnh trung kỳ cường giả, hai tên thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, một tên nửa bước thần đế cường giả. Ông lão mặc áo đen cùng áo xám sắc mặt của ông lão so với nuốt đại. Liền còn khó hơn xem, Long Cao Nguyên bàn tay tùy ý liên tục đánh ra. Ông lão mặc áo đen cùng lão giả áo xám căn bản không ngăn cản được, hai người bọn họ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng ngã ở Hỗn Độn Ưng Sư trước mặt. Hỗn Độn Ưng Sư khinh thường nhìn xem ông lão mặc áo đen cùng lão giả áo xám. Hai người bọn họ nhìn thấy như thế một con nhỏ chó cũng dám như vậy nhìn bọn hắn. Bọn hắn muốn sống rời đi nơi này cơ bản là không thể nào. Tại trước khi chết kéo một con chó làm chịu tội thay cũng tốt. Miệng phun tiên huyết, ông lão mặc áo đen cùng lão giả áo xám một quyền trực tiếp đánh về Hỗn Độn Ưng Sư. Hỗn Độn Ưng Sư xung quanh cơ thể linh khí phòng hộ trong nháy mắt mở ra. Ầm, ầm. Hai tiếng, hai người bọn họ quả đấm liền để Hỗn Độn Ưng Sư linh khí phòng hộ nổi lên gợn sóng cũng không làm được. Hỗn Độn Ưng Sư thật khí thế phóng thích, ông lão mặc áo đen cùng lão giả áo xám trợn mắt lên, hai người bọn họ có một loại tức miệng mắng to kích động. Là cái nào trà trộn, chứng nói nơi này là chỗ man di mọi dợ, nơi này liền ngay cả thần đế cảnh sơ kỳ cường giả cũng không có khả năng lắm sinh ra. Nhưng ở nơi này liền ngay cả một con tương tự chó con đồ vật cũng là thần đế cảnh trung kỳ. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, tiểu ưng, đưa bọn hắn ra đi. Là, chủ nhân, Hỗn Độn Ưng Sư móng vuốt trực tiếp đánh về ông lão mặc áo đen cùng lão giả áo xám. Hai người bọn họ nhìn thấy thần đế cảnh trung kỳ yêu thú đều gọi hô Diệp Thần Phong chủ nhân, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Đáng tiếc bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Xì xì, xì xì. Hỗn Độn Ưng Sư móng vuốt trực tiếp đem hai người bọn họ cho mở ngực bể bụng. Chương 2535, bước vào thần nguyên giới. Hai ngày qua đi, Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương thương thế hoàn toàn khôi phục. Đấu chuyển tinh di power tuy rằng to lớn, thế nhưng quá tiêu hao linh khí, trong tình huống bình thường khả năng không kịp kích phát đấu chuyển tinh di, cũng sẽ bị đối thủ cho giết chết. Đem đấu chuyển tinh di tạm thời để vào Hỗn Độn trong chiếc nhẫn. Trong hai ngày này, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên vẫn chưa trở về, Diệp Thần Phong không có ý định chờ đợi, hắn
hắn yếu chính thức tiến vào thần nguyên giới. Ngô Thừa Nhan, Giang Thắng Lương, Hỗn Độn Ưng Sư cùng Long Cao Nguyên đám người tự nhiên toàn bộ là yếu cùng theo một lúc đi. Nếu như những người này toàn bộ đi rồi, như vậy chỉ còn dư lại Ngô gia cùng Giang gia phải làm sao? Cuối cùng Diệp Thần Phong quyết định tại Hỗn Độn Nhẫn bên trong tiểu thế giới cách trở xuất một vùng không gian đến, dù sao hắn là tiểu thế giới chúa tể, yếu tại bên trong tiểu thế giới cách trở xuất một vùng không gian, này đối với hắn mà nói là chuyện dễ dàng. Bây giờ Hỗn Độn Nhẫn tiểu thế giới diện tích phi thường to lớn rồi, hắn cũng không muốn Ngô gia cùng Giang gia người làm rối loạn hắn cuộc sống của người nhà, ai biết Ngô gia cùng Giang gia bên trong phải hay không còn ẩn tàng không ổn định người. Cho nên, tại bên trong tiểu thế giới cách trở xuất một vùng không gian là ổn thỏa nhất, cứ như vậy, bọn hắn liền không cách nào đi ra cách trở không gian, như vậy cũng có thể đem bọn hắn mang tới thần nguyên giới đi rồi. Diệp Thần Phong không có giải thích quá nhiều, hắn chỉ nói là trên người mình có một vùng không gian, sau đó hắn liền đem Ngô gia cùng Giang gia người lần lượt đưa vào tiểu thế giới, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên đám người tự nhiên cũng tiến vào trong đó. Về phần Long Cao Nguyên, Giang Thắng Lương cùng Hỗn Độn Ưng Sư đám người, bọn hắn nhưng là cùng Diệp Thần Phong đồng thời bước chân vào thần môn bên trong. Giang Thắng Lương bọn hắn cũng không có hỏi Diệp Thần Phong trên người tiểu thế giới sự tình, bởi vì bọn họ biết Diệp Thần Phong muốn lúc nói, liền tự nhiên là hội nói với bọn họ. Bọn hắn bước vào thần môn chính là trước kia Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên bước vào thần môn. Khi tiến vào thần môn bên trong sau, tiến vào trong tầm mắt chính là một mảnh màu đen không gian. Tại không gian phần cuối có một vệt ánh sáng, nơi đó phải là đi về thần nguyên giới lối vào rồi. Tại Diệp Thần Phong dưới sự hướng dẫn, đoàn người các loại lập tức hướng về ánh sáng địa phương nhanh chóng lao đi, tốc độ của bọn họ phi thường nhanh, mắt thấy lập tức muốn tiếp cận ánh sáng. Bỗng nhiên trong lúc đó, màu đen bên trong không gian xảy ra cực hạn vặn vẹo, một màn kia ánh sáng vị trí dĩ nhiên xảy ra lệch vị trí. Sát theo đó, từng vòng màu đen sóng gợn tại trong không gian nhộn nhạo lên, này màu đen sóng gợn bên trong ẩn chứa một loại vô cùng cường đại lực lượng không gian. Hơn nữa chủ yếu tập trung vào thần đế cảnh trung kỳ Hỗn Độn Ưng Sư cùng Long Cao Nguyên trên người, hai người bọn họ bị cuốn đến màu đen sóng gợn chi về sau, bọn hắn càng dãy giụa thì càng là được sóng gợn quấn quanh càng chặt, bọn hắn đem thần đế cảnh trung kỳ thực lực phát vung tới cực hạn, này to lớn màu đen sóng gợn giống như một cái càng lún càng sâu vũng bùn. Hai người bọn họ càng là dùng sức giãy giụa, càng là được quấn quanh lợi hại. Đồng thời, Diệp Thần Phong cùng Ngô Thừa Nhan mấy người cũng nhận lấy không giống trình độ lan đến. Thân ở màu đen sóng gợn bên trong Hỗn Độn Ưng Sư cùng Long Cao Nguyên, hai người bọn họ ra trên người đã là đang không ngừng nứt ra rồi, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, sắc mặt là càng ngày càng khó coi, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ được màu đen sóng gợn cho vỡ vụn bình thường. Diệp Thần Phong cũng hoàn toàn không có cách nào phá tan màu đen sóng gợn, trong đó không gian chi lực quá cường đại, này thần môn bên trong làm sao sẽ đột nhiên sản sinh biến cố như vậy. Ngô Thừa Nhan cùng Giang Thắng Lương đám người chịu ảnh hưởng sau đó sắc mặt của bọn họ cũng có vẻ có chút tái nhợt. Tại sao những này màu đen sóng gợn chủ yếu tập trung vào thần đế cảnh trung kỳ Long Cao Nguyên cùng Hỗn Độn Ưng Mình Sư Tử Thượng? Cảm thụ không gian xung quanh biến hóa, Diệp Thần Phong có manh mối. Này thần môn bên trong không gian còn không phải hoàn toàn đạt đến ổn định. Hiện nay nhiều nhất chỉ có thể làm cho thực lực tại thần đế cảnh sơ kỳ cường giả thông hành, mà Long Cao Nguyên cùng Hỗn Độn Ưng Sư chính là thần đế cảnh trung kỳ cường giả. Khí thế của bọn họ làm cho thần môn bên trong không gian sinh ra loại này bạo động, để đi về thần nguyên giới chỗ lối vào cũng xảy ra trách đi. Thân ở màu đen sóng gợn bên trong Hỗn Độn Ưng Sư cùng Long Cao Nguyên đã bị nội thương nghiêm trọng. Xem ra tiến vào thần nguyên giới không nhất định nhiều người là tốt rồi, Diệp Thần Phong quyết định để cho bọn họ toàn bộ tiến vào bên trong tiểu thế giới cách trở xuất bên trong vùng không gian kia. Dù sao hiện tại Hỗn Độn Ưng Sư cùng Long Cao Nguyên được nội thương, bọn hắn cần phải có thời gian chữa thương, về phần những người còn lại cũng để cho bọn họ tạm thời tại bên trong tiểu thế giới ở lại, đợi được có yêu cầu thời điểm lại để cho bọn họ đi ra là được rồi. Tại có quyết định như vậy sau, Diệp Thần Phong không chút do dự đem người ở chỗ này lần lượt đưa vào bên trong tiểu thế giới. Tại thần môn bên trong chỉ còn dư lại Diệp Thần Phong một người, sau đó mạnh mẽ màu đen sóng gợn từ từ dẹp loạn đi xuống. Hắn tiếp tục hướng về một màn kia ánh sáng lao đi, bây giờ ánh sáng đã lệch vị trí, chỉ sợ hắn đến địa phương cũng không phải lúc trước Lão Bạch cùng Lão Hắc tiến vào thần nguyên giới sau đến vị trí.
không trở ngại chút nào xông vào ánh sáng bên trong. Tại lao ra ánh sáng sau, Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác bốn phía linh khí đột nhiên nồng nặc lên, muốn so Ngô gia cùng Giang gia vị trí nồng nặc không ít, hắn phát hiện mình đứng ở trên bầu trời, nơi này thiên địa pháp tắc cũng cực kỳ không giống. Nơi này phải là thần nguyên giới hạ giới. Hắn bây giờ thân ở một mảnh sơn mạch to lớn phía trên, thân ảnh của hắn nhanh chóng hạ xuống, rơi xuống sơn mạch lối vào nơi. Đứng ở sơn mạch lối vào nơi, chính lúc Diệp Thần Phong đánh giá bốn phía thời điểm, hai đạo khí thế từ bên trong dãy núi nhanh chóng lướt ra khỏi đến. Cái này hai đạo khí thế chủ nhân, hẳn là vừa vặn là nhìn thấy từ thần môn bên trong lao ra Diệp Thần Phong, bọn hắn lúc này mới chạy tới tìm tòi hư thực. Diệp Thần Phong thân là cực cảnh đỉnh phong cường giả, cảm nhận của hắn lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn nhất thời cảm thấy hai đạo khí thế tới gần, hắn phát hiện đối phương một người tại mới vào đỉnh phong, một người tại thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ. Bây giờ mới vừa tới đến thần nguyên giới hạ giới, trước hắn tuy rằng từ thần nguyên giới tu sĩ trong miệng giải một chút thần nguyên giới sự tình, nhưng hiểu rõ không phải phi thường tỉ mỉ. Thần đế cảnh trung kỳ hỗn độn ưng sư cùng Long Cao Nguyên cũng cần mấy ngày chữa thương thời gian, chẳng bằng hắn tốn thời gian triệt để hiểu rõ một cái thần nguyên giới hạ giới. Kết quả là, Diệp Thần Phong đem khí thế trên người duy trì ở thiên thần cảnh tầng 3 sơ kỳ. Đối với người yếu phòng bị luôn luôn là khá là nhỏ. Cho nên Diệp Thần Phong dự định lần nữa đóng vai một hồi người yếu. Hai bóng người rất nhanh xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Một già một trẻ, trên người lão già mặc một bộ trường bào màu xanh sẫm, một đôi con mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, mới vào đỉnh phong khí thế liên tục tại quanh thân hắn lượn lờ. Một người khác nữ nhân nhìn qua cùng Ngô Lăng Hương các nàng tuổi tác xấp xỉ, mặc trên người một cái màu lửa đỏ sợi tơ quần áo, mái tóc dài màu đen tùy ý khoác ở đầu vai. Khóe miệng trong nụ cười tràn đầy đẹp đẽ mùi vị, trên người có một loại đáng yêu cùng dã. Tính kết hợp lại vẻ đẹp, nữ người đồng thời là tò mò quan sát Diệp Thần Phong, người trong tròng mắt vẻ mặt bỗng nhiên sáng ngời. Chương 2536, đáp ứng. Đế vương quả. Mới vào đỉnh phong lão giả tên là Cổ Khôn, tướng mạo tuyệt đối xem như là thượng thành nữ tử tên là Cổ Mộng Tinh. Tại thần nguyên giới hạ giới bên trong. Cổ gia ngược lại cũng coi như là một cái nhất lưu thế lực rồi. Cổ gia thuộc về băng thiên trong thành bá chủ. Trước đây không lâu, Huyết Nguyên Tông đến đây Cổ gia cầu thân, Huyết Nguyên Tông con trai của tông chủ muốn cưới Cổ gia hòn ngọc quý trên tay. Huyết Nguyên Tông tại hạ giới bên trong, kỳ thế lực muốn hơi chút cao hơn Cổ gia một bậc, hơn nữa Huyết Nguyên Tông khai xuất phong phú điều kiện. Cổ gia rất nhiều lão gia hỏa toàn bộ được hấp dẫn. Cuối cùng liền ngay cả Cổ gia lão tổ cũng đồng ý này một mối hôn sự. Sau 3 ngày chính là Huyết Nguyên Tông thiếu chủ đến đây cưới vợ Cổ Mộng Tinh cuộc sống. Cổ Mộng Tinh từ nhỏ nhìn như rộng rãi, hiền hòa, nhiệt tình, nhưng nàng trong xương cất giấu một viên kiêu ngạo tâm, người không muốn mặc cho gia tộc bài bố, người không muốn gả cho Huyết Nguyên Tông thiếu chủ. Kết quả là, Cổ Mộng Tinh trong cơn tức giận lén lút chạy ra khỏi Băng Thiên Thành. Người mặc dù có thể chuồn ra Băng Thiên Thành, đây là Cổ Khôn trợ giúp. Cổ Khôn chỉ là Cổ gia đại quản gia, hắn tuy nói có mới vào đỉnh phong thực lực, nhưng địa vị của hắn tại Cổ gia cũng không tính thật là cao. Cổ Mộng nắng ấm Cổ Khôn không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Nhưng Cổ Mộng Tinh là Cổ Khôn nhìn xem lớn lên, hai người bọn họ ngược lại là dường như thân ông cháu như thế. Cổ Khôn vô cùng thương Cổ Mộng Tinh. Mà Cổ Mộng Tinh đối Cổ Khôn so với mình thân gia gia còn thân hơn. Cổ Mộng Tinh đối với Cổ Khôn nói ra, Khôn gia gia, lần này Huyết Nguyên Tông không biết có mục đích gì, bọn hắn lại đem đế vương quả đã coi như là xính lễ, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Xem ra Cổ Mộng Tinh hoàn toàn không đem thiên thần cảnh tầng 3 sơ kỳ Diệp Thần Phong coi là chuyện to tát. Diệp Thần Phong khi nghe đến đế vương quả, ba chữ này sau, trái tim của hắn đột nhiên rụt lại. Hắn lúc trước tại Lão Bạch cùng Lão Hắc nơi đó nghe nói qua đế vương quả. Bất quá, đế vương quả tại viễn cổ thời đại trung kỳ cũng đã triệt để diệt tuyệt, tại bây giờ thần nguyên giới cũng có thể không khả năng sẽ có đế vương quả xuất hiện, trừ phi là Huyết Nguyên Tông gặp may đúng dịp đã nhận được một viên đế vương quả. Này đế vương quả đối với cực cảnh đỉnh phong cường giả có loại đặc thù tác dụng, phàm là cực cảnh cường giả đỉnh cao dùng đế vương quả, nhưng gia tăng tỷ lệ đột phá đến thần đế cảnh. Tại cái này giới bên trong tông môn thực lực mạnh nhất cũng chỉ là thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, nếu có thần đế cảnh trung kỳ cường giả sinh ra, như vậy bình thường kỳ thế lực hội di chuyển đến bên trong giới đi. Cho nên,
Đối ở hạ giới tông môn tới nói, nếu như trong tông môn có thể thêm ra một tên thần đế cảnh sơ kỳ cường giả. Này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là ý nghĩa phi phàm. Chẳng trách cuối cùng cổ gia sẽ đáp ứng huyết nguyên tông xin cưới, bọn họ là không có lý do gì từ chối một viên đế vương quả a hát. Diệp Thần Phong thực lực bây giờ cũng nằm ở cực cảnh đỉnh phong, hắn vừa vặn là yêu cầu đế vương quả thời điểm, có muốn hay không tới như thế đúng lúc. Hắn bỗng nhiên cảm giác vận khí của mình thực là không tồi. Cổ Mộng Tinh tiếp tục nói, Khôn gia gia, nếu như chúng ta tại sau 3 ngày, huyết nguyên tông trước tới đón đầu tháng ngày trở lại, hơn nữa ta còn mang theo nam nhân của mình trở lại, người nói huyết nguyên tông thiếu chủ chả có cần ta hay không? Nghe nói hắn cũng một thiên tài. Ngón tay trắng noãn chỉ hướng Diệp Thần Phong, khiến hắn giả trang nam nhân của ta, chuyện này không liền có thể lấy nghênh nhẫn nhi giải ma. Khôn gia gia, ngươi nói thế nào? Cổ Mộng Tinh lung lay cổ Khôn cánh tay, một bộ làm nũng dáng dấp khả ái. Trước đó, cổ Mộng Tinh sớm liền nghĩ đến biện pháp này, chỉ là tại hạ giới bên trong, có ai nguyện ý đến giao du với kẻ xấu. Diệp Thần Phong nếu là từ thần môn bên trong đi ra, như vậy hắn hẳn là tới từ ở thần nguyên giới ra chỗ man di mọi dợ. Ngươi không phải là thần nguyên giới tu sĩ. Cổ Mộng Tinh nhìn xem Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong mơ hồ có thể phán đoán ra cổ Mộng Tinh ý đồ, nếu như giả trang nam nhân của nàng, đến lúc đó là có thể tiếp xúc được huyết nguyên tông. Hắn bây giờ đối với nơi này chưa quen nhân sinh nơi đây, thậm chí không biết đi nơi nào tìm huyết nguyên tông, giả trang một cái cổ Mộng Tinh nam nhân. Này ngược lại cũng chưa chắc đã không phải là một biện pháp hay. Dù sao, hỗn độn ưng sư cùng Long Cao Nguyên khôi phục thương thế chả yếu vài ngày thời gian đây. Chỉ cần chờ hai người bọn họ khôi phục, tại cái này giới bên trong, có thể cản bọn họ lại tông môn, hẳn là cơ hồ không tồn tại. Thấy Diệp Thần Phong chậm chạp không mở miệng, cổ Mộng Tinh cho rằng Diệp Thần Phong là bị giật mình, uy ngươi yên tâm, chúng ta đối với ngươi không có ác ý, ta chỉ là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Diệp Thần Phong rồi mới lên tiếng, ta đích xác không phải thần nguyên giới người. Nghe vậy, cổ Mộng Tinh tiếp tục nói, ta muốn mời ngươi giả trang nam nhân của ta, ngươi thấy thế nào? Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi gặp phải nguy hiểm, hơn nữa sự tình sau khi kết thúc, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng báo đáp. Chúng ta thần nguyên giới tài nguyên tu luyện phi thường phong phú. Nói không chắc ta còn có thể giúp ngươi trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một ít thực lực. Ngươi lần đầu đi tới nơi này chưa quen nhân sinh nơi đây, ta có thể dùng võ đạo chi tâm phát thệ, ta đối với ngươi không có nửa điểm ác ý. Dám dùng của mình võ đạo chi tâm phát thệ, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng đối cổ Mộng Tinh nhiều hơn một chút hảo cảm, dù sao dùng võ đạo chi tâm phát thệ. Một khi vi phạm với thệ ngôn, tâm tính sẽ phải chịu không giống trình độ ảnh hưởng, đây đối với người tu luyện tới nói tuyệt đối không là một chuyện tốt. Cổ Khôn thở dài. Nói ra, người trẻ tuổi, chúng ta không phải người vong ân phụ nghĩa, nếu như ngươi tại nơi này gặp phải nguy hiểm. Như vậy lão phu hội dùng hết tính mạng bảo đảm an toàn của ngươi. Cổ Khôn chỉ có thể bồi tiếp cổ Mộng Tinh hồ nháo, hắn thực sự không đành lòng nhìn thấy cổ Mộng Tinh mỗi ngày đều rầu rĩ không vui. Diệp Thần Phong ra vẻ do dự sau một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, được, ta có thể đáp ứng. Ta mới vừa vặn đi tới thần nguyên giới. Cũng cần phải hiểu một cái nơi này. Nghe được Diệp Thần Phong nguyện ý sau đó cổ Mộng Tinh nụ cười càng thêm ngọt, ngươi nên cùng ta không chênh lệch nhiều chứ. Ngươi đã có thiên thần cảnh tầng 3 sơ kỳ thực lực, tại các ngươi nơi đó tuyệt đối là thiên tài chứ. Cổ Mộng Tinh có thiên thần cảnh 7 tầng sơ kỳ thực lực, hơn nữa tuổi của nàng cùng Ngô Lăng Hương các nàng không chênh lệch nhiều. Cũng không phải nói Ngô Lăng Hương không bằng cổ Mộng Tinh. Có lẽ cổ Mộng Tinh thiên phú muốn so Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên thua kém, chỉ là người sanh ra ở thần nguyên giới, nơi này tu luyện hoàn cảnh muốn so Ngô gia cùng Giang gia tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Thần Phong thuận miệng ứng phó cổ Mộng Tinh, bọn hắn đối thân phận của Diệp Thần Phong không có hoài nghi, dù sao bọn họ là tận mắt thấy Diệp Thần Phong từ thần môn bên trong đi ra. Mà thông qua cổ Mộng nắng ấm cổ Khôn, Diệp Thần Phong cũng đơn giản biết một chút cổ gia. Hắn vai trò là cổ Mộng Tinh nam nhân, đương nhiên phải đối cổ gia có chút hiểu rõ. Tại cổ gia bên trong tổng cộng có hai tên thần đế cảnh sơ kỳ lão tổ. Cổ gia tại băng thiên trong thành địa vị là độc nhất vô nhị, có thể nói toàn bộ băng thiên thành toàn bộ đều là cổ gia định đoạt. Lần này cổ gia cùng huyết nguyên tông thông gia, toàn bộ băng thiên thành đô phi thường náo nhiệt,
sớm đã bắt đầu răng đèn kết hoa lên. Về phần Huyết Nguyên Tông, Cổ Mộng Tinh cũng không có ẩn giấu, người như thật nói cho Diệp Thần Phong, Huyết Nguyên Tông thế lực yếu so với bọn họ Cổ gia mạnh hơn một bậc. Nhìn thấy Diệp Thần Phong cũng không hề đổi ý, trong lòng nàng là thở phào nhẹ nhõm. Mà Diệp Thần Phong đối với cái này tính cách trực sảng nữ nhân cũng không ghét. Chương 2537, đến đâu thì hay đến đó. Ba ngày lóe lên liền qua, hôm nay chính là Huyết Nguyên Tông thiếu chủ đến đây Băng Thiên Thành cưới vợ Cổ Mộng Tinh tháng ngày. Diệp Thần Phong đi theo Cổ Khôn cùng Cổ Mộng Tinh đi tới Băng Thiên Thành cửa thành. Trải qua ba ngày nay ở chung, Cổ Khôn cùng Cổ Mộng Tinh đối Diệp Thần Phong là càng ngày càng quen thuộc rồi, giữa bọn họ tình cờ còn có thể nói chuyện đùa các loại. Một con tương tự con mèo nhỏ cùng chó con vậy yêu thú, an tĩnh nằm nhoài tại Diệp Thần Phong trên bả vai, con mắt khép hờ, phảng phất là tại đánh ngủ gật như thế. Con này tương tự con mèo nhỏ cùng chó con vậy yêu thú chính là Hỗn Độn Ưng Sư rồi, tại tối ngày hôm qua Hỗn Độn Ưng Sư thương thế hoàn toàn khôi phục. Diệp Thần Phong ý thức thẩm thấu tiến bên trong tiểu thế giới thời điểm, Hỗn Độn Ưng Sư đối Diệp Thần Phong phát khởi kháng nghị, nó là thật sự không yên lòng Diệp Thần Phong một người ở bên ngoài, dù sao tính mạng của nó nhưng là cùng Diệp Thần Phong quấn lấy nhau rồi. Hỗn Độn Ưng Sư luôn mãi yêu cầu sau đó Diệp Thần Phong chỉ có thể đem ra hỏa này thả ra. Hỗn Độn Ưng Sư năng lực hồi phục muốn so Long Cao Nguyên mạnh, đồng dạng là thần đế cảnh trung kỳ Long Cao Nguyên, thương thế của hắn vẫn không có khôi phục. Những người còn lại vẫn là tạm thời ở lại bên trong tiểu thế giới tốt, bằng không một đám người quá để người chú ý rồi. Tuy nói hạ giới bên trong tông môn, bình thường thực lực mạnh nhất chỉ có thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng tình cờ bên trong giới cùng thượng giới cường giả cũng sẽ đến hạ giới tới, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ không cần thiết làm cho như vậy hấp dẫn người. Nằm nhoài tại Diệp Thần Phong trên bả vai Hỗn Độn Ưng Sư, không chỉ có đem hình thể rút nhỏ, hơn nữa nó trên lưng giường như hùng ưng cánh. Cũng hoàn toàn bị nó co vào bên trong thân thể rồi. Hỗn Độn Ưng Sư khí thế trên người cực hạn thu lại, cho dù đồng dạng là thần đế cảnh trung kỳ cường giả, đoán chừng cũng không cách nào cảm giác được nó bên trong thân thể thật khí thế rồi. Tại đến Băng Thiên Thành trên đường, trải qua không ít sơn mạch, Diệp Thần Phong thuận miệng nói Hỗn Độn Ưng Sư là ở trong dãy núi nhặt được. Cổ Khôn cùng Cổ Mộng Tinh cũng không có hoài nghi, bọn hắn cảm giác không ra Hỗn Độn Ưng Sư khí thế trên người. Bọn hắn cho rằng này Hỗn Độn Ưng Sư hay là liền yêu thú cũng không tính được, dù sao trên người nó không có bất kỳ một chút thực lực khí tức. Vừa mới bắt đầu Cổ Mộng Tinh còn có thể trêu chọc Hỗn Độn Ưng Sư, nhưng đang nhìn đến Hỗn Độn Ưng Sư hoàn toàn không mua mặt mũi sau đó người cũng cảm thấy không thú vị, tự rốt cuộc không đùa tên tiểu tử này. Phải biết Hỗn Độn Ưng Sư nhưng là đường đường thần đế cảnh trung kỳ thực lực, nếu không có Diệp Thần Phong ở nơi này, dựa theo bản tính của nó. Nó đã sớm một móng vuốt đem này tiểu nữ oa cho đập chết rồi, nó cũng không hiểu được cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Tại Cổ Khôn, Cổ Mộng nắng ấm Diệp Thần Phong xuất hiện tại Băng Thiên Thành cửa thành sau. Lập tức, từ trong cửa thành đã tuôn ra mấy chục người đem ba người bọn hắn cho xúm lại ở, nguyên bản nằm nhoài tại Diệp Thần Phong trên bả vai ngủ gật Hỗn Độn Ưng Sư. Nó hơi hơi mở mắt ra, ai cũng không có chú ý tới tên tiểu tử này trong tròng mắt lóe lên hung quang. Diệp Thần Phong sờ sờ Hỗn Độn Ưng Sư đầu, này Hỗn Độn Ưng Sư nhảy tới Diệp Thần Phong trong lồng ngực, nó ngược lại là càng ngày càng giống con mèo meo rồi. Bất quá, nó trong lòng đã tiếp nhận Diệp Thần Phong là chủ nhân của mình rồi, nó cũng chỉ có tại Diệp Thần Phong trước mặt mới sẽ như vậy thuận theo. Xuống lại tới mấy chục người, bọn hắn làm mau tránh ra một con đường, một tên đầy mặt nghiêm túc đàn ông trung niên, hắn đi tới. Đang nhìn đến đàn ông trung niên sau đó Cổ Mộng Tinh hô, phụ thân. Cổ Khôn nhưng là cung kính gọi một tiếng, gia chủ. Đàn ông trung niên chính là Cổ gia gia chủ Cổ Dít Văn, một thân thực lực tại cực cảnh đỉnh phong. Diệp Thần Phong cảm thụ xuất Cổ Dít Văn là cực cảnh đỉnh phong thực lực sau, trong lòng của hắn bất đắc dĩ lắc đầu, này thần nguyên giới tu luyện hoàn cảnh quả nhiên bất đồng, chỉ là hạ giới một cái gia tộc gia chủ cũng là cực cảnh đỉnh phong cường giả. Phải biết năm đó Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng chỉ là cực cảnh đỉnh phong mà thôi. Xem ra bây giờ thần nguyên giới có thể nói là người tu luyện thời kỳ cường thịnh rồi, thậm chí là đã vượt qua rực rỡ viễn cổ thời đại sơ kỳ. Cổ Dít Văn trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, còn biết ta là phụ thân ngươi. Tiếp lấy, con mắt của hắn trừng lên Cổ Khôn, ngươi còn biết ta là gia chủ. Ngươi thân là chúng ta Cổ gia quản gia, ngươi là làm sao làm việc. Mộng Tinh không hiểu chuyện.
lẽ nào ngươi cũng già quá lẩm cẩm rồi sao? Cổ Mộng Tinh mày liễu nhíu chặt, người đứng ra một bước, một cái khoác lên Diệp Thần Phong cánh tay, phụ thân, ta đã là nữ nhân của hắn rồi, hôm nay là Huyết Nguyên Tông thiếu chủ cưới vợ cuộc sống của ta, nếu như hắn không ngại, như vậy ta cũng không sao cả. Hả, Cổ Dít Văn trong con ngươi lộ hung quang, Cổ Mộng Tinh dùng thân thể ngăn trở Diệp Thần Phong, mà Cổ Khôn cũng thật chặt đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh, bọn hắn hội thực hiện hứa hẹn của mình, liều mạng cũng sẽ không khiến Diệp Thần Phong bị thương. Cổ Mộng Tinh tiếp tục nói, nếu như hắn có chuyện gì, như vậy ta cũng sẽ không tiếp tục sống trên thế giới này rồi. Cổ Dít Văn cảm giác được Diệp Thần Phong khí tức tại thiên thần cảnh tầng 3 sơ kỳ, hắn trong con ngươi lạnh lẽo hiện ra. Mà Diệp Thần Phong chỉ là bình tĩnh vuốt Hỗn Độn Ưng Sư đầu, này Hỗn Độn Ưng Sư ngược lại là rất đi hưởng thụ, thỉnh thoảng hội nheo mắt lại, nhưng chỉ cần ở đây ai dám đối Diệp Thần Phong động thủ, e sợ gia hỏa này hội lập tức lộ ra bộ mặt thật, trực tiếp một móng vuốt đem đối phương cho đập chết. Mộng Tinh, chúng ta đã sớm ngờ tới ngươi hội vào hôm nay gây chuyện, chỗ bằng vào chúng ta tương nghênh cưới tháng ngày rời lại một ngày, cho nên hôm nay cũng không phải ngươi ngày vui, ngày mai mới là. Cổ Dít Văn nhìn xem chính mình con gái, Cổ Mộng Tinh hàm răng cắn môi, ngươi là cha của ta, lẽ nào ngươi không biết Huyết Nguyên Tông thiếu chủ Đỗ Hạt là người nào sao? Chết ở trên tay hắn nữ nhân nhiều vô số kể, hắn tu luyện cực kỳ tà ác công pháp. Cổ Dít Văn lắc lắc đầu, ngươi là đem sẽ trở thành thê tử của hắn, hắn sẽ không đối với ngươi hạ độc thủ, chẳng lẽ nói Huyết Nguyên Tông thiếu chủ vẫn không xứng với ngươi sao? Hắn tại chúng ta hạ giới bên trong cũng coi là thiên tài, bằng chừng ấy tuổi thực lực liền ở nửa bước thần vương rồi. Ngươi nhìn lại một chút bên cạnh ngươi cái này ra hỏa đức hạnh, chỉ là một cái thiên thần cảnh tầng 3 sơ kỳ, hắn tính là thứ gì? Hắn liền cho Đỗ Hạt sách giày cũng không xứng. Lại nói, ngươi là con gái của ta, ngươi chẳng lẽ không hẳn là vì ta suy nghĩ một chút sao? Đế vương quả đối với ta mà nói rất trọng yếu. Như vậy có thể gia tăng ta bước vào thần đế cảnh tỷ lệ. Nằm nhoài tại Diệp Thần Phong trong lồng ngực Hỗn Độn Ưng Sư, nó thật sự có chút không cách nào nhịn được rồi. Nhưng Diệp Thần Phong cho nó truyền âm, tiểu ưng, bình tĩnh đừng nóng, đến đâu thì hay đến đó. Mục đích của ta là đế vương quả, nếu Huyết Nguyên Tông người còn chưa tới, như vậy chúng ta liền chờ một chút, miễn cho ngươi đem bọn hắn sợ đến không dám tới nơi này. Hỗn Độn Ưng Sư lúc này mới lại thu hồi trong tròng mắt hung quang. Cổ Dít Văn quát lên, đi thôi, về nhà, lẽ nào muốn để cho ta dùng sức mạnh đấy sao? Nếu như ngươi nghe lời, như vậy ta có thể tạm thời lượn quanh tiểu tử này một mạng, bằng không ta không ngại hiện tại đưa hắn lên đường. Diệp Thần Phong trong lòng là không sao cả cười cười. Tuy nói đồng dạng là cực cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng hắn căn bản không có thanh Cổ Dít Văn để ở trong mắt. Bọn hắn sức chiến đấu không lại một cấp bậc thường. Chương 2538, xử tử. Cổ Mộng Tinh hoàn toàn không nghĩ tới sự tình hội hướng về cái phương hướng này phát triển. Người kế hoạch ban đầu hôm nay là Huyết Nguyên Tông thiếu chủ Đỗ Hạt tới đón cưới cuộc sống của nàng, người chỉ cần trước mặt mọi người đem chuyện này làm hư là được rồi, ai biết cổ gia đoán chắc người hội gây sự, dĩ nhiên tương nghênh cưới tháng ngày rời lại một ngày. Tại Cổ Dít Văn uy dưới sườn, người chỉ có thể tạm thời đi theo trở về cổ gia rồi, người thấp giọng tại Diệp Thần Phong bên tai nói ra, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi không có chuyện gì. Diệp Thần Phong chỉ là lặng lẽ gật gật đầu, đoàn người các loại tiến vào băng thiên thành sau, về tới cổ gia bên trong. Cổ gia hai vị lão tổ cùng tất cả đại trưởng lão toàn bộ tập trung vào trong nghị sự đại sảnh. Tại Cổ Dít Văn mang theo Cổ Mộng Tinh bọn hắn tiến vào phòng nghị sự sau. Tất cả ánh mắt toàn bộ tập trung đến Cổ Mộng Tinh trên người. Vừa vặn ở cửa thành bên ngoài, Cổ Mộng Tinh nói mình là Diệp Thần Phong chuyện của nữ nhân, đã truyền về rồi, hết thảy người ở chỗ này toàn bộ biết chuyện này rồi. Tại phòng nghị sự trên thủ vị ngồi hai cái lão đầu, hai cái này lão đầu chính là cổ gia thần đế cảnh sơ kỳ lão tổ Cổ Niệm Núi cùng Cổ Lực Trung rồi, trong đó Cổ Niệm Núi chính là Cổ Mộng Tinh dòng chính lão tổ. Cổ Lực Trung quát lớn, làm càn. Quả thực là làm càn cực kỳ. Trong cơ thể hắn thần đế cảnh sơ kỳ thật khí thế nhất thời hướng về Diệp Thần Phong đánh tới, chỉ có mới vào đỉnh phong thực lực Cổ Khôn, hắn không chút do dự đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt, giúp hắn đã ngăn được một cái khí thế xung kích. Một tiếng, Cổ Lực Trung thật khí thế xung kích tại Cổ Khôn trên ngực. Cổ Khôn không tự chủ được thân thể mềm nhũn, cả người hắn té quỵ trên đất,
trong miệng liên tục tràn ra tiên huyết. Cổ Mộng Tinh thấy thế, người hô, Khôn gia gia, người không sao chứ? Người đỡ Cổ Khôn từ trên mặt đất đứng lên, cùng Cổ Khôn đồng thời chắn Diệp Thần Phong trước mặt. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, Cổ Khôn cái quỷ này, hắn sớm muộn cũng sẽ giúp hắn đòi lại. Cổ Khôn, lẽ nào ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi chỉ là chúng ta Cổ gia một quản gia mà thôi, ngươi một mình trợ giúp Cổ Mộng Tinh rời đi Cổ gia sự tình, chúng ta vẫn không có hướng về ngươi vấn tội, ngươi lại vẫn dám ngăn trở ta. Cổ Lực Trung phẫn nộ quát, Cổ Niệm Núi rốt cuộc cũng mở miệng, Mộng Tinh, ngươi quá không hiểu chuyện, lẽ nào ngươi không biết đế vương quả đối phụ thân ngươi rất trọng yếu sao? Huyết Nguyên Tông cùng chúng ta Cổ gia cũng coi là môn đăng hộ đối rồi, hơn nữa Đỗ Hạt cũng là thiên tài, hắn có chỗ nào là không xứng với ngươi? Sự tình đã định xuống, ai cũng không cải biến được, tự coi như ngươi chết rồi, chỉ cần Đỗ Hạt nguyện ý cưới ngươi, chúng ta Cổ gia cũng sẽ đem ngươi thi thể cho Huyết Nguyên Tông. Cổ Niệm Núi nhưng là Cổ Mộng Tinh dòng chính lão tổ A Hát. Hắn lại có thể nói ra lần này lời hung ác đến, tâm địa của hắn quả thực đủ cứng rắn. Khóe miệng liên tục tràn ra tiên huyết Cổ Khôn, trong lòng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ, hắn muốn phải trợ giúp Cổ Mộng Tinh, có thể thực lực của hắn thật sự không thể ra sức. Cổ Mộng Tinh nhìn xem Cổ Khôn cùng Diệp Thần Phong, nói ra, chuyện này cùng những người còn lại không liên quan, ta nguyện ý gả cho Đỗ Hạt, không nên làm khó những người khác, đây là ta yêu cầu duy nhất, nếu như các ngươi không đáp ứng, như vậy liền để Đỗ Hạt cưới của ta thi. Thể đi. Cổ Niệm Núi hơi nhướng mày, được, chỉ cần ngươi nguyện ý xuất giá, yêu cầu này ta đồng ý là xong rồi. Được rồi, đi xuống chuẩn bị ngày mai để Đỗ Hạt tới đón cưới ngươi làm vợ đi. Cổ Niệm Núi phất phất tay, Cổ Mộng Tinh, Diệp Thần Phong cùng Cổ Khôn được mang xuống, cuối cùng Diệp Thần Phong được thu xếp ở một chỗ trong sân. Tại sân cửa vào có hai tên thần vương cảnh sơ kỳ Cổ gia người canh gác. Mà Cổ Mộng nắng ấm Cổ Khôn tự do cũng bị hạn chế ở. Diệp Thần Phong đối ở mình bây giờ tình cảnh, hắn căn bản là không một chút nào lo lắng, hắn thậm chí còn hy vọng Huyết Nguyên Tông mau chút đến, hắn không kịp chờ đợi muốn đem đế vương quả cướp đến tay rồi. Dù sao hắn đối với Cổ gia cùng Huyết Nguyên Tông không có bất kỳ hảo cảm, cướp đi Huyết Nguyên Tông cho Cổ gia xính lễ, hắn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Mà ở Diệp Thần Phong đám người bị hạn chế tự do thời điểm, Cổ gia trong nghị sự đại sảnh, tất cả mọi người chả không hề rời đi. Cổ Dít Văn nói ra, lão tổ, lẽ nào thật sự muốn buông tha vậy không rõ ràng lai lịch tiểu tử sao? Cổ Lực Trung cười lạnh lắc đầu, e sợ trước đó cửa thành sự tình, rất nhanh hội truyền tới Huyết Nguyên Tông Đỗ Hạt trong tai, tiểu tử kia tâm nhãn không lớn, hắn nhưng không cách nào nhịn được, chúng ta nhất định muốn cho Huyết Nguyên Tông một câu trả lời. Dù sao Huyết Nguyên Tông là thế lực yếu so với chúng ta Cổ gia mạnh hơn một bậc, lần này là chúng ta đáp ứng rồi thông gia. Chúng ta xem như là đối lý trước. Cổ Niệm Núi cũng nói, đúng vậy, đợi ngày mai Đỗ Hạt tới đón cưới Mộng Tinh thời điểm, chúng ta liền cho hắn một cái giá thỏa mãn, tiểu tử kia sẽ là Mộng Tinh nam nhân. Đây tuyệt đối là giả dối không có thật sự tình, các ngươi cũng không phải không biết Mộng Tinh tính cách. Vậy chúng ta ngày mai phải như thế nào cho Huyết Nguyên Tông một cái giá thỏa mãn? Cổ Dít Văn lại hỏi, Cổ Niệm Núi trên người sát khí đều lộ, rất đơn giản. Trước mặt mọi người thanh tiểu tử kia xử tử, không chỉ có như thế, Cổ Khôn cũng không thể giữ lại, hắn chỉ là chúng ta Cổ gia một con chó, làm con chó này không lại nghe chủ nhân rồi, giữ lại chả có chỗ lợi gì. Cổ Lực Trung gật đầu, đúng vậy, Cổ Khôn không lưu lại được rồi, hắn cho là mình là ai. Hắn liền ai là chủ nhân của hắn cũng không phân biệt được rồi, bất quá, hắn dù sao tại chúng ta Cổ gia ở nhiều năm như vậy, chúng ta liền cho hắn thoải mái một chút. Đây coi như là đối với hắn ban ân rồi. Cổ Dít Văn đối với Cổ Niệm Núi cùng Cổ Lực Trung sắp xếp không có bất kỳ phản đối. Hắn bây giờ là phi thường muốn thu được đế vương quả. Hắn tại cực cảnh đỉnh phong tích lũy một ít thời đại rồi. Chỉ cần thu được đế vương quả, hắn bước vào thần đế cảnh sơ kỳ tỷ lệ lớn vô cùng. Dù sao cực cảnh đỉnh phong cùng thần đế cảnh là không thể đủ tương để tịnh luận. Cho nên coi như là hy sinh chính mình nữ nhi ruột thịt hạnh phúc, hắn cũng muốn thu được đế vương quả. Lão tổ, bất quá, trước mặt mọi người xử tử Cổ Khôn cùng tiểu tử kia, Mộng Tinh cảm xúc nhất định sẽ mất khống chế. Cổ Dít Văn cau mày, Cổ Niệm Núi cười nói, chỉ cần trước đó đem Mộng Tinh toàn thân huyệt vị niêm phong lại, người đến lúc đó muốn tự sát đều không có cơ hội,
chỉ cần người đã trở thành đỗ hạt nữ nhân, e sợ người cũng sẽ tiếp thu hiện thực này rồi. Gia chủ cùng lão tổ đều quyết định, ở đây còn lại cổ gia tất cả đại trưởng lão, bọn hắn tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến rồi. Hoàn toàn không có nửa điểm thân tình có thể nói. Cổ gia đem lạnh lẽo vô tình làm được cực hạn, hay là ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong chỉ là một con tiện tay có thể bóp chết con kiến, bọn hắn căn bản không có coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình. Chỉ là bọn hắn như thế trăm phương ngàn kế tính toán, đem ngày mai tất cả mọi thứ toàn bộ đều kế hoạch được rồi. Chỉ sợ bọn họ cuối cùng hội trộm gà không được còn mất nắm gạo. Một cái nho nhỏ cổ gia, một cái nho nhỏ huyết nguyên tông, Diệp Thần Phong cần phải để vào mắt sao? Hắn hẳn là sẽ không tại hạ giới lưu lại thời gian quá dài, chẳng mấy chốc sẽ đi hướng bên trong giới bên trong. Chương 2539, tuyệt vọng. Ngày kế, Thái Dương chậm rãi từ mặt đông bay lên, thần nguyên giới hạ giới lại nghênh đón một ngày mới. Hôm nay là huyết nguyên tông thiếu chủ Đỗ Hạt đến đây cưới vợ cổ mộng tinh tháng ngày. Cổ ra một chỗ trong nhà, Diệp Thần Phong giãn ra một thoáng thân thể. Hỗn độn ưng sư lười biếng nằm nhoài tại trên bả vai hắn ngáp một cái. Chủ nhân, này hạ giới quá vô vị rồi, căn bản không thể đủ để cho ta chiến thống khoái. Hỗn độn ưng sư đối với Diệp Thần Phong nói ra, nó trước đó đều bị bao vây lâu năm như thế rồi, hỗn độn ưng sư tại hỗn độn thời đại tuyệt đối xem như là hung thú, trong máu của nó ẩn chứa một cỗ giết chóc. Diệp Thần Phong vỗ vỗ hỗn độn ưng sư đầu, yên tâm, hôm nay nên có người cơ hội biểu hiện. Nếu như huyết nguyên tông thật sự có đế vương quả, như vậy ta tình thế bắt buộc. Mà hôm nay băng thiên thành cũng cực kỳ náo nhiệt, cổ gia lấy tư cách băng thiên thành bá chủ, huyết nguyên tông lại là so với cổ gia thế lực cao hơn một bậc tông môn, đến đây cổ gia chúc mừng cường giả có không ít. Cử hành đón dâu nghi thức cùng yến hội sân bãi tại cổ gia bên trong một mảnh quảng trường khổng lồ bên trên. Sớm tại mấy ngày trước bắt đầu, quảng trường này cũng đã bố trí thỏa đáng. Sáng sớm hôm nay, huyết nguyên tông người liền đã đi đến. Giờ khắc này, cổ gia trong nghị sự đại sảnh, ngoại trừ lão tổ cổ niệm núi, cổ lực chung cùng gia chủ cổ dít dùng văn bên ngoài, còn có vẻ mặt kiêu căng một già một trẻ ngồi ở phòng nghị sự trên ghế. Người lão giả này mặt mũi nhăn nheo, trong tròng mắt tràn đầy phiền muộn, vừa nhìn liền không phải là cái gì thiện lương hạng người, hắn chính là huyết nguyên tông đại trưởng lão Chuông Trấn Đức. Khí thế trên người tại thần tôn cảnh đỉnh phong đại viên mãn đỉnh phong, lần này hắn phụ trách bồi tiếp thiếu chủ Đỗ Hạt đến đây cưới vợ cổ mộng tinh. Một cái khác sắc mặt có chút tái nhợt, trên người mặc một bộ quần áo màu trắng thanh niên, hắn chính là huyết nguyên tông thiếu chủ Đỗ Hạt rồi, sắc mặt hắn trắng xanh là một loại cổ quái trắng xanh, một đôi con mắt bên trong tràn đầy âm lãnh. Huyết nguyên tông tại băng thiên thành có tin tức lưới. Đối với ngày hôm qua cổ mộng tinh tuyên bố Diệp Thần Phong là người chuyện của nam nhân, Đỗ Hạt đã hơi có nghe thấy rồi. Dù sao cổ niệm núi cùng cổ lực chung chính là thần đế cảnh sơ kỳ cường giả, Đỗ Hạt cùng Chuông Trấn Đức không dám quá cản rỡ. Đỗ Hạt đối với cổ niệm núi cùng cổ lực chung, nói ra, hai vị lão tổ, ta nghe nói một chút liên quan với mộng tinh chuyện, ta Đỗ Hạt là chân tâm thật ý muốn cưới mộng tinh làm vợ, bằng không chúng ta huyết nguyên tông cũng sẽ không lấy ra đế vương quả làm xính lễ. Cổ Dít Văn mở miệng nói, Hạt, có một số việc chỉ sợ ngươi đã hiểu lầm, ngày hôm qua con gái của ta dẫn theo một người đàn ông trở về, nhưng người đàn ông kia cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì, con gái của ta từ trước đến giờ không nghe quản giáo, ta có thể cam đoan con gái của ta tuyệt đối không có bất kỳ người đàn ông nào, điểm này Hạt nhưng yên tâm. Cổ Niệm Núi cũng nói, chuyện lần này là mộng tinh quá không hiểu chuyện, ngày hôm qua chúng ta đã khuyên qua nàng. Về sau người sẽ không lại làm ra chuyện như vậy rồi. Trong chuyện này chúng ta cổ gia có lỗi trước, nếu như Hạt ngươi không sợ hôm nay nhuộm máu, như vậy chúng ta có thể trước mặt mọi người xử tử tên tiểu tử kia. Còn có chuyện lần này quản gia cổ khôn lần nữa dung túng mộng tinh, chỗ bằng vào chúng ta chuẩn bị kể cả hắn cũng cùng một chỗ xử tử. Nghe đến đó, Đỗ Hạt gật đầu cười, ta đều nghe hai vị lão tổ sắp xếp, ta không kiêng kỵ vào hôm nay nhiễm tiên huyết. Một phen nói chuyện, xác định vào hôm nay cưới vợ nghi thức thượng hội đem Diệp Thần Phong cùng cổ khôn cho xử tử. Theo thời gian từ từ chuyển rời, rất nhanh tới vào lúc giữa trưa. Trước tới tham gia hôm nay cưới vợ nghi thức tân khách cũng gần như đến đông đủ, lớn vô cùng trên quảng trường để từng cái bàn, tại quảng trường chính giữa trống đi một địa phương, ở nơi đó dựng lên một cái đài cao. Cổ Dít Văn,
Cổ Niệm núi cùng Cổ Lực Trung đứng lên đài cao, tại lấy tư cách gia chủ Cổ Diết Văn nói rồi mấy câu nói sau. Một thân quần đỏ Cổ Mộng Tinh được hai tên nha hoàn dắt díu lấy đi lên đài cao, tỉ mỉ người có thể thấy được Cổ Mộng Tinh căn bản không phải tại chính mình hành tẩu, trên người nàng nhiều chỗ huyệt vị toàn bộ được tạm thời phong bế, người hiện tại liền miệng đều không mở miệng được, thậm chí là cắn lưỡi tự sát cũng không làm được. Tại Cổ Mộng Tinh được nâng lên đài cao sau. Đổi lại Hồng Y Đỗ Hạt cũng đi lên đài cao, hôm nay cưới vợ nghi thức xem như là chính thức bắt đầu. Nghi thức dựa theo quy củ tiến hành. Tại rườm rà nghi thức sau khi kết thúc, Cổ Diết Văn lại mở miệng, các vị, trước đây không lâu có một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hắn một mực quấn lấy con gái của ta không chịu rời đi, con gái của ta căn bản không yêu thích tiểu tử này, nhưng làm chúng ta càng cho hơi vào hơn vẫn chính là, chúng ta Cổ gia quản gia Cổ Khôn, hắn tự nhiên thông đồng tiểu tử này, hoàn toàn muốn phá hoại lần này đón dâu, này là tuyệt đối không thể nuông chiều sự tình. Chỗ bằng vào chúng ta chuẩn bị đem tiểu tử này cùng Cổ Khôn giao cho Huyết Nguyên Tông xử trí. Cổ Khôn liếc mắt nhìn Đỗ Hạt. Đỗ Hạt tại trên đài cao bước ra một bước, dám đụng đến ta Đỗ Hạt nữ nhân ý nghĩ. Hôm nay là ta cưới vợ Mộng Tinh tháng ngày, nguyên lẽ ra không nên thấy máu, bất quá sợ huyết là màu đỏ, cùng ta y phục trên người rất xứng đôi, có lúc thấy máu cũng là một loại vui mừng đại biểu, tiểu tử kia cùng Cổ Khôn ngay ở chỗ này xử tử đi. Toàn thân huyệt vị bị phong bế Cổ Mộng Tinh, người khi nghe đến cha mình và Đỗ Hạt lời nói sau, người trong nháy mắt trong đầu trống rỗng, rõ ràng đáp ứng rồi, người chỉ cần nguyện ý gả cho Đỗ Hạt, Diệp Thần Phong cùng Cổ Khôn hội không có chuyện gì, vì sao lại như vậy? Tại sao phải lừa nàng? Diệp Thần Phong chỉ có thiên thần cảnh tam tầng sơ kỳ thực lực, mà Cổ Khôn chỉ có mới vào đỉnh phong thực lực, đối mặt hôm nay trận chiến, bọn họ là chắc chắn phải chết rồi. Cổ Mộng Tinh viền mắt trong nháy mắt đỏ lên, là người làm phiền Hà Khôn ra ra, là người làm phiền Hà Diệp Thần Phong cái này nguyên bản cùng nàng hào người không liên quan. Người đem hết toàn lực muốn vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông, nhưng là toàn thân huyệt vị bị phong bế, người căn bản vô pháp đem linh khí dòng sông vận chuyển lại. Cổ Khôn được hai tên thần tôn cảnh cổ ra người tới trên đài cao, trên người của hắn huyệt vị bị phong bế rất nhiều, bất quá, bị phong không phải làm triệt để. Cho nên hắn chỉ ít có thể chính mình bước đi, chỉ là bên trong thân thể tăng lên không nổi bất kỳ một tia khí thế. Diệp Thần Phong được hai tên thần vương cảnh trung kỳ cổ ra người mang lên đài cao, dù sao Diệp Thần Phong chỉ có thiên thần cảnh tam tầng sơ kỳ, cổ ra người liền niêm phong lại hắn huyệt vị cũng lười làm. Diệp Thần Phong ung dung từng bước một đi lên đài cao, hỗn độn ưng sư lười biếng nằm nhoài tại nó trên bả vai, không có ai cảm giác được hỗn độn ưng sư quái lạ. Ai đều cho rằng đây là một con tương tự con mèo nhỏ đồ vật. Bất quá, tại đi tới quảng trường thời điểm, hỗn độn ưng sư cảm giác đã thần không biết quỷ không hay cảm ứng một lần, nơi này liền thần đế cảnh trung kỳ cường giả cũng không có, đối với nó tới nói thật không có có tính khiêu chiến. Cổ Mộng Tinh đang nhìn đến Cổ Khôn cùng Diệp Thần Phong được mang tới trên đài cao sau đó nàng là hoàn toàn tuyệt vọng, đỏ rực viền mắt hoàn toàn ẩm ướt. Người biết Cổ Khôn cùng Diệp Thần Phong là chắc chắn phải chết. Chương 2540, một nhảy mũi power. Đứng trên đài cao, Cổ Khôn cùng Diệp Thần Phong đứng chung với nhau. Cổ Khôn đối Diệp Thần Phong lộ ra áy náy vẻ, trước hắn đã nói liều mạng cũng sẽ bảo đảm Diệp Thần Phong an toàn, nhưng hôm nay hắn và Diệp Thần Phong lại cũng bị đồng thời xử tử. Ta thay Mộng Tinh nói tiếng xin lỗi. Cổ Khôn thanh âm rất thấp. Hắn nhìn xem viền mắt đỏ bừng Cổ Mộng Tinh, trong lòng của hắn làm cảm giác khó chịu, hắn đem Cổ Mộng Tinh cho rằng tôn nữ đối xử, hắn đối Cổ Mộng Tinh có thâm hậu thân tình. Đối mặt Cổ Khôn đạo xin lỗi, Diệp Thần Phong chỉ là không sao cả cười cười, không có chuyện gì. Tại Cổ Khôn cùng Diệp Thần Phong đạp lên đài cao sau đó ở đây tất cả mọi người tầm mắt toàn bộ tập trung đến hai người bọn họ trên người. Ở đây những này đến đây chúc mừng người. Bọn hắn hoàn toàn chưa hề đem xử tử Diệp Thần Phong cùng Cổ Khôn sự tình quá coi là chuyện to tát, bởi vì ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong cùng Cổ Khôn là chắc chắn phải chết. Cổ Niệm núi cùng Cổ Lực Trung ngồi ở đài cao trên ghế, hai người bọn họ ánh mắt híp lại, thanh xử tử Diệp Thần Phong cùng Cổ Khôn sự tình giao cho Đỗ Hạt tự mình xử lý rồi. Cổ Diết Văn hướng về phía Diệp Thần Phong cùng Cổ Khôn, quát lên, hai người các ngươi còn không quỳ xuống cho ta. Các ngươi có tư cách gì đứng đấy? Diệp Thần Phong đứng tại chỗ thờ ơ không động lòng.
Cổ Khôn đối toàn bộ Cổ gia không có bất kỳ tình cảm, hắn cũng không nhúc nhích đứng thẳng. Cổ Dít Văn sắc mặt nộ đỏ một mảnh, hắn thật muốn trực tiếp động thủ đập chết Diệp Thần Phong cùng Cổ Khôn hai người kia. Đỗ Hạt Âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm sắc mặt bình tĩnh Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, Diệp Thần Phong rốt cuộc là người không biết không sợ đâu này. Vẫn có lá bài tẩy. Nhưng dù như thế nào cảm ứng, hắn cũng chỉ có thể đủ cảm ứng được Diệp Thần Phong khí thế trên người tại thiên thần cảnh tầng 3 sơ kỳ. Đỗ Hạt hỏi một câu, ngươi là cái nào tông môn đệ tử? Diệp Thần Phong liếc nhìn Đỗ Hạt, ta là thông qua thần môn tới chỗ này. Nghe được Diệp Thần Phong trả lời sau đó Đỗ Hạt không có bất kỳ nghi ngờ, nguyên lai là từ thần nguyên giới ra chỗ man di mọi dợ tới, chẳng trách sẽ như thế người không biết không sợ đây. Thiên thần cảnh tầng 3 sơ kỳ thực lực, chắc hẳn tại các ngươi nơi đó, ngươi cũng coi như là thiên tài chứ. Nhưng ở nơi này ngươi liền một cái giám cũng không phải, ngươi biết mình tiếp đó sẽ là cái gì vận mệnh sao? Ngươi sẽ chết, hơn nữa chết rất thê thảm, nhưng nếu như ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống, như vậy ta có thể miễn cưỡng cho ngươi một cái sảng khoái. Diệp Thần Phong ngón tay đùa với trên bả vai Hỗn Độn Ưng Sư. Hắn vẫn đúng là thanh Hỗn Độn Ưng Sư cho rằng con mèo nhỏ rồi. Này Hỗn Độn Ưng Sư ngược lại cũng phối hợp, hai cái móng vuốt vỗ Diệp Thần Phong ngón tay. Diệp Thần Phong nhìn hướng Đỗ Hạt, ngươi nói cái gì? Ta không hề nghe rõ, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Tất cả mọi người tại chỗ nhìn thấy Diệp Thần Phong nhất cử nhất động, bọn họ là trong lòng là triệt để không bình tĩnh rồi. Này ngốc, mũ đến cùng là từ đâu nhô ra khôi hài? Lẽ nào chỗ man di mọi dợ người đều là mặt hàng này sao? Lẽ nào hắn chả không nhìn ra trước mắt tình thế sao? Quả thực là ngu, ngu xuẩn tới cực điểm. Kết quả là, tiếng bàn luận tại quảng trường không ngừng vang lên. Thật sự là Diệp Thần Phong cử động quá để cho bọn họ cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này đầu được môn cho kẹp sao? Hắn tự cho là đúng chính mình nơi đó thiên tài, đi vào chúng ta thần nguyên giới chả như vậy ngông cuồng tự đại. Hắn hiện tại liền phải xử tử rồi, vẫn còn có khoảng không đùa với trên bả vai hắn Kitty. Đúng vậy, tiểu tử kia vai trên người chính là một con phổ thông Kitty, liền một điểm khí thế cũng không có. Căn bản không thuộc về yêu thú phạm trù, hắn là đến chúng ta nơi này khôi hài đấy sao? Các ngươi nói sau đó Đỗ Hạt sẽ như thế nào dằn vặt này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Từng đạo tiếng bàn luận tràn ngập ở trong không khí. Toàn thân huyệt vị bị phong bế Cổ Mộng Tinh, người đỏ rực con mắt cũng nhìn xem Diệp Thần Phong, trước đó cùng Diệp Thần Phong từng ở chung mấy ngày, người rõ ràng Diệp Thần Phong không phải tự cao tự đại người, nhưng bây giờ Diệp Thần Phong vì biểu hiện gì suốt cái bộ dáng này. Rất nhanh, Cổ Mộng Tinh đã nghĩ thông suốt, hay là Diệp Thần Phong biết mình chắc chắn phải chết rồi, cùng hắn sầu mi khổ kiểm. Chẳng bằng cười đối mặt tử vong. Cổ Mộng Tinh trong lòng đối Diệp Thần Phong là càng thêm áy náy. Người lúc trước thì không nên để Diệp Thần Phong đến giả trang nam nhân của nàng, bằng không Diệp Thần Phong cũng tuyệt đối sẽ không chết. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Cổ Khôn, hắn và Cổ Mộng Tinh là không sai biệt lắm ý nghĩ, hắn cũng cho rằng Diệp Thần Phong đã thản nhiên tiếp thu sinh tử, có thể thanh sinh tử nhìn như thế chi nhạt, để trong lòng của hắn cũng bội phục không thôi. Đỗ Hạt thấy Diệp Thần Phong như thế, hắn là lại cũng chịu không được, trên người hắn nửa bước thần vương thật khí thế trưng vọt lên. Ta sẽ không để cho ngươi chết thoải mái như vậy, ta sẽ trước tiên phế bỏ tứ chi của ngươi. Đang chậm rãi từng điểm cho ngươi chết đi. Đỗ Hạt trên mặt tái nhợt âm lãnh không ngừng mở rộng, hắn hai bàn tay tựa như tia chớp, hướng về Diệp Thần Phong tóm tới. Tại còn lại người xem ra thiên thần cảnh tầng 3 sơ kỳ người, căn bản là không ngăn được nửa bước thần vương công kích. Thậm chí ngay cả nửa bước thần vương tốc độ cũng theo không kịp. Cho nên Diệp Thần Phong hai cánh tay nhất định sẽ được bóp nát. Mắt thấy Đỗ Hạt thủ trưởng phải bắt được Diệp Thần Phong hai cánh tay rồi. Diệp Thần Phong nhưng vẫn là ngón tay đùa với Hỗn Độn Ưng Sư. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong là vỏ đã mẻ lại sức rồi, Cổ Niệm Núi, Cổ Lực Chung cùng Cổ Dít Văn bọn hắn khóe miệng hiện lên lạnh nhạt cười gằn, Cổ Mộng Tinh trong hốc mắt nước mắt không ngừng lướt xuống đi ra. Mà một bên Cổ Khôn được hai tên thần tôn cảnh cường giả chặn lại rồi. Hắn căn bản không giúp được bất kỳ bận bịu, chỉ có thể ở trong lòng thở dài liên tục, hắn biết mình chẳng mấy chốc sẽ đi cùng Diệp Thần Phong. Tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong nhất định sẽ chết rất thê thảm thời điểm.
đầy mặt cười gần Đỗ Hạt, bàn tay của hắn đã phải bắt được Diệp Thần Phong cánh tay, đem hai cánh tay của hắn biến thành tàn tật. Trong chớp mắt, nằm nhoài tại Diệp Thần Phong bả vai Hỗn Độn Ưng Sư, miệng của nó vi vi mở ra. Hắt xì. Hỗn Độn Ưng Sư không kiềm hãm được hắt xì hơi một cái, mà ở này nhảy mũi bên trong ẩn chứa nhất cổ lực trùng kích. Này cỗ lực trùng kích trực tiếp đụng vào Đỗ Hạt trên người. Đỗ Hạt trên mặt cười gần im bặt đi. Ầm, một tiếng. Cả người hắn trực tiếp đột nhiên bay ngược ra ngoài, cuối cùng thân thể đụng vào quảng trường một khối cự đại thạch bi thượng. Chỉnh tấm bia đá bữa nay lúc xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn nứt, Đỗ Hạt trong miệng từng ngụm phun ra tiên huyết. Chỉnh tấm bia đá cũng hoàn toàn vỡ vụn. Vừa vặn trả chỉ cao khí ngang Đỗ Hạt, hắn trong nháy mắt như con chó chết nằm ở trên mặt đất, mũi cùng trong miệng khí tức cực kỳ suy yếu, một nhảy mũi sẽ phải hắn nửa cái mạng. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Hỗn Độn Ưng Sư đầu, tiểu ưng, tùy ý nhảy mũi là không lễ phép, lần sau nhảy mũi trước đó nói cho ta một tiếng. Ngươi xem, có cái trắng, si, suýt chút nữa được một mình ngươi hắt xì cho đánh chết. Hỗn Độn Ưng Sư dịu ngoan gật gật đầu. Này để tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ là nhìn ngẩn ra rồi, bọn hắn đầu óc thậm chí không phản ứng kịp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 127.